Chuyện này đã full, chuyện chữ viết tắt nhiều quá, các bạn nghe nếu phát hiện báo lại mình sửa, cảm ơn. Giới thiệu chuyện. Siêu cấp cường giả một lần ngoài ý muốn, Bùi Đông Lai thân là một học sinh cá biệt, luôn đội sổ lớp của một trường trung học, hắn đã bị Thượng Đế bắt ra một lỗi lớn, nhân sinh của hắn đã bị biến đổi, tất cả sẽ phát sinh như thế nào? Quyền lực, tiền tài, mỹ nhân, một ngày nào đó, ta sẽ cho thế giới này vì ta mà run sợ. Hắn đã nói như vậy đó. Mời bạn đọc siêu cấp cường giả để biết rõ câu chuyện. Siêu cấp cường giả, Bùi Đông Lai. Tập 1. Bùi Đông Lai, tổng điểm 280, đứng nhất từ dưới đếm lên. Trong phòng học yên tĩnh, một người phụ nữ trung niên mang mắt kính đen, đứng ở trên bục giảng, cầm lấy phiếu điểm, đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai đang ngồi ở cuối phòng học, chậm rãi mở miệng, giọng nói hở hững, thanh âm chói tai. Bá! Ngạc nhiên nghe được lời nói của lão sư chủ nhiệm lớp, những học sinh khác trong lớp rối rít đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Bên tai quanh quẩn lời chói tai của chủ nhiệm, các bạn đồng học thì nở nụ cười chế giễu, nhưng mặt Bùi Đông Lai lại không chút thay đổi, khóe miệng hiện lên vẻ tự giễu, thân thể không nhịn được mà run lên. Run lên một chút, rất nhỏ. Thấy bộ dáng Bùi Đông Lai, vốn là không khí trong phòng học đang yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một trận giễu cợt xôn xao. Hắc, 280 điểm, thật là mắc cỡ chết người. 280, đừng bảo là ở lớp 12 phần 1 chúng ta, cũng chỉ sợ trong tất cả các lớp thì hắn là người thi ít điểm nhất a. Cái đó thì khẳng định rồi, lớp chúng ta chính là lớp tốt nhất, đừng nói thi 280 điểm, ta đây thi được 480 thì cảm thấy không có mặt mũi để gặp người khác. Hắn lần này là đem thể diện lớp 12 phần 1 chúng ta mất hết. Hai, thật không nghĩ tới. Từng là học sinh giỏi nhất lớp mà lại trở nên nông nổi như thế này. Theo ta thấy a, các thầy giáo cũng không cần hy vọng đối với hắn nữa, tốt nhất là đem hắn vứt đi. Không sai, cho dù hắn đã từng là học sinh giỏi nhất thì đã làm sao? Tất cả các thứ đó đều là quá khứ rồi. Bên tai vang lên nghị luận của các bạn học, Bùi Đông Lai không nhìn được đem ánh mắt nhìn về phía những người mở miệng kia, nụ cười tự giễu trên khóe miệng càng đậm. Lúc này không thể dùng ngôn từ nào để hình dung sự thống khổ trong lòng hắn, hết sức khống chế tâm tình của mình, hai tay nắm chặt lại. Nắm chặt lại. Mặc dù hắn sớm đã biết, trong quá khứ một năm trước đây, bởi vì chính mình gặp được một số sự việc không thể nào tưởng tượng nổi, thành tích cứ như vậy mà rớt xuống, đã từng những người bạn học trước đây đều từng ngưỡng mộ mình nhưng hôm nay lại giễu cợt mình, chính là. Hắn không nghĩ tới, khi hắn thi được 280 điểm này. Thì hắn đã làm trò cười trước mặt mọi người, thấy được biểu hiện bạc bẽo của mọi người như thế này. Phải biết rằng, ban đầu, mặc dù hắn vững vàng chiếm vị trí thứ nhất này, trở thành một thiên kiêu chi tử của lão sư thậm chí hiệu trưởng, cũng chưa từng có đồng học nào trước mặt phóng ra một chút xíu thần thái kiêu ngạo. Đúng vậy, chỉ một chút cũng không có. Nếu như bản thân mình không xảy ra việc ngoài ý muốn, luân lạc tới bộ dáng hiện tại, nói vậy bọn họ những người này còn có thể giống như trước đây sao? Có thể ngưỡng mộ chính mình sao? Khổ sở cười một tiếng, Bùi Đông Lai buông hai tay ra, đứng lên, ở trước mặt không ít học sinh đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, hướng bục giảng bước lên để lấy phiếu điểm. Vẻ mặt của lão sư chủ nhiệm lớp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lấy xong, hắn xoay người trở về lại vị trí của mình. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Chẳng qua là, hắn bình tĩnh nhưng hắn lại không cam lòng. Càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Bùi Đông Lai ngồi xuống, bọn học sinh cũng thu hồi ánh mắt, hắn giống như là bị cô lập, cùng với mọi thứ xung quanh hết thảy đều trở nên xa lạ. Cố Mỹ Mỹ, ngữ văn 134, toán học 130, anh văn 146, lý 276, tổng điểm 686, cả lớp xếp hạng thứ 5, niên cấp xếp hạng thứ 10. Bùi Đông Lai vừa mới ngồi xuống, lão sư chủ nhiệm lớp lại mở miệng lần nữa rồi. Lúc nàng mở miệng giọng nói không giống lúc trước, xem ra là vẻ mặt hoa phấn đầy kia đã nở nụ cười sán lạn. Chúng ta hãy cùng nhau vỗ tay để chúc mừng Cố Mỹ Mỹ đồng học, hy vọng nàng có thể không ngừng cố gắng hơn nữa. Ba, ba. Trong lúc nhất thời, trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng Cố Mỹ Mỹ. Bị bình luận làm một trong những đóa hoa của trường trầm thành nhất Trung Cố Mỹ Mỹ. Đối mặt tiếng vỗ tay cùng ánh mắt hâm mộ của các bạn học, giống như là một con khổng tước kiêu ngạo bình thường,
ngẩng đầu lên, khóe miệng nở lên một nụ cười. Trong tiếng vỗ tay, Cố Mỹ Mỹ đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, lắc lắc cái eo thon nhỏ khêu gợi của mình giống như là người mẫu đi trên sân khấu, chậm rãi đi về phía bục giảng. Cảm ơn Vương lão sư, cảm ơn mọi người. Nhận lấy phiếu điểm trong tay của chủ nhiệm lớp, Cố Mỹ Mỹ mỉm cười nói cảm ơn, ánh mắt không biết là có phải cố ý nhìn về phía Bùi Đông Lai đang ngồi ở cuối lớp hay không. Rõ ràng thấy Bùi Đông Lai cúi đầu, không nhúc nhích ngẩn người nhìn phiếu điểm kia. Phát hiện này, làm cho khóe miệng của nàng vểnh cao thêm, cảm giác hận không thể vểnh đến tận trời. Thấy cử động của Cố Mỹ Mỹ, bọn học sinh lần nữa đem ánh mắt hướng về phía Bùi Đông Lai, trong đó một số trong ánh mắt của học sinh đều là khinh thường cùng giễu cợt không có bất kỳ sự che giấu nào, cảm giác kia phảng phất đang nói con cóc cuối cùng là con cóc, cũng không thể ăn được thịt thiên Nga. Cũng có không ít học sinh cảm thấy Cố Mỹ Mỹ có chút quá đáng, ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai có chút đồng tình. Bởi vì, bọn họ đều cho rằng, Bùi Đông Lai sở dĩ gặp Luân Lạc tới trình độ ngày hôm nay hoàn toàn là bởi vì Cố Mỹ Mỹ. Một năm trước, thân là một trong những đóa hoa của Trầm Thành nhất trung, Cố Mỹ Mỹ cao giọng tuyên bố, Bùi Đông Lai hướng nàng biểu lộ, lại bị nàng cự tuyệt. Vừa bắt đầu lúc, rất nhiều học sinh cũng không tin Cố Mỹ Mỹ ngay lúc đó Bùi Đông Lai thành tích học tập vẫn giữ vững, vẫn đứng đầu niên cấp hơn nữa chơi bóng rổ rất khá, là nhân vật phong vân của trường, là bạch mã vương tử của rất nhiều nữ sinh, làm cho xuân tâm rất nhiều nữ sinh nhộn nhạo, các nữ sinh viết thư tình cho hắn đủ để nhét vào mấy bàn đọc sách. Mà lúc ấy Cố Mỹ Mỹ chính là một trong những người ái mộ Bùi Đông Lai. Ở tình hình như vậy, Bùi Đông Lai hướng Cố Mỹ Mỹ biểu lộ, Cố Mỹ Mỹ lại cự tuyệt, hơn nữa chính Cố Mỹ Mỹ lại cao giọng tuyên bố điều này. Sau đó, Bùi Đông Lai biến hóa, làm bọn hắn không thể không tin sự thật này. Từ sau việc đó, Bùi Đông Lai giống như là đã thay đổi, trên sấp bóng rổ tìm không tìm được thân ảnh phiêu giật trước kia, càng không nói thành tích học tập một đường rơi xuống, một thiên chi kiêu tử biến chuyển thành đối tượng cho mọi người nhạo báng, cuối cùng luân lạc tới trình độ như ngày hôm nay, thi được 280 điểm, khiến cho mọi người cảm thấy kinh hãi đến tột cùng. Có một người không cho là như vậy. Tần Đông Tuyết, cùng Cố Mỹ Mỹ giống nhau cũng được xưng là một trong những đóa hoa của Trầm Thành nhất trung. Tần Đông Tuyết mặc dù không biết Bùi Đông Lai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chính là nàng cho là biến hóa của Bùi Đông Lai cùng với Cố Mỹ Mỹ không có bất kỳ quan hệ nào. Hết thảy, là nàng hiểu rõ Bùi Đông Lai. Nàng biết một nam hài không cúi lưng xuống ở Trầm Thành kia bằng vào bản thân của mình cố gắng hết sức để có thể xếp hạng thứ nhất của niên cấp, hơn nữa còn vượt qua cả nàng, nam hài kia ở trên sân bóng rổ thì có khí phách tự tin của nam nhân, hắn. Không một ai có thể hiểu được sự ngông nghênh của hắn. Một người ngông nghênh như vậy thông qua cố gắng của bản thân mà khiêu chiến với vận mệnh của mình, tuyệt đối không thể nào bởi vì thất tình mà không thể nào gượng dậy nổi. Hơn nữa, Tần Đông Tuyết biết rằng, lấy tính tình của Bùi Đông Lai, tuyệt đối sẽ không hướng Cố Mỹ Mỹ biểu lộ, lui một bước mà nói đã từng, Cố Mỹ Mỹ đối với Bùi Đông Lai đã có ý ái mộ, Tần Đông Tuyết biết rõ như lòng bàn tay, nếu là Bùi Đông Lai tự mình biểu lộ, Cố Mỹ Mỹ làm sao lại có thể cự tuyệt được. Ban đầu Cố Mỹ Mỹ không có đáp ứng Bùi Đông Lai theo đuổi, thật là một quyết định sáng suốt a. Cái kia, không phải là nói nhảm sao? Người ta Cố Mỹ Mỹ muốn diện mạo thì có diện mạo, muốn vóc dáng thì có vóc dáng, muốn ra thế thì có ra thế, Bùi Đông Lai làm sao có thể với tới được. Chính là, cũng chỉ có loại người như Trịnh Phi này mới có thể xứng đôi Cố Mỹ Mỹ, hai người bọn họ quả thực chính là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Mắt thấy Cố Mỹ Mỹ một lần nữa trở lại chỗ ngồi, ba tên nam sinh từng đối với Bùi Đông Lai có hâm mộ, ghen tị lại cười lạnh nghị luận nói. Nghe được ba người nghị luận, đôi mi thanh tú của Tần Đông Tuyết khẽ mặt nhăn một chút. Tốt lắm, yên lặng. Lão sư chủ nhiệm lớp mở miệng ngăn lại ba người nghị luận, tiếp tục phát bảng thành tích. Tần Đông Tuyết, ngữ văn 138, toán học 142, anh ngữ 150, lý 298. Tổng điểm 722, đứng nhất cả niên cấp. Hai phút sau, chủ nhiệm lớp lão sư lần nữa lên giọng, sắc mặt mỉm cười, đem ánh mắt nhìn về Tần Đông Tuyết. Tổng điểm 722 A, thật sự là quá kinh khủng. Cơ hồ vào cùng một lúc, ngọ ai trừ Bùi Đông Lai ra thì những khác học sinh khác trong lớp rối rít đem ánh mắt nhìn về phía Tần Đông Tuyết, trong đó phần lớn ánh mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Chỉ có một số người ganh tị. Cố Mỹ Mỹ chính là một người trong số đó.
Giờ khắc này trên mặt nàng không còn chút đắc ý nào, thay vào đó là vẻ khó chịu. Cùng với Tần Đông Tuyết đều là hoa khôi của trường, từ khi bắt đầu vào Trầm Thành Nhất Trung, nàng liền triển khai cùng Tần Đông Tuyết cạnh tranh vẫn kéo dài từ đó đến bây giờ. Ở tình hình như thế này mà thành tích của Tần Đông Tuyết lại vượt qua nàng, nàng có thể thoải mái sao? Hừ, lại không phải bởi vì đề của cuộc thi lần này đơn giản, nếu không thì làm sao có thể thi được điểm cao như vậy? Khó chịu, Cố Mỹ Mỹ đem bút để trên bàn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ghen tị. Cùng lúc đó, Tần Đông Tuyết chậm rãi đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh đối diện hướng bục giảng đi tới, tầm mắt bọn học sinh cứ như vậy mà ngó theo nhịp bước chân của nàng, nhất là bọn nam sinh. Mặc dù Tần Đông Tuyết cùng Cố Mỹ Mỹ được xưng là một trong những hoa khôi của Trầm Thành Nhất Trung, nhưng mà ở toàn trường, trong lòng tất cả các nam sinh, Cố Mỹ Mỹ cũng chỉ là hoa khôi của trường, mà Tần Đông Tuyết lại là nữ thần. Hết thảy, ngoài thành tích học tập vẻ vang của Tần Đông Tuyết ra thì dung mạo cùng khí chất của Tần Đông Tuyết còn hơn hẳn so với Cố Mỹ Mỹ. Dung mạo của Tần Đông Tuyết không giống Cố Mỹ Mỹ, không phải loại mà mới gặp gỡ thì kinh diễm, xem nhiều sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, mà là thuộc về loại càng xem kỹ thì càng thấy đẹp. Điều này hợp với khí chất lạnh nhạt trên người nàng, giống như là một đóa tuyết liên trên tuyết sơn vậy, cao quý mà thánh khiết, làm cho người ta chỉ có thể nhìn lên mà không dám khinh nhờn. Đông Tuyết, chúc mừng em, hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng, dáng lấy được vòng nguyệt quế, giành chức trạng nguyên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học năm nay ở Liêu Ninh. Mắt thấy Tần Đông Tuyết đã bước lên đây, lão sư chủ nhiệm lớp cúi người đem phiếu điểm đưa cho Tần Đông Tuyết, thái độ so với Bùi Đông Lai lúc trước quả thật là giống hai người khác nhau. Cảm ơn lão sư. Sắc mặt Tần Đông Tuyết bình tĩnh nói cảm ơn, sau đó nhận lấy phiếu điểm rồi trở về chỗ ngồi. Trong khi trở về chỗ ngồi thì ánh mắt của Tần Đông Tuyết không biết là vô tình hay cố ý mà nhìn về phía Bùi Đông Lai. Chỗ ngồi, hàng cuối cùng. Bùi Đông Lai cũng không có nhận thấy được ánh mắt của Tần Đông Tuyết. Hắn chẳng qua là lẳng lặng đối diện nhìn bảng điểm kia, suy nghĩ xuất thần. Các bạn học, còn có 3 tháng, các bạn sẽ thi tốt nghiệp trung học, đây sẽ lần khiêu chiến đầu tiên trong đời của các bạn. Ta hy vọng ở 3 tháng kế tiếp, tất cả các bạn, mọi người đều lên tinh thần, tiếp tục cố gắng thi tốt nghiệp trung học đạt được thành tích xuất sắc. Không biết qua bao lâu, trên bục giảng lão sư chủ nhiệm lớp đã phát xong phiếu điểm, mở miệng nói lần nữa nói. Còn nữa, trường học quyết định tuần này sẽ triển khai mời họp ra trường hội sao sao, chắc rằng mọi người cũng biết, cuộc họp này hết sức quan trọng cho nên tất cả mọi người không được phép vắng mặt. Nói xong thì ánh mắt lão sư chủ nhiệm lớp vô ý nhìn vào trên người Bùi Đông Lai. Cảm giác kia, phảng phất như là câu nói sau cùng nàng nói cho Bùi Đông Lai nghe. Sao thiên chi kiêu tử, ở những năm 80 bên Trung Quốc thiên chi kiêu tử dùng để tán dương những sinh viên, nhất là sinh viên tốt nghiệp đại học. Năm 1977 đến năm 1989 đó là danh bài nổi tiếng của các sinh viên tốt nghiệp đại học. Thế kỷ 21 từ này còn mở rộng ra là những sinh viên đại học không ngừng vươn cao lên, kiêu ngạo hơn người khác. Trầm Thành có thể xem là một trong những trường trung học tốt nhất tỉnh. Ở đây sau 6 giờ chiều tan học có nửa tiếng ăn cơm rồi 7 giờ 30 bắt đầu buổi tự học, muộn đến 9 giờ 50 mới kết thúc. Lúc trời chiều dần dần hạ xuống sau đỉnh núi, nương theo thanh âm của tiếng chuông điện. Vườn trường vốn đang im lặng bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên, các học sinh lần lượt ùa ra từ các phòng học, hành lang vốn vắng vẻ bỗng chốc trở nên chật chội. So với dãy phòng học lớp 10, lớp 11 thì khu vực lớp 12 hoàn toàn khác hẳn, nhất là lớp 12 phần 1 được xem là lớp giỏi nhất khối lại càng im lặng hơn. Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, chỉ có một vài người đứng dậy rời đi. Cố Mỹ Mỹ là một trong số những người đó. Lúc tan học xế chiều mỗi ngày nàng đều cùng với bạn trai là Trịnh Phi, cùng nhau tới ăn cơm chiều ở quán cơm gần trường học. Nhưng có một người so với Cố Mỹ Mỹ còn đứng dậy nhanh hơn. Bùi Đông Lai. Tiếng chuông tan học vừa vang lên thì hắn liền nhét phiếu điểm vào bàn học rồi một mình rời đi. Nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Bùi Đông Lai, Tần Đông Tuyết vốn đang làm bài bỗng do dự một lát rồi buông bút, đứng dậy, trước ánh mắt ngạc nhiên cùng ghen tị của nhiều học sinh trong lớp. Nàng liền chạy theo Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai ra khỏi phòng học, mắt thấy Bùi Đông Lai sắp đi mất, Tần Đông Tuyết liền lên tiếng gọi. Bên tai vang lên tiếng gọi của Tần Đông Tuyết, Bùi Đông Lai theo bản năng dừng bước, quay đầu nhìn lại. Dưới trời chiều, bím tóc đuôi ngựa của Tần Đông Tuyết lẳng lặng nằm ở đầu vai của nàng, trông hết sức xinh xắn nhưng xen lẫn chút ngây ngô khiến lòng người không khỏi yếu mềm.
Trên mặt nàng lúc này lộ ra vẻ phức tạp, ánh mắt xinh đẹp ẩn chứa vài phần lo lắng. Ngay sau đó, ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Bùi Đông Lai vẻ mặt tươi cười hỏi. Có chuyện gì sao? Nhìn khuôn mặt tươi cười kia, Tần Đông Tuyết vội hốt hoảng. Nàng không khỏi nhớ lại Bùi Đông Lai trước đây khi còn được là thiên chi kiêu tử thì vô luận đối mặt với người nào thì hắn cũng sẽ lộ ra khuôn mặt tươi cười, không cố ý, giả tạo mà đó là một bộ mặt chân thành. Tuy trong lòng hoảng hốt nhưng Tần Đông Tuyết vẫn nhẹ nhàng đi đến bên người Bùi Đông Lai, dừng ngay trước mặt hắn, trầm ngâm một chút rồi nói. Bùi Đông Lai tuy rằng ta không biết người vì nguyên nhân gì mà biến thành bộ dạng như bây giờ. Nhưng mà... ta tin tưởng rằng ngươi nhất định có thể trở lại như trước kia. Cảm ơn. Cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Tần Đông Tuyết, nghĩ đến trong một năm năm Tần Đông Tuyết cũng là một trong số những người không cười nhạo mình, trong lòng Bùi Đông Lai liền cảm thấy ấm áp, chân thành cảm ơn. Cố Mỹ Mỹ đi ra thì phát hiện Tần Đông Tuyết đang cùng đứng chung một chỗ với Bùi Đông Lai thì có chút nghi hoặc. Sau khi nghe được Tần Đông Tuyết nói như vậy thì trong lòng nàng liền có chút tức giận. Toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường đều cho rằng bởi vì Bùi Đông Lai thổ lộ bị nàng cự tuyệt mới không gượng dậy nổi. Mà kẻ đối đầu với nàng, Tần Đông Tuyết không biết vì nguyên nhân mà nói như vậy, điều này làm sao có thể khiến nàng không giận được. Trong cơn tức giận, Cố Mỹ Mỹ cười lạnh một tiếng, nói. Ôi, thật không nghĩ tới một người thường ngày giả vờ như thánh nữ Tần Đông Tuyết đây lại tới an ủi người A, thật sự là mặt trời mọc lên từ đằng Tây rồi. Ta đi làm bài. Tạm biệt. Tần Đông Tuyết hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói châm chọc của Cố Mỹ Mỹ, mỉm cười chào tạm biệt Bùi Đông Lai. Tạm biệt. Đồng dạng, Bùi Đông Lai cũng đem Cố Mỹ Mỹ trở thành không khí. Sau khi tạm biệt hắn liền xoay người rời đi. Bên tám lạng người nửa cân, ngươi cho rằng, ngươi vẫn là Bùi Đông Lai một năm trước sao? Nhìn bóng lưng Bùi Đông Lai rời đi, Cố Mỹ Mỹ hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý đến Tần Đông Tuyết đang đi thoáng qua. Bên tai vang lên những lời nói của Cố Mỹ Mỹ, đôi mi thanh tú của Tần Đông Tuyết hơi nhíu lại cũng không để ý đến. Thấy được hành động nhíu mày của Tần Đông Tuyết, Cố Mỹ Mỹ vốn là còn muốn châm chọc hai ba câu. Nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh cách đây một năm, điều đó đã khắc sâu vào trong lòng của nàng. Nhất thời hô hấp có chút không thông, liền mang theo cái đuôi mà ly khai. Kinh tế phát triển thật nhanh. Các thành phố trong cả nước đều xuất hiện cái gọi là khu nhà giàu nhưng mà ngược lại cũng tồn lại nhưng khu dân nghèo. Ở Trầm Thành tỉnh Liên Ninh cũng không ngoại lệ. Cái gọi là khu dân nghèo cũng chỉ là một mảnh phòng ốc phứt đi, phần lớn được xây dựng từ nhiều năm trước, sống ở nơi này phần lớn đều là người ở nơi khác đến. Bùi Đông Lai là ở khu dân nghèo này. Từ khu dân nghèo đến trường cũng không ngắn, ngồi xe bus mất gần một tiếng đồng hồ. Vì thế, Bùi Đông Lai thường nghỉ lại ở trường. Chỉ có cuối tuần hắn mới trở về nhà. Ánh mắt trời chói chang dần dần khuất sau đường chân trời, Bùi Đông Lai mang theo vẻ mặt bất thường về tới khu dân nghèo. Dõi mắt nhìn lại, khu dân nghèo chỉ là nơi thấp bé, cột điện rối loạn, bên đường hơn phân nửa là các quán bán hàng, khách sạn nhỏ hoặc những tiệm uốn tóc, khung cảnh so với những trung tâm mua sắm ở khu vực trung tâm hoàn toàn khác biệt, như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cảm giác kia cũng giống với cảm giác hiện giờ của Bùi Đông Lai. Nhà của Bùi Đông Lai ở trong một cái sân, trong sân có một tòa nhà hai tầng cũ nát. Ở đây có những người mà trong lòng hắn xem là những thân nhân duy nhất trên đời. Đông Lai, hôm nay không phải là cuối tuần à, sao con lại trở về đây? Bác gái chủ cho thuê nhà thấy Bùi Đông Lai đi vào sân, có chút giật mình sau đó liền cười hỏi. Nụ cười này cùng với nụ cười của Cố Mỹ Mỹ mang lại một cảm giác hoàn toàn khác, một cảm giác rất thân thiện. Giống như đang đối mặt với người thân của mình vậy. Mà trên thực tế, bác gái chủ nhà này vẫn luôn chiếu cố đến Bùi Đông Lai, nhất là khi hắn còn nhỏ, thế nên mỗi lần trở về đều giúp bà làm việc. Hơn nữa thành tích học tập của Bùi Đông Lai cũng tốt, điều này bác gái chủ cho thuê nhà thập phần biết rõ. Bà còn thường xuyên ở bên ngoài khoác lác với mọi người, cảm giác kia giống như Bùi Đông Lai là con của nàng vậy. Đã lâu rồi con không về, lần này nghĩ tới cha con vì vậy mới quay về xem. Bùi Đông Lai cũng không bày tỏ cảm xúc thật ra ngoài mà vẫn giống như ngày thường lộ ra khuôn mặt tươi cười. Là thế à? Bác gái chủ nhà liền tỉnh ngộ, sau đó nói. Đông Lai à, ba của con gần khuya thì mới lái xe về. Như vậy đi, để dì nấu thêm hai phần đồ ăn rồi con đến ăn cơm chung với dì. Không cần đâu dì,
con có thể tự nấu cơm, chờ cha con trở về rồi cùng ăn với nhau. Bùi Đông Lai mỉm cười, từ chối. Bác gái chủ cho thuê nhà liền dở khóc dở cười. Ngươi, cái đứa nhỏ này, còn khách khí với gì nữa sao? Tuy nói như vậy, nhưng bác gái cũng rất rõ ràng, Bùi Đông Lai là một người rất có chủ kiến, đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ không thay đổi. Như là để xác minh suy đoán của bác gái, Bùi Đông Lai cười cười, không nói thêm gì, bước dọc theo chiếc cầu thang cũ nát mà đi lên lầu 2. Về đến nhà, đầu tiên Bùi Đông Lai liền dọn dẹp lại nhà một phen, sau đó vào gạo nấu cơm, trong khi chờ đồ ăn chín thì hắn thừa dịp bác gái không chú ý liền chuồn đi mua hai bình rượu nhị hoa đầu. Đem thức ăn cùng hai bình nhị hoa đầu bày ra trên bàn, Bùi Đông Lai cũng không có mở đèn mà là ở trong bóng đêm đợi người thân duy nhất của mình trở về. Mãi đến 11 giờ khuya, dưới lầu mới truyền đến thanh âm của lốp xe ô tô ma sát vào mặt đất, một chiếc xe taxi dừng lại ở đầu ngõ nhỏ. Một lúc sau, cửa sắt trước sân đã bị đẩy ra, tiếng bước chân trầm ổn ở dưới lầu vang lên. Bùi què, con của ngươi đã về, mau lên đi. Bác gái cho thuê nhà vẫn còn chưa ngủ nghe được tiếng vang thì liền xốc rèm cửa lên, thấy phụ thân của Bùi Đông Lai thì khẽ cười nói. Người đàn ông được gọi là Bùi Què sau khi nghe bác gái chủ nhà nói thế, vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó ở nụ cười hàm hậu, tập tễnh đi lên lầu. Cha! Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai liền mở cửa cầu hướng về phía nam nhân đang đứng ở dưới lầu kêu lên một tiếng, bước chân chạy nhanh xuống lầu dìu nam nhân lên. Nam nhân cũng không có cự tuyệt ý tốt của Bùi Đông Lai cũng không hỏi vì sao Bùi Đông Lai lại về nhà vào lúc này, mà là tùy ý để Bùi Đông Lai dìu hắn lên lầu. Rất nhanh! Hai người đã vào đến trong nhà, nam nhân nhìn thấy thức còn chưa động đũa cùng với bình rượu kia chưa được mở ra thì khuôn mặt mang theo vài phần phúc hậu cùng vài phần ngớ ngẩn, tươi cười hỏi. Sao không ăn trước đi? Con muốn uống với cha vài chén cho nên chờ cha về rồi cùng ăn. Bùi Đông Lai cười cười, lấy cho nam nhân một chậu nước sạch sẽ rồi sau đó bắt đầu hâm nóng đồ ăn. Nam nhân cũng không nói gì chỉ cười ngây ngô một chút rồi rửa mặt, sau đó đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Cầm lấy một chai nhị hoa đầu rồi dùng răng cắn mở ra, trước hết là rót cho mình một chén đầy rồi lại rót cho Bùi Đông Lai nửa chén, ngừng một chút cuối cùng hắn lại rót đầy chén cho Bùi Đông Lai. Mấy phút đồng hồ sau, Bùi Đông Lai dọn thức ăn lên bàn, thấy chén rượu của mình đầy tràn thì cười mắng. Tên què kia, người không sợ ta uống say sao? Nam nhân này cũng không phải là phụ thân của Bùi Đông Lai. Điểm này, là trước đây chính miệng của hắn đã nói cho Bùi Đông Lai biết. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần không có người ngoài ở đâu thì Bùi Đông Lai cũng sẽ kêu nam nhân này là tên què, đối với chuyện này nam nhân cũng không tỏ ra bất mãn. Mà Bùi Đông Lai ở bên ngoài kêu nam nhân này bằng tên què nhìn qua có vẻ như không tôn kính, nhưng thật ra địa vị của nam nhân trong lòng Bùi Đông Lai còn trọng yếu hơn. Đến nói khi Bùi Đông Lai còn nhỏ hắn lựa chọn cởi bỏ quần áo để trần truồng, cố gắng học tập cũng chỉ vì một lời thề. Ta mặc kệ cha mẹ ta sống hay chết. Tóm lại đời này ta sẽ nhận hắn là cha của ta. Đời này ta sẽ liều mạng, cố gắng để ngươi có được cuộc sống an lành. Ngày đó, trên đỉnh núi kia, lần đầu tiên thiếu niên cùng uống rượu với nam nhân, say đến bất tỉnh nhân sự, ở trong mộng liền hô lên lời thề này. Năm đó, hắn chỉ mới 12 tuổi. Thể chất bây giờ của người so với khi bé thì tốt hơn nhiều, uống rượu cũng không có chuyện gì. Nam nhân lên tiếng thì lộ ra một hàm răng chỉnh tề. Nụ cười vẫn thật thà và phúc hậu, mà trên thực tế hắn đều biết rằng mỗi lần Bùi Đông Lai về nhà thì hắn cũng đều đùa giỡn nhưng hôm nay hắn lại đột nhiên trở về mà cũng không nói năng gì cả. Hơn nữa còn mua thêm hai bình nhị hoa đầu, rõ ràng là muốn lợi dụng men rượu để kể ra một ít chuyện. Biết thì biết nhưng hắn cũng sẽ không có nói ra. Mười mấy năm qua, hắn vẫn luôn như thế. Bên tai vang lên lời nói của nam nhân thì trong lòng của Bùi Đông lại chợt chấn động, vành mắt mơ hồ có chút đỏ lên. Đúng như lời nói của nam nhân, lúc nhỏ thể chất của Bùi Đông Lai không tốt, điển hình là một cái ấm sắc thuốc, nam nhân chẳng những yêu cầu hắn mỗi ngày phải uống thuốc đông y hơn nữa lại cho hắn dùng dược thủy để ngâm mình. 8 năm như một ngày, chưa bao giờ gián đoạn. Qua tử, uống. Rất nhanh, Bùi Đông Lai liềm đem cảm giác bi thương giấu đi, mỉm cười bưng chén rượu lên. Phanh! Tiếng va chạm của chén rượu phá tan âm thanh im lặng trong căn phòng cũ nát. Thật lâu sau mới tiêu tan. Bùi Đông Lai ngẩng cổ lên, đem nhị hoa đầu coi nó giống như là nước lã uống vào trong miệng, âm thanh ừng ực vang lên không dứt ở bên tai.
Nam nhân thấy thế cũng không ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói là uống rượu thì không phải, không bằng nói là phẩm rượu. Mà trên thực tế, trước kia nam nhân cũng không phải là như vậy. Trước kia hắn luôn cầm chén uống, một hơi uống hết một chén, một giọt cũng không lưu lại. Có chuyện gì sao? Mắt thấy Bùi Đông Lai một mạch uống liền hai chén nhị hoa đầu, sắc mặt có chút đỏ lên, nam nhân liền đặt chén rượu xuống châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi hỏi. Dưới ánh đèn mờ nhạt, sương khói bao quanh khuôn mặt to lớn của nam nhân, phảng phất có thể chứng kiến được nụ cười ngây ngô trên mặt nam nhân đã biến mất, con ngươi mở đục kia mơ hồ lộ ra và phần sắc bén. Cha, thực xin lỗi. Bùi Đông Lai đặt chén rượu xuống, vành mắt phiếm hồng nhìn vào khuôn mặt kiên nghị của nam nhân, thanh âm khàn khàn. Cha, ngạc nhiên nghe được lời xưng hô nàng, tay phải của nam nhân đang nắm chặt điếu thuốc giá rẻ chợt run lên, tức thì trên vẻ mặt của hắn lại hiện ra nụ cười ngây ngô không thể thay đổi trong 17 năm nay. Ta thích người kêu ta là qua tử. Hô, chẳng biết tại sao nhìn vào nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt quen thuộc của nam nhân thì Bùi Đông Lai lại cảm thấy đau lòng, hắn hít một hơi thật sâu rồi gằn từng chữ. Lần này tại cuộc thi thử, con thi chỉ đạt được 280 điểm, thứ 6 này mở cuộc họp, chủ nhiệm lớp yêu cầu toàn bộ phụ huynh phải có mặt. Mấy giờ? Dưới ánh đèn, nam nhân vẫn nở ra nụ cười ngây ngô, dường như không để ý đến điểm số kia, cùng không hỏi Bùi Đông Lai từng đứng thứ nhất tại sao có một thành tích kém như thế. Nam nhân hờ hững làm cho Bùi Đông Lai vốn là đang ngẩn ra, sau đó cười khổ mắng. Qua tử ngốc! Chẳng lẽ ông không muốn biết tại sao trong kỳ thi thử vừa rồi ta lại đạt được điểm kém sao? Phải biết rằng, lấy thành tích như vậy nếu ta thi vào trường cao đẳng thì sau khi cho ông ở Yến Kinh, mua phòng ở Đông Hải, kế hoạch cưới vợ cho ông, tất cả đều bị tan thành bọt nước sao? Nói gần một chút, còn của ông trước kia là đứng nhất toàn niên cấp, lần này thi được 280 điểm, ông đến trường thì người khác sẽ tưởng rằng ông từ hỏa tinh đi xuống đó à? Chỉ là... Nam nhân chỉ cười ngây ngô cũng không có lên tiếng. Qua tử, ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, từ một năm trước ta thường xuyên xuất hiện tình trạng trí nhớ bị hỗn loạn, thậm chí có nhiều lần ta cảm giác như thân thể này hình như là không phải là của mình, ta không thể khống chế bản thân của mình. Mắt thấy nam nhân trầm mặc, Bùi Đông Lai liền trầm ngâm một chút, rốt cuộc hắn cũng đem chuyện bí mật này nói cho nam nhân nghe. Đúng như lời hắn nói. Một năm trước đây hắn đột nhiên cảm giác được thân thể mình đã mất đi sự không chết. Sau đó, nhiều lần hắn lại xuất hiện tình trạng hỗn loạn trí nhớ, mà nghiêm trọng nhất là mấy ngày hôm trước lúc diễn ra cuộc thi thử, lúc ấy hắn đang ở trường thì lại xuất hiện tình trạng này, cuối cùng kết quả thi của hắn chỉ được 280 điểm. Nếu không lấy thành tích của hắn trước đây thì cho dù là một năm không học thì thi 400 điểm đối với hắn cũng không có vấn đề gì. Mặc dù xuất hiện biến cố không biết làm phải làm sao nhưng một năm qua vì không muốn để nam nhân lo lắng nên ở trước mặt nam nhân thì Bùi Đông Lai cũng không nói ra một chữ ngược lại mỗi lần về nhà hắn đều biểu hiện ra một bộ dạng đùa giỡn giống như trước đây, hắn sợ nam nhân phát hiện ra điểm gì khác thường trên người của mình. Không trả lời. Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì khuôn mặt luôn tươi cười của nam nhân liền trở nên trầm mặc. Hắn cũng không để ý Bùi Đông Lai có nguyện ý hay không liền nhấc cổ tay của Bùi Đông Lai lên giống như là một lão trung y đang bắt mạch vậy. Dưới ánh đèn, thời gian cứ thế trôi đi, trong nháy mắt chân mày của nam nhân liền nhíu lại, đồng tử thu nhỏ lại thành một mũi nhọn, ánh mắt lại toát lên vẻ ngưng trọng. Tất cả chuyện này, đơn giản là hắn cảm thấy mạch của Bùi Đông Lai hết thảy đều bình thường. Mà nam nhân xem ra, mạch đập bình thường chính là điều không bình thường nhất. Còn có cái gì khác thường nữa không? Một lát sau, nam nhân buông tay ra, hỏi Bùi Đông Lai, giọng nói vô cùng ngưng trọng so với lúc bình thường thì quả thật giống hai người khác nhau. Khi còn bé, Bùi Đông Lai thường bị nam nhân bắt mạch cho nên đối với hành động này của nam nhân thì hắn cũng cảm thấy không có gì kỳ quái, lúc này nghe nam nhân hỏi như vậy thì hắn liền lắc đầu. Ngày mai, ta sẽ dẫn người đi tìm thầy thuốc để xem thử. Mắt thấy Bùi Đông Lai lắc đầu. Nam nhân lại mở miệng lần nữa. Thấy được điều dị thường trong giọng nói của nam nhân, Bùi Đông Lai trước thì hơi ngẩn ra, tiếp theo cười mắng. Qua tử, hiện tại bệnh viện đều là đen tối, mấy lão già kia chỉ biết chữa bệnh dương, nguy, tảo, tiết thôi, không đáng tin cậy đâu, ta xem hay là quên đi. Không được. Nam nhân nói ra hai chữ, ngữ khí càng thêm không thể nghi ngờ. Liên tiếp chứng kiến vẻ cường thế của nam nhân.
Bùi Đông Lai như có cảm giác đang nằm trong mộng, dù sao từ lúc hắn còn nhỏ, bất luận khi nào thì thấy hắn thì nam nhân cũng cười ngây ngô, cũng không nói nhiều lắm, hầu như mọi chuyện lớn nhỏ đều do một tay hắn làm. Mặc dù cảm thấy thân thể có điểm kỳ quái nhưng Bùi Đông Lai cũng không có nói rõ ra, hắn cảm thấy vì thân thể mình mà khiến nam nhân sẽ lo lắng, vì thế hắn không tiếp tục kiên trì nữa mà là dự định nghe theo lời nói của nam nhân kiếm chỗ nào để kiểm tra. Chẳng qua, hắn cũng không để tâm bỏi vì hắn đã từng lén lút tới những bệnh viện, quân khu để kiểm, cái gì mà chụp CT, cộng hưởng từ tất cả đều đã làm nhưng cũng không tìm được nguyên nhân. Rượu cũng đã uống rồi, ăn chút cơm rồi đi ngủ sớm một chút. Nam nhân thấy Bùi Đông Lai gật đầu đồng ý thì cầm đi chén rượu trước mặt của Bùi Đông Lai. Sở dĩ Bùi Đông Lai muốn uống rượu chính là nhờ vào men rượu đem tất cả cả bí mật giấu trong nội tâm nói ra cho nam nhân nghe, bây giờ bí mật đã nói hết vì vậy hắn cũng không muốn uống nữa. Hắn liền gật đầu, bưng bát cơm lên, bắt đầu ăn như hổ đói. Nam nhân cũng không hề động đũa, chỉ lặng lặng quan sát Bùi Đông Lai ăn, thỉnh thoảng lại gắp vài miếng đồ ăn cho Bùi Đông Lai. Mấy phút đồng hồ sau rốt cuộc Bùi Đông Lai cũng đã ăn xong, hắn liền chào hỏi mấy tiếng với nam nhân rồi quay trở về phòng của mình. Nam nhân thấy Bùi Đông Lai rời đi thì trên mặt liền hiện lên vẻ tự trách. Tất cả chuyện này chỉ vì hắn đã nhìn ra vẻ khác thường của Bùi Đông Lai, cũng biết chuyện tình học tập của Bùi Đông Lai. Hắn cũng biết, Bùi Đông Lai không phải thổ lộ với Cố Mỹ Mỹ bị cự tuyệt mà ra nông nổi như ngày hôm nay, ngược lại lúc ấy bởi vì Cố Mỹ Mỹ vô cùng ái mộ Bùi Đông Lai. Lại cảm thấy được điều kiện bản thân vô cùng tốt cho nên liền chủ động hướng Bùi Đông Lai thổ lộ. Kết quả là bị Bùi Đông Lai khéo léo từ chối, lòng tự trọng bị đả kích, vì vậy nàng liền vừa đánh trống vừa la làng. Ngay sáng thứ hai đã liền cao giọng tuyên bố, Bùi Đông Lai hướng nàng cầu ái bị nàng cự tuyệt. Như vậy còn không nói, trong một năm nay Cố Mỹ Mỹ cùng với bạn trai của nàng Trình Phi là hai người châm chọc Bùi Đông Lai nhiều nhất. Vãn tình! Ngay từ đầu ta cần phải chủ động hỏi Bùi Đông Lai chứ không nên để chính miệng của hắn nói ra cho ta biết. Không biết qua bao lâu, vẻ mặt nam nhân tự trách nhìn ra bầu trời đen nhánh ngoài cửa sổ, thì thào tự nói. Sau đó, hắn bưng chén rượu lên, một ngụm đen tất cả chén rượu nuốt xuống. 17 năm nay, đây là lần đầu tiên hắn uống như vậy. Hết thảy mọi chuyện này, Bùi Đông Lai cũng không có biết, sau khi trở lại phòng hắn liền nằm ở trên giường. Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Lão Tặc Thiên, đê mê nãi nãi nhà người, người để cho lão tử là một cô nhi. Nhưng vì cái gì mà lão tử cố gắng muốn thay đổi vận mệnh của mình thì bị ngươi đoạt lại. Nhìn thấy trong một năm này, hắn bị mọi người châm chọc, tình hình đó không ngừng xuất hiện trong đầu của Bùi Đông Lai, hắn nắm chặt hai tay, vẻ mặt dữ tợn nhìn lên không trung, phẫn nộ mắng. Ngươi không phải cũng quá thiếu đạo đức chứ? Ngươi đang ở đây oán trách ông trời không công bình sao? Ngay tại lúc Bùi Đông Lai phẫn nộ thì đột nhiên lại có một giọng nói vang lên. Lão tử đúng là đang tức giận, ngươi khó chịu sao? Bùi Đông Lai đang nổi nóng theo bản năng mắng một câu nhưng hắn lại cảm thấy không thích hợp, vì vậy liền từ trên giường nhảy dựng lên, nhìn quanh bốn phía cũng không phát hiện được bóng dáng của ai, nhất thời liền sợ nổi da gà. Ai, ai? Ta ở trong thân thể của ngươi. Thanh âm lại vang lên, Bùi Đông Lai sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Bất quá, rất nhanh Bùi Đông Lai liền trở nên bình tĩnh lại. Ngươi nói, ngươi đang ở trong thân thể của ta. Lão tử ra đến nông nỗi ngày hôm nay, tất cả là đều do ngươi gây ra, phải không? Nghe được câu trả lời thuyết phục của đối phương, trên mặt Bùi Đông Lai cũng không còn sợ hãi mà trước tiên hắn đã suy nghĩ đến điều gì đó. Đê mê nhà người. Bùi Đông Lai tức giận đến toàn thân run rẩy. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tất cả chuyện kỳ quái, thần kỳ này sao? Thanh âm lại vang lên, ngữ khí khiến cho người ta có cảm giác thổn thức. Thần kỳ cái rắm. Tuy rằng, từ nhỏ Bùi Đông Lai nghèo khó, hắn thề cần phải cố gắng để thay đổi vận mệnh cậu mình, sau đó lại xảy ra một chút biến cố mà từ một thiên chi kiêu tử lại trở thành một đối tượng bị mọi người khinh bỉ, chịu đủ sự ấm lạnh của nhân gian. Hiện giờ thấy tên đầu sỏ gây ra chuyện này đã hiện thân thì hắn liền không khống chế được tâm tình của mình. Người trẻ tuổi, không nên kích động, lại càng không nên mắng chửi ta. Tựa hồ như đối phương không để ý đến lửa giận của Bùi Đông Lai mà là cười nói. Ngươi hẳn là nên phải cảm tạ ta. Cảm tạ ngươi, lão tử hận không thể một đao làm thịt ngươi. Bùi Đông Lai thiếu chút nữa ngất đi,
hắn xem ra nếu như đối phương dám từ trong thân thể của hắn nhảy ra thì hắn mặc kệ đối phương là người hay quỷ thì cũng muốn đem đối phương giày vò một cách tàn bạo. Hắc hắc, tuy rằng một năm nay người bị vô số lời châm chọc nhưng đối với cuộc đời của ngươi mà nói thì đó là một thứ vô cùng đáng giá. Đối phương nói tới đây thì dừng lại một chút, tiếp theo lại khẽ thở dài nói. Quan trọng hơn là sự tình quỷ dị này sẽ khiến cho người khác không thể lý giải được, hơn nữa người thật sự sẽ đem vận mệnh của mình nắm giữ vào trong tay. Chính thức đem vận mệnh nắm giữ vào trong tay. Ngạc nhiên nghe được câu này thì cả người Bùi Đông Lai không khỏi chấn động, sau đó hắn liền trầm mặc lại. Cho tới nay, ngay cả khi nằm mơ thì Bùi Đông Lai cũng muốn đem vận mệnh nắm giữ vào trong tay của mình. Trước kia hắn cũng vì mục tiêu này mà cố gắng, mà sau khi phát sinh ra biến cố thì hắn giống như một đứa trẻ bị lạc trong đêm tối, mất đi phương hướng. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm cho ta một việc, ta sẽ giúp ngươi làm được tất cả chuyện này. Một lần nữa thanh âm lại vang lên, giọng nói của đối phương trở nên vô cùng nghiêm túc. Hiện tại, ta không biết ngươi là người hay quỷ, dựa vào cái gì mà ta tin tưởng ngươi. Lúc này, Bùi Đông Lai mới bình tĩnh trở lại. Hắn cảm thấy chuyện này quá mực quỷ dị, đồng thời cũng không nể mặt với đối phương. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ thân thể của ngươi đã từng vài lần xuất hiện tình huống không thể khống chế được nữa à? Đối phương cố ý nhắc nhở. Ngươi có ý gì? Trong đầu hiện ra tình hình lúc đó, sắc mặt của Bùi Đông Lai trở nên hết sức khó coi. Hắn nhớ rõ ràng, lần đầu tiên phát tác là ở trên sân bóng rổ. Kết quả là ngày hôm ấy. Tại sân bóng rổ hắn bị bạn trai của Cố Mỹ Mỹ là Trần Phi dùng bóng rổ sỉ nhục hắn một phen. Người trẻ tuổi, tuy rằng ý chí của ngươi không tệ, nếu như ta nguyện ý thì ta có thể đoạt lấy, khống chế thân thể của ngươi. Đối phương ngữ xuất kinh nhân. Sắc mặt của Bùi Đông Lai liền trở nên cuồng biến. Mà bây giờ, ta có thể nắm chắc bảy thành. Ngay khi Bùi Đông Lai chưa hết hoảng hồn thì giọng nói của đối phương giống như một đạo sấm nổ vang lên giữa mùa xuân. Làm cho Bùi Đông Lai trợn mắt há mồm. T, một lúc sau, Bùi Đông Lai hít sâu một hơi, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh trở lại. Ngươi nghĩ rằng ta là một kẻ ngu ngốc sao? Nếu như tất quả giống như lời ngươi nói thì ngươi vì sao lại không đoạt lấy quyền khống chế thân thể này? Lúc này đây, đối phương cũng không lập tức mở miệng trả lời, mà là trầm mặc lại. Bởi vì ta là một người quân nhân. Qua một lúc lâu, đối phương mới mở miệng nói. Ngữ khí phức tạp, có tiếc nuốt, có bất đắc dĩ, càng nhiều hơn chính là tự hào mình là một quân nhân. Nghe được vẻ tự hào trong giọng nói của đối phương thì Bùi Đông Lai cảm thấy ngạc nhiên. Mặc dù hắn cảm thấy cái cớ này có chút không đường hoàng nhưng lý trí nói cho hắn biết, ngữ khí của đối phương vô cùng chân thật, không có ý tứ lừa gạt hắn. Quân nhân, phải bảo vệ tổ quốc chứ không phải đem súng nhắm vào đồng đội của mình. Thân thể của ta là một người quân nhân, nếu ta mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể của ngươi thì so với vô duyên vô cớ giết ngươi, cũng không có khác biệt gì. Ngữ khí của đối phương bỗng trở nên dồn dập, giống như có vẻ kích động. Trong lòng ta hận không thể ngay lập tức cướp đoạt đi thân thể của ngươi nhưng lương tri của ta, vinh quang của một người quân nhân không cho phép ta làm như vậy. Ngươi không phải là bộ đội đặc chủng sao? Nghe được đối phương trả lời, Bùi Đông Lai có chút ngạc nhiên. Khi còn bé hắn cũng có ngưỡng mộ đối với quân nhân, nhất là bộ đội đặc chủng trong truyền thuyết. Ta là Long Nha. Trong giọng nói của đối phương tồn tại sự kiêu ngạo không gì sánh bằng. Long Nha là cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bùi Đông Lai có chút mơ hồ, hắn thật sự không thể đem hai chữ Long Nha cùng với quân nhân liên hệ ở cùng một chỗ. Biết bộ đội đặc chủng của Mỹ Quốc cùng với bộ đội của Nga không? Biết. Nghe nói bọn hắn là quân nhân ưu tú nhất thế giới. Bằng vào bọn chúng sao? Hắc, lão tử giết bọn hắn như giết gà. Giết bộ đội đặc chủng như giết gà. Lời nói cuồng vọng của đối phương làm cho Bùi Đông Lai trợn mắt há mồm. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được một có bao nhiêu ngưu bức mới có thể nói ra lời nói cuồng vọng như thế. Theo như lời nói của ngươi thì Long Nha mới là pro nhất trên thế giới này sao? Tiểu tử. Bởi vì vinh quang của người lính cho nên ta mới không đoạt quyền khống chế thân thể của ngươi. Đối phương trả lời một nẻo, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Nhưng mà, ta hy vọng ngươi phải nhớ rằng ngươi dung hợp với một linh hồn là một gã Long Nha, sau này ngươi không thể bởi vì Long Nha mà kiêu ngạo, ngược lại, ngươi cần phải làm cho tổ chức Long Nha, thậm chí cả Trung Quốc vì ngươi mà kiêu ngạo. Nói cho ta biết,
làm ngươi mới giúp ta nắm giữ vận mệnh của mình. Còn nữa, ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Trong đầu vang vọng lên thanh âm như chém đinh chặt sắt của đối phương, Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy một cỗ run sợ từ linh hồn tràn ngập cả bản thân, hắn nắm chặt hai tay, sắc mặt kích động hỏi. Trước tiên ta tự giới thiệu, ta gọi là Tiêu Phi. Ta bây giờ là một linh hồn đang tồn tại trong cơ thể của ngươi mà một người chỉ có thể có một linh hồn. Ngữ khí của Tiêu Phi dần dần trở nên bình tĩnh lại. Vốn ta cho rằng trong ta và ngươi chỉ có một linh hồn tồn tại được thôi. Bùi Đông Lai liền căng thẳng, hắn không thể tưởng tượng được tình hình thân thể của mình bị đối phương khống chế. Nhưng mà, sau này ta lại phát hiện còn có một biện pháp khác. Tiêu Phi mở miệng một lần nữa, giọng nói vô cùng phức tạp. Trong lòng Bùi Đông Lai liền động. Biện pháp gì? Dung hợp, hai linh hồn của chúng ta dung hợp lại với nhau tạo ra một linh hồn mới. Tiêu Phi trầm giọng nói. Dung hợp linh hồn. Nếu là một năm trước đây, có người nói cho Bùi Đông Lai rằng hai linh hồn có thể dung hợp lại với nhau thì nhất định Bùi Đông Lai sẽ cho rằng đầu của đối phương đã bị nhét vào chỗ ấy của Phượng Tỷ. Ngay lúc này, khi hắn đã xác định được linh hồn của Tiêu Phi đang ở trong cơ thể của mình tuy rằng hắn miễn cưỡng có thể chấp nhận dung hợp linh hồn. Từ ngữ này chỉ có trong tiểu thuyết nha nhưng mà hắn vẫn không thể tin rằng hai linh hồn có thể dung hợp với nhau ở cùng một chỗ. Mợ nó, quả thực là đầm rồng hang hổ a. Ta không dối gạt ngươi, trong một năm nay mỗi lần người xuất hiện tình trạng trí nhớ hỗn loạn cùng với thân thể không khống chế được đều là do ta thử dung hợp linh hồn với ngươi. Tiêu Phàm lại mở miệng một lần nữa. Trải qua nhiều lần thử, cuối cùng ta đã tìm ra được biện pháp, điều kiện tiên quyết là ta không làm tổn thương linh hồn của ngươi mà phải cùng linh hồn của ngươi tiến hành dung hợp. Mà ngươi một khi đã dung hợp với linh hồn của ta thì linh hồn của ngươi sẽ trở thành linh hồn cường đại nhất trên thế giới này. Ngươi nói là, sau khi chúng ta dung hợp linh hồn thì năng lực của ngươi sẽ xuất hiện trên người của ta sao? Bùi Đông Lai không ngu, lập tức đoán được cái gì, vẻ kích động trên mặt càng lộ ra. Tuy rằng, hắn không biết Long Nha đại biểu cho cái gì nhưng theo lời của Tiêu Phi thì khi Tiêu Phi còn sống thì hắn chính là một nhân vật châu bò a. Nếu như mình có được năng lực của Tiêu Phi thì mình sẽ châu bò đến mức nào? Tiêu Phi đồng ý, nói. Ngươi quả thật là rất thông minh. Một khi linh hồn của chúng ta dung hợp lại với nhau thì năng lực của ngươi đều sẽ được tăng lên, ví dụ như trí lực, thính lực, khứu giác. Như vậy chẳng phải là chúng ta cùng nhau hợp thể, năng lực của chúng ta lại chất chồng lên thêm sao? Bùi Đông Lai kích động đến mức ngừng thở. Hắn vốn cảm thấy có được năng lực của Tiêu Phi là biến thái lắm rồi nhưng hiện giờ năng lực của hai người lại còn gia tăng lên nữa. Tiêu Phi rất hài lòng đối với phản ứng của Bùi Đông Lai, nhưng cũng không trả lời thuyết phục mà chỉ nói. Sau khi dung hợp, linh hồn ta sẽ bị hủy diệt chỉ có trí nhớ của ta sẽ lưu lại cho ngươi mà thôi. Trí nhớ? Bùi Đông Lai không rõ ràng. Đúng vậy, đem toàn bộ trí nhớ của ta xen qua cho ngươi, linh hồn của ta hoàn toàn biến mất. Sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Tiêu Phi nhẫn nại giải thích thêm một câu, sau đó hắn lại nói cho Bùi Đông Lai một câu. Mặt khác, còn có một việc ta quên nói cho ngươi biết, ta đến từ 5 năm sau. Cái gì? Bùi Đông Lai trực tiếp há hốc mồm. Trong trí nhớ của ta, sẽ có một ít sự tình của tương lai sắp phát sinh trong 5 năm nữa. Tiêu Phi cười khổ nói. Với hắn xem ra đây quả thực là một miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống đối với Bùi Đông Lai mà, thậm chí ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng được một người dung hợp cùng với năng lực của hắn cùng với ký ức của 5 năm sau, sẽ tạo ra ảnh hưởng to lớn như thế nào đối với thế giới đây. Bùi Đông Lai đờ người ra, thật lâu cũng không có lên tiếng, xem ra bộ dáng đúng là bị dọa rồi, nhất thời không thể chấp nhận sự thật quỷ dị này. Ngươi thử nghĩ lại xem, linh hồn của ngươi cùng với ta dung hợp. Năng lực các phương diện của ngươi cũng sẽ tăng lên, trong tương lai không xa ngươi còn có thể dung hợp toàn bộ trí nhớ của ta, kể từ đó ngươi nắm giữ vận mệnh của mình còn khó hơn sao. Tiêu Phi hít sâu một hơi, hoàn toàn quên đi chuyện muốn cướp đoạt quyền khống chế thân thể của Bùi Đông Lai, mà là dụ dỗ Bùi Đông Lai để cho Bùi Đông Lai vì hắn làm chuyện kia. Linh hồn chúng ta dung hợp, ngươi cần ta làm cái gì? Bùi Đông Lai cẩn thận mà hỏi thăm. Cái gì cũng đều không cần làm. Nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa ta cũng sẽ không từ chối. Lúc này, Bùi Đông Lai cũng không có ngu ngốc mà tiếp tục hỏi han Tiêu Phi, lỡ như Tiêu Phi lừa hắn thì sẽ thế nào? Bởi vì, bản thân hắn xem ra căn bản Tiêu Phi không cần phải lừa hắn,
Dù sao căn cứ theo như lời nói của Tiêu Phi thì lúc dung hợp linh hồn thì hắn cũng không cần làm cái gì. Nếu như Tiêu Phi muốn đoạt quyền khống chế thân thể hắn thì sẽ trực tiếp động thủ mà không cần nói nhảm với hắn cả nửa ngày. Điều này hắn đã đoán đúng. Nhưng mà, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra được, Tiêu Phi không lựa chọn phương pháp mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể của hắn bởi vì hắn kiêng kỵ sự tồn tại của một người. Qua tử, Bùi Vũ Phu, đêm đã khuya, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào trong khu dân nghèo vẫn yên tĩnh. Chỉ có mấy nhà gội đầu ở đầu đường vẫn còn sáng đèn, thường thường thì có những đại hán có tuyến thượng thận bị kích thích nên mới vào trong đó chơi trò chơi bắn nhau. Ý nói kiếm mấy em cover để giải quyết đó. Ôi, người còn có ở đây không? Trong phòng, Bùi Đông Lai ngồi ở trên giường mở miệng thử hỏi thăm. Ánh trăng chiếu vào bên trong phòng hắn, chiếu rọi vào khuôn mặt của Bùi Đông Lan, mơ hồ có thể thấy trên khuôn mặt thanh tú kia tràn đầy vẻ không thể tin được. Không thể tin sao? Đúng vậy. Bởi vì, khi Bùi Đông Lai đáp ứng làm chuyện kia dùng cho Tiêu Phi thì Tiêu Phi liền không chút do dự nào mà lựa chọn cùng linh hồn của Bùi Đông Lai dung hợp. Trong khoảnh khắc này, Bùi Đông Lai giống như là đang bị tra tấn, hai mắt liền nhắm lại. Thời gian cứ thế trôi qua, Bùi Đông Lai mở mắt ra, cố gắng giao tiếp cùng Tiêu Phi nhưng kết quả lại không có nghe được câu trả lời của Tiêu Phi. Đây là lần thứ năm hắn hỏi như thế rồi. Cũng giống như 4 lần trước. Vẫn không có câu trả lời. Không khí im lặng trong phòng làm cho Bùi Đông Lai cảm thấy có chút sợ hãi. Chẳng lẽ dung hợp thành công rồi sao? Mắt thấy Tiêu Phi hoàn toàn biến mấy, Bùi Đông Lai thầm hỏi chính bản thân mình, cơn sợ hãi trong lòng cũng giảm đi rất nhiều. Tên gia hỏa kia nói, thính lực, thị giác, chỉ số thông minh, trí nhớ tất cả những thứ này đột nhiên trở nên mạnh mẽ thì chứng tỏ bước thứ nhất của dung hợp đã thành công. Mà một khi cùng trí nhớ của hắn dung hợp lại tương tự sau khi năng lực cách đầu xuất hiện thì đã dung hợp thành công. Nghĩ đến lời nói của Tiêu Phi trước lúc dung hợp thì Bùi Đông Lai có vẻ kích động, hắn yêu cầu bản thân cần phải bình tĩnh trở lại, đồng lời vểnh tai lên cố gắng thông qua thính lực để coi thử thật hay là giả. Thính lực của hắn cũng không tồi, trước kia thời điểm hắn ngủ ở đây thì có thể nghe thấy được tiếng ngáy của chồng bác gái chủ cho thuê nhà, nếu hai người úp máng với nhà thì tự nhiên không cần phải nói nữa. Rất nhân, thanh âm của đôi nam nữ đang tiến hành vận động truyền vào tai của Bùi Đông Lai. Thanh âm vừa vào tai, Bùi Đông Lai liền đoán ra tiếng kêu mê người này không phải là của bác gái chủ nhà. Phát hiện này làm cho Bùi Đông Lai có vẻ hết sức kích động. Bởi vì trước đây hắn chỉ có thể nghe được âm thanh của bác gái chủ nhà, ngoài ra thì căn bản không có nghe qua âm thanh tương tự như vậy. Đương nhiên. Những động tác tình yêu khác thì cũng coi như là kích động. Bùi Đông Lai liền thở sâu hai cái đồng thời cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo trở lại, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống giường, đi đến bên cạnh giường rồi vểnh tai lên cố gắng tìm kiếm nơi phát ra thanh âm kia. Vài giây sau, đồng tử Bùi Đông Lai tròn xe, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tiệm uốn tóc cách xa hơn 100 mét. Cái này cũng quá khoa trương đi chứ. Đoán được thanh âm phát ra từ tiệm uốn tóc cách xa hơn cả 100 mét. Bùi Đông Lai cả kinh, thiếu chút nữa thì té ra khỏi cửa sổ. Phải biết rằng tiệm uốn tóc kia cách chỗ ở của hắn cũng hơn 100 mét a. 100 mét, 100 mét a. Nếu đổi lại là bình thường thì hắn cũng không thể nào mà nghe tiếng được kêu mê người truyền ra từ quán uốn tóc kia a. Mà hiện giờ hắn lại có thể nghe được một cách rõ ràng. Chuyện này thì nên giải thích như thế nào? Tiêu Phi không có lừa hắn. Toàn bộ năng lực của hắn đã được tăng lên. Hưng phấn rất nhiều, Bùi Đông Lai lại tìm tòi trí nhớ của Tiêu Phi nhưng kết quả lại không phát hiện ra bất kỳ trí nhớ gì. Đối với lần này, hắn cũng không có thất vọng. Bởi vì, căn cứ theo lời nói của Tiêu Phi, hắn muốn hoàn toàn dung hợp linh hồn của Tiêu Phi thì cần phải có một quá trình, cứ từ từ mới có thể dung hợp được trí nhớ chứ không phải trực tiếp có được toàn bộ trí nhớ của Tiêu Phi. Cót két. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ đã kéo Bùi Đông Lai từ trong hưng phấn trở lại thực tế. Theo bản năng hắn kêu lên một tiếng. Qua tử, tại sao còn chưa ngủ? Cửa phòng bị đẩy ra, Bùi Vũ Phi đi vào phòng mở đèn lên rồi hỏi Bùi Đông Lai. Dưới ánh đèn, gương mặt kiên nghị lộ ra vài phần ngưng trọng, ánh mắt cũng có vẻ lo lắng. Hiển nhiên, hắn cho rằng Bùi Đông Lai bởi vì lo lắng quái bệnh trên người cho nên không ngủ được. Đang chuẩn bị đi ngủ đây. Phát giác được trong giọng nói của Bùi Vũ Phu có chút lo lắng. Bùi Đông Lai liền do dự một chút cũng chưa đem chuyện phát sinh mời vừa rồi nói cho Bùi Đông Lai,
đây cũng không phải là hắn không muốn chia sẻ bí mật với Bùi Vũ Phu. Chuyện này quả thực là quá mức kinh thế hãi tục, hoàn toàn đã vượt qua phạm trù khoa học, hắn sợ sau khi Bùi Vũ Phu nghe xong thì lại càng thêm lo lắng. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, Bùi Vũ Phu cũng không có lên tiếng. Trong ánh mắt ngập tràn vẻ lo lắng kia bỗng hiện lên một tia ngạc nhiên. Bởi vì hắn phát hiện được đồ vật nọ đã trở lại trên người của Bùi Đông Lai. Là cái gì? Chính là sự tự tin. Đã từng, Bùi Đông Lai tuy xuất thân từ bần hàn, thậm chí theo ý nào đó hắn được cho là một cô nhi, nhưng mà hắn bằng vào sự cố gắng của bản thân cho nên thành tích học tập của hắn vô cùng trâu bò, hơn nữa về phương diện thể dục thì cũng rất nghịch thiên. Điều tự tin này rất nhiều phú nhị đại, quan nhị đại đều không thể có được. Về sau, lại xảy ra việc ngoài ý muốn cho nên Bùi Đông Lai mới hoàn toàn sụp đổ, phần tự tin cũng đã biến mất. Mà hiện giờ, phần tự tin kia đã trở lại với Bùi Đông Lai. Qua tử, quái bệnh trên người ta tựa hồ đã hết. Bùi Đông Lai mỉm cười một cái sán lạn, trong ánh cũng không còn thấy vẻ không cam lòng cùng bất đắc dĩ mà thay vào đó chính là sự tự tin. Phòng lớn, vợ đẹp của ngươi chuẩn bị có rồi đó. Làm sao ngươi biết, bản thân ngươi đã khỏi bệnh. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, cảm nhận được sự tự tin mãnh liệt trong giọng nói kia. Đồng tử của Bùi Vũ Phu đột nhiên phóng đại, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hỉ, bất quá hắn trong giọng nói cũng mang theo vài phần lo lắng. Kể từ khi ta bị cái quái bệnh này thì trí nhớ có chút hỗn loạn, hơn nữa lại có nhiều chuyện không nhớ rõ, mà lúc nãy đột nhiên ta phát hiện ra trí nhớ không hề hỗn loạn nữa, hơn nữa lại có thể nhớ đến một số sự việc trước đây. Bùi Đông Lai cười, nói dối. Qua tử, ngươi nói có phải hay không là do uống nhị hoa đầu cho nên mới hết? Nghe được lời giải thích của Bùi Đông Lai thì Bùi Vũ Phu lộ ra nụ cười ngây ngô, cả người nhẹ nhõm thở phào một hơi. Để đảm bảo thì ngày mai người hãy đến tìm thầy thuốc để xem lại. Mặc dù không biết vì sao bệnh tình của Bùi Đông Lai đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, bất quá Bùi Đông Lai vẫn lo lắng như cũ, bởi vì hắn biết đông y, nhất định phải tìm ra gốc bệnh mới có thể chữa trị hoàn toàn. Dạ, Bùi Đông Lai biết rõ Bùi Vũ Phu đang lo lắng cho mình cho nên hắn cũng không có từ chối. Đi ngủ sớm một chút đi. Bùi Vũ Phu nói xong, cười ngây ngô một chút rồi đột nhiên xoay người đi ra khỏi phòng. Chờ cho Bùi Vũ Phu rời đi, Bùi Đông Lai mới tận lực áp chế tâm tình hưng phấn trong lòng hắn. Hắn có loại như mới từ trên nhân gian rớt xuống địa ngục rồi lại từ địa ngục bay thẳng lên thiên đường. Trong lúc kích động, trong đầu Bùi Đông Lai không khỏi hiện lên cảm giác bị châm chọc trong một năm nay. Nghĩ đến từng khuôn mặt kia cười nhạo, từng lời nói cay nghiệt kia. Bùi Đông Lai liền nắm chặt hai tay, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng ngoài cửa sổ, gằn từng chữ. Trước đây, ta đã từng làm cho các ngươi phải ngưỡng mộ ta, sau này ta sẽ làm cho các ngươi phải hoàn toàn nhìn lên. Nói xong Bùi Đông Lai liền nghĩ tới lời nói của Tiêu Phi trước đây, nói làm cho cả Trung Quốc vì chính bản thân của mình mà kiêu ngạo thì hắn không khỏi thầm mắng mình là anh hùng thiếu ý chí. Ở hắn xem ra nếu Tiêu Phi biết mình chỉ có chừng ấy chí khí thì chỉ sợ hắn sẽ tức giận đến mức phải sống lại. Suy nghĩ cẩn thận về điểm này thì Bùi Đông Lai không khỏi yên tĩnh trở lại, đồng thời hắn cũng đang nhớ tới chuyện tình đã đáp ứng với Tiêu Phi. Tiêu Phi tuy rằng chuyện kia vô cùng khó khăn nhưng xin ngươi hãy yên tâm, ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Giờ phút này, Bùi Đông Lai cảm thấy được vẻ tự tin trước đây chưa từng có, ánh mắt vô cùng kiên định. Còn có 3 tháng nữa là tới kỳ thi tốt nghiệp trung học, những tên cười nhạo kia chắc hẳn đều muốn chứng kiến ta thi rớt đại học. Vậy thì các ngươi hãy cứ yên tâm đi, ta sẽ cho các ngươi một bất ngờ. Xúc động qua đi, Bùi Đông Lai cũng không có đi ngủ, cũng không có mơ tưởng hảo huyền là tính hạ tâm lai, lập ra cho mình một kế hoạch ngắn hạn. Kế hoạch thứ nhất là trong vòng 3 tháng còn lại hắn sẽ đem toàn bộ thực lực đặt vào việc học tập. Gia cảnh bần hàn, điều này Bùi Đông Lai biết rõ ràng, tuy rằng đọc tứ thư ngũ kinh thì cũng không chừng có khả năng vượt trội, nhưng mà tại đây các thế hệ ngày càng trưởng thành. Các phương diện tài nguyên dần dần bị lũng đoạn, người nghèo nếu muốn vượt qua các phú nhị đại hay các quan nhị đại thì cố gắng học tập là một trong những cách tốt nhất. Dù sao, thân là một người đàn ông, lúc nhỏ ngay cả vài quyển sách cũng chưa đọc qua, lớn lên lại muốn chơi theo kiểu hợp thời đại, như thế quả thật là người ngốc nói mê. Hiện giờ, năng lực của hắn đã được tăng lên, nhưng cũng chưa dung hợp được trí nhớ của Tiêu Phi, nếu muốn đạt được năng lực thì học tập là cách duy nhất để có thể thay đổi vận mệnh. Đem kế hoạch này ấn định xong thì Bùi Đông Lai liền đi ngủ. Cùng lúc đó, Tây Nam,
cánh cửa của trung y thế gia cao đến nổi các quan tỉnh, bộ, cũng không thể bước vào được. Người được xưng là Hoa Đà, Miêu lão gia tử đang mặc bộ đồ ngủ, khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời phương Bắc, lẩm bẩm nói. Người của Bùi gia lại xuất hiện, hôm nay phải đến rồi sao? Sáng sớm khi ánh mặt trời trên không trung vừa lóe lên thì Bùi Vũ Phu giống như là một người chủ trong nhà bắt đầu làm bữa ăn sáng cho Bùi Đông Lai. Lấy gạo nấu cháo, làm trứng gà chiên. Nếu như lúc này, bác gái chủ nhà thấy được động tác nhanh nhẹn của Bùi Vũ Phi thì chỉ sợ là sẽ rớt con mắt xuống đất. Ngay khi ánh bình minh chiếu vào khu nhà cũ nát thì Bùi Vũ Phu gõ cửa phòng của Bùi Đông Lai kêu Bùi Đông Lai rời giường để đánh răng rửa mặt. Dùng qua bữa sáng, Bùi Vũ Phu lái xe taxi chở Bùi Đông Lai tới trường, hơn nữa còn nói cho Bùi Đông Lai biết buổi tối sẽ tới đón hắn về. Bùi Vũ Phu mặc dù là một người đi khập khiễng nhưng kỹ thuật lái xe cũng không tầm thường, lái xe thật sự vững vàng, chân ga cùng chân phanh cũng không có chút ảnh hưởng nào. 6 giờ 40, xe taxi đến ngay cổng trường Trầm Thành Nhất Trung. Tư. Bùi Đông Lai cùng với Bùi Vũ Phu vừa mới xuống xe thì bên tai lại truyền lên một hồi âm thanh chói tai. Một chiếc Porsche Cayenne thắng gấp một cái, lốp xe ma sát cùng mặt đất liền tạo ra một vết tích rõ ràng rồi chiếc xe ổn định dừng ở bên cạnh người Bùi Đông Lai. Ôi, Bùi Đông Lai, ngươi lại để cho cha ngươi đưa ngươi đến trường A. Đãi ngộ cũng không tệ. Cửa kính xe mở ra. Một gã thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú, cách ăn mặc mốt, vẻ mặt hài hước nhìn về phía Bùi Đông Lai, cảm giác giống như hắn là một thần linh ngồi ở trên cao ngó xuống con kiến. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế là một cô gái, vẻ mặt của cô gái cũng xem thường, cảm giác kia giống như chỉ cần liếc mắt ngó Bùi Đông Lai một cái thì cũng cảm thấy giá trị của mình sẽ bị hạ xuống rất nhiều. Mà trên thực tế, lúc trước mỗi lần nàng nhìn thấy Bùi Đông Lai đều sẽ cảm giác được tâm trạng bất an. Ánh mắt tràn đầy ái mộ nhìn về phía Bùi Đông Lai. Nàng không phải là người khác, nàng đúng là người chủ động hướng Bùi Đông Lai thổ lộ nhưng bị Bùi Đông Lai khéo léo từ chối, về sau lại vừa đánh trống vừa la làng, đó chính là Cố Mỹ Mỹ. Mà tên lái chiếc Cayenne là bạn trai của nàng tên là Trịnh Phi, là một nhân vật quan trọng nhất trong Trầm Thành Nhất Trung. Bên tai vang lên lời nói chói tai của Trịnh Phi, trong con mắt xuất hiện diện mạo của hai kẻ xấu xa kia, Bùi Đông Lai không khỏi mỉm cười. Đông Lai, đi vào lớp đi, ta đi dây. Nhìn thấy hành động nhíu mày của Bùi Đông Lai, hắn biết tính cách của Bùi Đông Lai nên mở miệng cười ngây ngô nói. Dạ. Bùi Đông Lai gật gật đầu, đem Trịnh Phi cùng Cố Mỹ Mỹ trở thành không khí, hướng phía trường học đi đến. Thấy một màn như vậy, Bùi Vũ Phu cũng yên lòng, đi lên ô tô rời đi. Người què, người có một chân thì nên đi cẩn thận, nếu không thì sẽ gặp tai nạn đó. Mắt thấy Bùi Vũ Phu bước lên chiếc taxi cũ nát rời đi, vẻ mặt Trịnh Phi hài hước cười nói. Trong một năm nay, Bùi Đông Lai sớm đã quen với đủ kiểu châm chọc, trình độ nhẫn nhịn thật kinh người, lại thêm sự tình tối hôm qua nữa, vốn hắn cũng thấy Cố Mỹ Mỹ cùng Trịnh Phi là hai người bỏ đi, phân cao thấp với bọn chúng thì không đáng. Nhưng mà, nếu Trịnh Phi cười nhạo hắn thì sẽ không sao cả, không nên đụng đến Bùi Vũ Phu. Đó cũng là hắn vừa mới nghe được lời châm chọc của Trịnh Phi. Lúc này, nghe được lời bất kính của Trịnh Phi đối với Bùi Vũ Phu thì Bùi Đông Lai dừng cước bộ lại, quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trịnh Phi. Nhìn thấy được Bùi Đông Lai tức giận, Trịnh Phi không những không sợ, mà ngược lại còn có chút hưng phấn đem đầu thò ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ngáp một cái. Như thế nào hả Bùi Đông Lai, chẳng lẽ ngươi cảm thấy khó chịu sao? Nói xong khóe miệng Trịnh Phi nở lên một nụ cười hài hước giống như đang nói, có dũng khí thì động đến một đầu ngón tay của người Trịnh gia thử xem. Có thể nhận thấy, Trịnh Phi xem ra nếu như Bùi Đông Lai có can đảm động đến một đầu ngón tay của hắn thì hắn có một vạn cách để đùa chết Bùi Đông Lai. Dù sao, ở Trầm Thành này hắn cũng nổi danh là một phú nhị đại, tài sản trong nhà xa xỉ, không cần nói những thứ khác, nếu hắn dùng mấy vạn thì cũng đủ để chôn Bùi Đông Lai rồi. Trịnh Phi, anh xem lại anh đi, người ta Bùi Đông Lai ở trên sân bóng rổ đã bị anh vũ nhục, từ nay về sau hắn cũng không dám chơi bóng rổ. Mà còn thi thì chỉ đạt được có 280 điểm, có dũng khí bước vào cổng trường là khó lắm rồi, anh còn nhẫn tâm khi dễ hắn sao? Mắt thấy xung đột sắp xảy ra thì Cổ Mỹ Mỹ liền ôm cánh tay của Trần Phi, thanh âm chói tai vang lên. Ánh mắt lại càng không rời khỏi người Bùi Đông Lai. Tựa hồ như đối với nàng mà nói Bùi Đông Lai càng phẫn nộ thì nàng lại càng cảm thấy vui mừng. Trịnh Phi, ta cảnh cáo ngươi,
ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng không nên vũ nhục cha ta. Bùi Đông Lai nhẹ nhàng xoay cổ một chút, sắc mặt lạnh như băng, hướng phía Trịnh Phi cùng Cố Mỹ Mỹ mà đi tới. Nhìn thấy được vẻ sắc bén trong con mắt của Bùi Đông Lai, Cố Mỹ Mỹ liền cảm thấy sợ hãi, thậm chí ngay cả Trịnh Phi cũng cảm thấy sợ hãi. Bọn chúng không hẹn mà đang cùng nhớ lại lúc trước, vào năm học lớp 10 có một tên lưu manh cùng Bùi Đông Lai phát sinh xung đột, sau đó tên lưu manh kia tìm mấy tên giang hồ đòi giáo huấn Bùi Đông Lai, kết quả bị Bùi Đông Lai một người đánh ngã toàn bộ bọn chúng xuống đất. Hơn nữa, toàn bộ xương cốt của đám thanh niên bất lương kia đều bị cắt đứt. Chuyện tình lần đó huyên náo đến nỗi cảnh sát cũng phải can thiệp vào, cuối cùng bởi vì cuối cùng Bùi Đông Lai có thành tích học tập nghịch thiên nên thầy, cô trong trường đều bảo hộ cho hắn, chỉ đưa tiền thuốc men cho đám người kia. Hơn nữa, còn khai trừ tên học sinh kia ra khỏi trường. Mà kể từ lúc đó, tất cả nam sinh trong Trầm Thanh Nhất Trung này cũng không một ai dám khiêu khích Bùi Đông Lai, nhất là dùng vũ lực để gây hấn với hắn. Bùi Đông Lai, chẳng lẽ những điều ta nói không phải là sự thật sao? Người què lái xe, chính là lão hổ liếm miêu, muốn chết. Mặc dù trong lòng có vài phần khiếp sợ nhưng Trịnh Phi vẫn cố tỏ ra vẻ kiên cường. Hiện giờ hắn là người trong mộng của đa số nữ sinh trong trường học này Trịnh Phi là một kẻ nổi bật nhất mà không ai bằng được. Nhưng cái này cũng chỉ là trong vòng một năm nay mà thôi. Trước đó một năm rưỡi, Trịnh Phi chẳng qua chỉ là kẻ làm nền cho Bùi Đông Lai mà thôi. Chính vì như thế mà sau khi biết Bùi Đông Lai bị Cố Mỹ Mỹ cự tuyệt thì Trịnh Phi lập tức phát động thế công tình yêu đối với Cố Mỹ Mỹ, cố gắng dùng phương thức này để chứng minh rằng hắn còn mạnh mẽ hơn so với Bùi Đông Lai. Thượng đế dường như đã chiêu cố hắn, ngày thứ ba sau khi hắn theo đuổi Cố Mỹ Mỹ thì chẳng biết tại sao trên sân bóng rổ, Bùi Đông Lai liên tiếp mắc sai lầm, bị hắn hung hăng vũ nhục cho một phen. Mà đúng vào ngày đó, hắn đã bắt được tâm hồn thiếu nữ của Cố Mỹ Mỹ làm tù binh, mà cũng bắt đầu từ lúc đó thì thành tích học tập cùng với năng lực trên sân bóng rổ của Bùi Đông Lai bắt đầu trượt dốc không phanh. Đối mặt với lời khiêu khích của Trịnh Phi, Bùi Đông Lai cũng không có trả lời. Hắn giống như với hai năm trước đây khi hắn đối mặt với bảy, tám tên thanh niên bất lương. Hai mắt híp lại thành một đường nhỏ. Đông Lai, không nên. Ngay sau đó, lúc Bùi Đông Lai chuẩn bị nắm lấy tóc của Trịnh Phi, đem Trịnh Phi giống như một con chó chết kéo từ trong xe đi ra thì sau lưng lại đột nhiên truyền đến một tiếng kêu. Bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm. Tại lúc Cố Mỹ Mỹ cùng với Trịnh Phi đang hoảng sợ, quay đầu lại nhìn về chủ nhân của thanh âm kia. Rất nhanh, một gã thiếu niên có dáng người khôi ngô chạy đến bên cạnh Bùi Đông Lai kéo cánh tay hắn lại, hung hăng liếc mắt nhìn Trịnh Phi một cái, nói. Đông Lai, đi thôi, chúng ta không cần chấp nhặt với loại người như thế này. Nghe được lời nói của thiếu niên khôi ngô kia thì chân mày Bùi Đông Lai khẽ buông lỏng xuống, vẻ mặt cũng dần dần khôi phục lại bình thường. Hắc hắc, Tào Băng! Không phải là ngươi muốn lấy lòng tên phế vậy Bùi Đông Lai này, kéo hắn gia nhập đội vào bóng rổ mới thành lập của các ngươi để cùng chúng ta tham gia trận thi đấu sao? Thấy Bùi Đông Lai không động thủ thì Trịnh Phi khẽ thở ra nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng. Hiện giờ, cách thời gian thi đại học chỉ còn 3 tháng, toàn bộ học sinh cấp 3 đều đem tinh lực dồn vào việc học tập, bất quá vì nhà trường muốn giảm bớt áp lực của học sinh nên đã tổ chức một giải bóng rổ, trận đấu theo thứ tự là lớp 10. Lớp 11 để chọn ra đội vô địch, mà sắp tới sẽ diễn ra trận thi đấu giữa 12 phần 1 vs 12 phần 6. Trịnh Phi, người không cần phải ra vẻ tiểu nhân đắc chí, Bùi Đông Lai chỉ không muốn chấp nhặt với loại người như ngươi mà thôi. Thân là bạn học cùng với Bùi Đông Lai hơn nữa lại là đồng đội cùng đội bóng với Bùi Đông Lai, Tào Băng là một trong những người ở trong trường học này không cười nhạo Bùi Đông Lai. Ngược lại hắn còn an ủi Bùi Đông Lai nhưng lại không bao giờ nhắc đến muốn để cho Bùi Đông Lai trở lại sân bóng rổ. Bởi vì hắn hiểu được, đối với học sinh trung học mà nói, bóng rổ chỉ là một môn vận động mà thôi, học tập mới là quan trọng nhất. Chẳng biết tại sao thành tích học tập của Bùi Đông Lai cứ tuột dốc cho nên hắn sẽ không có tâm tư chơi bóng rổ. Không chấp nhặt, Trịnh Phi được thế lấn tới nói. Ngươi hỏi hắn lại một chút đi, hắn dám lên sân bóng rổ sao? Nói xong thì vẻ mặt Trịnh Phi khinh thường, thậm chí Cố Mỹ Mỹ ngồi ở bên cạnh cũng khinh thường, ở nàng xem ra trước đây Bùi Đông Lai đã bị Trịnh Phi đánh bại trên sân bóng rổ, rốt cuộc hắn cũng không dám bước lên sân bóng rổ, quả thật là một kẻ nhu nhược mà. Tại sao lại không dám? Nhưng đột nhiên, Bùi Đông Lai lại nở nụ cười. Ách!
Lời nói thình lình của Bùi Đông Lai làm cho Trịnh Phi cùng Cố Mỹ Mỹ ngạc nhiên một trận, thậm chí ngay cả Tào Băng cũng ngẩn người ra. Dường như, bọn họ không nghĩ tới Bùi Đông Lai sẽ nói như vậy. Bọn họ còn không nghĩ được, sau đó, Bùi Đông Lai lại thản nhiên cười. Đông Lai, ngươi! Kinh sợ qua đi, Tào Băng mới cố gắng muốn nói cái gì đó. Bùi Đông Lai, đây chính là ngươi nói, xế chiều này hôm nay, nếu ngươi không dám tới sân bóng thì ngươi chính là cháu của ta. Không đợi Tào Băng nói hết lời, Trịnh Phi liền lộ ra vẻ mặt hưng phấn. So ra mà nói, Cố Mỹ Mỹ ở bên cạnh thì lại càng hưng phấn, nàng thật sự hy vọng thấy được Bùi Đông Lai bị bạn trai của nàng hạ nhục thêm một lần nữa. Bởi vì, kể từ sau khi nàng bị Bùi Đông Lai cự tuyệt thì mỗi lần nàng thấy Bùi Đông Lai gặp bị kịch thì nàng đề sảng khoái đến ngất trời. Nếu như lớp các ngươi thua, Bùi Đông Lai cắt đứt sự mơ màng của Cố Mỹ Mỹ và Trịnh Phi. Cái gì? Trịnh Phi nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề, ở hắn xem ra lần trước Bùi Đông Lai bị hắn sỉ nhục, trong lòng vẫn còn lưu lại bóng ma, hơn nữa cuộc sống bây giờ đều chú trọng vật chất cho dù ở trên sân bóng có giỏi tới đâu thì sẽ có chỗ làm sao. Mà kỹ thuật của hắn cùng với vài tên đồng đội trong lớp thì không cần phải nói, hơn nữa trải qua một năm thì phối hợp lại càng thêm ăn ý, làm sao có thể thất bại được. Trịnh Phi, xế chiều này nếu lớp ta thua thì ta Bùi Đông Lai sẽ quỳ xuống gọi ngươi ba tiếng ra ra. Bùi Đông Lai nheo mắt lại, giọng nói cũng âm trầm hẳn lên. Nếu lớp các ngươi thua, thì sau này đối với những kẻ bỏ đi như các ngươi nếu thấy ta thì lăn càng xa càng tốt. Các ngươi là đồ bỏ đi sao? Lăn càng xa càng tốt. Nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, Trịnh Phi cùng Cố Mỹ Mỹ thiếu chút nữa là ngất đi, nhất là Cố Mỹ Mỹ khuôn mặt của nàng lại trở nên trắng bệch. Bùi Đông Lai, con mẹ nó, chiều này ta không cho người quỳ ở sân bóng thì ta sẽ không mang họ Trịnh. Trịnh Phi hoàn toàn giận dữ, gào to như một con chó điên. Bùi Đông Lai cười hờ hững, dẫn theo Tào Băng rời khỏi. Nhìn bóng lưng đơn bạc của Bùi Đông Lai, trong đầu lại nhớ đến nụ cười của Bùi Đông Lai trước khi rời đi, Cố Mỹ Mỹ không khỏi giật mình. Bởi vì, nàng có cảm giác rằng, Bùi Đông Lai của ngày hôm nay so với lúc trước có chút khác biệt. Mời vừa rồi, các người có nghe được Bùi Đông Lai nói với Trịnh Phi những gì không? Ngay khi Bùi Đông Lai mang theo Tào Băng rời khỏi đây thì một gã nam sinh nhiều chuyện tiến về phía mấy tên bạn học, hưng phấn mà hỏi. Bùi Đông Lai nói chiều này sẽ thi đấu hơn nữa sẽ cùng Trịnh Phi đánh cược nữa. Tham gia buổi thi đấu chia tay, đánh cược, nói nhanh lên, bà mợ nó, quả thực đây là một tin tức bất ngờ a. Này, có cái gì mà bạo phát? Còn gì nữa, các người thử nghĩ lại xem. Bùi Đông Lai bởi vì Cố Mỹ Mỹ mà luân lạc đến trình độ như ngày hôm nay. Mà lúc trước, trên sân bóng rổ Trịnh Phi đã hung hăng vũ nhục Bùi Đông Lai, lại còn bắt đi tâm hồn thiếu nữ của Cố Mỹ Mỹ nữa. Hiện giờ, sắp tốt nghiệp rồi, đột nhiên Bùi Đông Lai lại muốn thi đấu trận đấu chia tay này, không biết là có ý vị gì đây. Phản kích, ta dám nói, Bùi Đông Lai muốn thông qua trận đấu này để triển khai phản kích. Phản kích a, nhưng cũng đã quá muộn rồi. Hiện giờ Bùi Đông Lai có tư cách gì mà thi đấu cùng với Trịnh Phi? Đúng vậy, luận về học tập, luận về gia thế, cái gì thì Trịnh Phi cũng là số một. Cùng với Cố Mỹ Mỹ là một đôi trai tài gái sắc, trái lại Bùi Đông Lai thì sao? Tuy rằng lúc trước hắn là một hoàng tử ếch nhưng hiện giờ ngay cả ếch hắn cũng không bằng, chỉ là một con cóc con mà thôi. Nghe được đồng bạn nói như vậy thì tên nam nhân nhiều chuyện kia cũng có chút cứng họng, tâm tình nhất thời uể oải. Hắn hiểu được những gì bạn của hắn nói đều là sự thật. Một năm trước, Bùi Đông Lai xuất thân từ bần hàn so sánh với Trịnh Phi cũng không đủ mà hiện nay hai người căn bản đã không ở cùng một đẳng cấp. Chung quanh, đám học sinh sôi nổi nhìn về phía Bùi Đông Lai, trong đó không ít người trên gương mặt đều hiện lên vẻ trào phúng. Ở đám bọn hắn xem ra, kỳ thi thử vừa rồi Bùi Đông Lai chỉ đạt được 280 điểm vậy mà bây giờ lại cố gắng muốn tranh phong với Cố Mỹ Mỹ và Trịnh Phi, đây quả thật là tự rước nhục vào người. Đông Lai, nhìn thấy được những ánh mắt khác thường của những học sinh chung quanh, Tào Băng nhịn không được mà lo lắng nhìn Bùi Đông Lai một cái. Tào Băng không có trí tuệ như Tần Đông Tuyết, không thể đoán được Bùi Đông Lai thất bại hoàn toàn đều không phải là do Cố Mỹ Mỹ. Hắn cho rằng bởi vì Bùi Đông Lai thổ lộ bị cự tuyệt nên mới bị đả kích như vậy, mà sau khi Bùi Đông Lai thổ lộ, ở trên sân bóng rổ Trịnh Phi lại hung hăng nhục nhã hắn nữa, chẳng khác nào là sát muối vào vết thương. Bây giờ,
Bùi Đông Lai muốn lấy lại danh dự cũng không có gì đáng chê trách. Thế nhưng, hắn lo lắng Bùi Đông Lai chẳng những không trộm được gà mà còn mấy được nắm gạo. Dù sao, hắn và Trịnh Phi đều là thành viên của đội bóng rổ, hắn biết rõ trong vòng một năm này trình độ của Trịnh Phi tăng lên không ít. Mặt khác, trình độ của những tên khác trong lớp 12/6 cũng tăng lên, phối hợp cũng trở nên ăn ý hơn so với một năm trước. Trái lại, tất cả thành viên trong lớp 12/1 kể cả Tào Băng đều là học sinh khá, giỏi, tất cả tinh lực đều đặt vào việc học tập, vì vậy trình độ phối hợp với nhau có chút thua kém hơn nữa, vì Bùi Đông Lai đã lâu rồi không đụng vào bóng rổ nên trình độ cũng đã giảm xuống. Dưới dạng tình hình như thế này, muốn lớp mình thắng được lớp 12/6 thì phải làm sao đây? Thấy được vẻ lo lắng của Tào Băng, Bùi Đông Lai cũng biết được Tào Băng không phải là lo lắng về trận đấu mà là hắn đang lo lắng sau khi kết thúc trận đấu, Trình Phi sẽ lại vũ nhục mình, nếu như vậy thì mình sẽ trở thành trò cười trong mắt của toàn bộ học sinh. Biết được điều này, Bùi Đông Lai lại cảm thấy ấm áp, hắn liền nở ra một nụ cười tự tin. Yên tâm đi Tào Băng, chiều nay chúng ta sẽ không thua. Ân. Bên tai vang lên lời cam đoan của Bùi Đông Lai, lại thấy được nụ cười tự tin trên miệng hắn, trong chốc lát Tào Băng cảm thấy có chút hoảng hốt. Trong trí nhớ của hắn đã thật lâu rồi hắn đã không thấy nụ cười tự tin như vậy xuất hiện trên mặt của Bùi Đông Lai. Bá! Ngay tại lúc Tào Băng đang ngây người thì Trịnh Phi đã lái chiếc Cayenne chạy qua mặt Bùi Đông Lai. Trong ô tô, Cố Mỹ Mỹ không nhìn được mà thông qua kính chiếu hậu để liếc mắt Bùi Đông Lai một cái, trong con mắt hiện lên vài phần bất an. Bất an đến tình huống khác thường của Bùi Đông Lai, đến từ Bùi Đông Lai đã từng là một người xuất sắc, càng đến từ lời nói dối của chính bản thân mình. Hừ, xế chiều hôm nay trước mặt toàn trường, nhất định ta sẽ làm cho người phải quỳ xuống trước mặt ta, kêu ta là ông nội. Cùng Cố Mỹ Mỹ bất đồng, Trình Phi cũng không có chút lo lắng, mà chính là cảm giác hưng phấn cũng tức giận. Có lẽ là Bùi Đông Lai từ trên cao rớt xuống quá lâu, cũng có lẽ là lây nhiễm sự tự tin của Trình Phi. Trong lòng Cố Mỹ Mỹ cùng giảm bớt vài phần bất an, trên mặt lộ ra biểu tình khó chịu. Trịnh Phi, chiều nay nhất định anh phải hảo hảo vũ nhục tên phế vật kia, cho hắn biết rằng, con cóc cuối cùng vẫn là con cóc, cho dù có chắp cánh cũng khó bay lên trời. Hắc hắc, điều đó là nhất định. Một năm trước, hắn giống như ánh mặt trời ban trưa, ta còn có thể làm cho hắn mất mặt, huống gì là bây giờ. Trịnh Phi nói xong, khóe miệng lại hiện lên vẻ khinh thường. Tựa hồ như là đang cười nhạo Bùi Đông Lai ngu muội không biết tự lượng sức mình. Theo tiến bộ của thời đại, tốc độ truyền bá tin tức đã vượt ra sự tưởng tượng của mọi người. Đồng dạng, tốc độ truyền bá của mấy bà tám cũng vô cùng kinh khủng, nhất là ở trong sân trường. Chuyện tình Bùi Đông Lai tham gia trận bóng rổ chia tay, trong một thời gian ngắn đã truyền khắp cả vườn trường. Trong lúc nhất thời, lúc Bùi Đông Lai thi được 280 điểm thì trở thành trò cười cho mọi người. Đã trở thành đề tài câu chuyện lúc ngoài giờ học, đồng thời không ít người đối với trận bóng rổ chiều nay lại cảm thấy hứng thú, dự định sẽ đi xem. Trong lúc nghỉ giải lao giữa tiết, Bùi Đông Lai đi theo các học sinh hướng sân thể dục đi tới. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, trận đầu chiều này, chúng ta không những phải thắng mà còn phải thắng đẹp, chúng ta không những phải thắng về điểm số mà còn phải hoàn toàn phong sát Bùi Đông Lai, tốt nhất là để hắn một điểm cũng lấy không được. Trịnh Phi cũng giống như những người khác, ánh mắt nhìn theo bước chân của Bùi Đông Lai, đồng thời còn dùng một giọng nói không thể nghi ngờ để nói với những tên đồng đội bên cạnh. Bùi Đông Lai, tên phế vật này muốn khiêu khích chúng ta, quả thực là tự muốn rước nhục vào mặt mà. Đúng vậy, hắn còn muốn thông qua trận đấu này để biểu hiện trước mặt của Cố Mỹ Mỹ, quả thực là trò cười a. Bên tai vang lên những lời cam đoan của đồng đội, Trịnh Phi nở ra nụ cười, cười đến đắc ý. Nhưng mà nụ cười trên môi hắn rất nhanh liền dừng lại. Cùng lúc đó, trên sân cũng vang lên một mảnh xôn xao. Cơ hồ là toàn bộ ánh mắt của học đem đều nhìn về đạo thân ảnh ở phía trước. Tần Đông Tuyết. Tại lúc bọn họ đang chăm chú nhìn Tần Đông Tuyết thì nàng lại chủ động đi tới bên người Bùi Đông Lai. Phải biết rằng, cho tới ngày hôm nay, Tần Đông Tuyết là nữ thần trong lòng của tất cả các nam sinh. Ngoại trừ thỉnh thoảng cùng các bạn học trong lớp nói chuyện thì đa số thời gian còn lại thì đều độc lai độc vãng, về phần cùng đi với một nam sinh thì chưa bao giờ xuất hiện. Càng không nói nàng sẽ chủ động theo đuổi nam nhân. Bao gồm cả Tào Băng ở bên trong, vài tên thành viên của đội bóng rổ trong lớp 12/6 đang cùng nói chuyện với Bùi Đông Lai, phát hiện được Tần Đông Tuyết tới gần thì đều kinh ngạc tới trợn tròn mắt. Bùi Đông Lai,
Tần Đông Tuyết đuổi kịp Bùi Đông Lai, khuôn mặt sán lạn liền hiện lên nụ cười. Có chuyện gì sao? Bùi Đông Lai đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười hỏi. Tần Đông Tuyết không có chủ động trả lời mà không biết vô tình hay cố ý mà nhìn về phía mấy người Tào Phi một cái. Ách! Mấy người Tào Băng tiếp xúc với ánh mắt của Tào Đông Tuyết thì nguyên lai một đám từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, theo bản năng rời đi, để lại chỗ cho Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết. Nghe nói chiều nay bạn tham gia sẽ thi đấu bóng rổ sao? Mấy thấy đám người Tào Băng đã bỏ đi, Tào Đông Tuyết cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của đám học sinh xung quanh mà là sánh vai cùng Bùi Đông Lai mà đi. Ừ, Bùi Đông Lai gật đầu, trong lòng có chút nghi hoặc vì sao kể từ ngày hôm qua, Tần Đông Tuyết lại đặc biệt quan tâm đến biểu hiện của mình. Như thế nào lại muốn tham gia trận đấu bóng rổ kia? Tần Đông Tuyết nói xong liền quay đầu lại nhìn về phía Bùi Đông Lai, trong mắt hiện lên vẻ mong chờ. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì đấu trận đấu này là muốn trả lại cho Trịnh Phi cùng Cố Mỹ Mỹ một cái tát, hơn nữa hắn lại muốn trợ giúp cho Tào Băng và mấy tên đồng đội trong đội bóng rổ của lớp 12 phần 1. Bởi vì, lúc trước khi hắn rời khỏi đội bóng rổ thì Tào Băng và đám người trong đội bóng lớp 12 phần 1 đã bị Trịnh Phi vũ nhục, hơn nữa trong một năm nay mỗi lần bước vào sân bóng rổ thì cũng bị Trịnh Phi và đám đồng đội của hắn vũ nhục. Mà cả Tào Băng cùng đám đồng đội trong đội bóng rổ lớp 12 phần 1 cũng không giống các học sinh khác mà châm chọc đối với Bùi Đông Lai, cũng không có oán giận với hắn, mà là giống như một đám bằng hữu bình thường, thường xuyên quan tâm hắn, cổ vũ hắn mau chóng đứng lên. Hoạn nạn thấy chân tình. Phần nhân tình này Bùi Đông Lai chưa từng nói qua nhưng hắn vẫn luôn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Lúc này, nghe được câu hỏi của Tần Đông Tuyết, Bùi Đông Lai chỉ cười nhạt. Giọng nói hờ hững tuy nhiên cũng tràn ngập vẻ tự tin. Có chút khinh người quá đáng, tính toán giáo huấn cho bọn chúng. Còn nữa, trong một năm này đám người Tào Băng bởi vì mình mà chịu không ít ủy khuất, mình không muốn chứng kiến bọn hắn ở trong trận đấu này bị khi phụ. Có tin tưởng thắng được không? Ngạc nhiên nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, nhận thấy vẻ tự tin ấy một lần nữa xuất hiện lai trên người của Bùi Đông Lai, Tần Đông Tuyết vốn là ngẩn ra. Tiếp theo khóe miệng nở lên một nụ cười hưng phấn rất là mê người. Dưới ánh mặt trời, nhìn thấy vẻ Tần Đông Tuyết lộ ra vẻ mê cười, Bùi Đông Lai có chút thất thần, sau đó lại gật đầu cười nói. Chiều nay, mình sẽ đi xem trận thi đấu. Tần Đông Tuyết nháy nháy hàng lông mi xinh đẹp, nhẹ nhẹ cười một tiếng, trong đôi mắt đã hiện lên vẻ mong chờ. Mong đợi chiều nay Bùi Đông Lai sẽ diễn xuất hoa lệ trên võ đài mà trước đây nơi đó thuộc về của hắn. Mong chờ Bùi Đông Lai có thể tỉnh lại. Ngày này, nàng đợi thật lâu rồi. Trầm Thành Nhất Trung tổ chức trận thi đấu cho các lớp 12 chủ yếu là muốn giảm sức ép học tập cho các học sinh. Dựa vào sự an bài của nhân viên nhà trường, trận đấu được tổ chức vào lúc 4 giờ chiều. Học sinh lớp 12 có thể được phép ra sân coi thi đấu cũng có thể ở trong phòng học mà tiếp tục học tập. Lúc đồng hồ đã điểm sang 4 giờ, đa số học sinh lớp 12 đều ở khán đài ngồi xem. Trừ số đó ra cũng có một ít học sinh lớp 11 đến sân thể dục để xem, phủ kín cả sân bóng rổ. Tất cả chuyện này, chỉ bởi vì lời đánh cuộc giữa Bùi Đông Lai và Trịnh Phi, tất cả mọi người đều chờ mong kết quả cuối cùng. Trận bóng rổ này, lấy Trịnh Phi dẫn đầu tất cả thành viên trong đội lớp 12 phần 6 đã có mặt ở trên sân, bọn hắn thay đổi đồng phục thi đấu của đội, ở trên sân tiến hành khởi động. Mà thân là hoa hậu giảng đường Cố Mỹ Mỹ cũng không quan tâm đến ánh mắt của đám học sinh kia, quang minh chính đại đứng chung một chỗ với Trịnh Phi. Trịnh Phi, 4 giờ rồi, sao bên kia vẫn chưa đến, chẳng lẽ bọn hắn sợ tới mức không dám đến đây sao? Những người khác chắc hẳn là sẽ đến nhưng tên phế vật Bùi Đông Lai kia thì rất khó nói. Mắt thấy thành viên của lớp 12 phần 1 còn chưa tới, hai gã đội viên lớp 12 phần 6 liền đi đến bên cạnh Trịnh Phi nói. Hừ, đánh cuộc là do hắn nói ra, hiện giờ toàn bộ giáo viên và học sinh đều biết được hết, mặc kệ hắn có tới hay không, hôm nay, nhất định hắn phải thua. Vẻ mặt Trịnh Phi nở ra nụ cười tự tin, cảm giác như muốn nói Bùi Đông Lai ngươi gặp bi kịch rồi. Đến rồi, thành viên lớp 12 phần 6 đến rồi. Trịnh Phi vừa mới nói xong thì một gã học sinh kêu lên, hắn thấy Bùi Đông Lai đang dẫn đầu thành viên lớp 12 phần 1 đi vào sân bóng rổ. Lời hắn vừa nói ra thì toàn bộ mọi người đều không hẹn mà đem ánh mắt nhìn về phía cửa sân bóng rổ. Đối với ánh mắt của mọi người thì vẻ mặt của Bùi Đông Lai cũng tỏ ra bình tĩnh nhưng mà Tào Băng cùng 7 tên thành viên khác thì có chút khẩn trương và lo lắng.
Mặc dù Bùi Đông Lai đã nói cho bọn hắn biết trận bóng rổ chiều này sẽ không thua, nhưng bọn hắn cho rằng trừ phi Bùi Đông Lai đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cách đây một năm, nếu không thì sẽ rất khó thắng. Mà đối với Bùi Đông Lai, một năm không giờ vào bóng rổ, muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thì đâu có dễ như vậy. Bọn hắn cũng không biết trong vòng một năm qua, mặc dù Bùi Đông Lai không có chơi bóng rổ ở trong trường nhưng mà vào lúc cuối tuần hắn cũng chơi bóng rổ ở khu dân nghèo, trong khu dân nghèo có một sân bóng rổ ngoài trời, điều kiện sân bãi rất tệ. Bất quả, cuối tuần nào cũng sẽ có nhiều hài tử đến đây chơi bóng, Bùi Đông Lai là một trong số đó. Một năm trước đây, ngoại trừ học tập ra thì bóng rổ chính là thứ mà Bùi Đông Lai thích nhất. Mà trong quá khứ, bởi vì linh hồn Tiêu Phi tự nhiên tiến vào thân thể hắn, xuất hiện trí nhớ thường xuyên hỗn loạn, tâm tình đã xảy ra một ít biến đổi, có khi tính tình trở nên cực kỳ hỏng bét thì chơi bóng rổ chính là phương pháp duy nhất để giảm sức ép. Dưới tình hình này thì trình độ chơi bóng rổ của hắn chẳng những không thụt lùi mà còn tiến bộ hơn trước. Xem ra lời đồn về Bùi Đông Lai thật chính xác a, hắn muốn trước khi tốt nghiệp thông qua bóng rổ để chứng minh bản thân mình. Lần trước trong cuộc thi thử hắn chỉ đạt được 280 điểm, thể diện của hắn đều mất hết. Chỉ có thể thông qua trận bóng rổ này để chứng minh bản thân mình thôi. Hắc hắc, theo ta thấy thì lý tưởng thật tốt đẹp nhưng sự thật lại tàn khốc a. Đúng vậy, một năm trước Trịnh Phi đã làm cho Bùi Đông Lai nhục nhã mà đi, huống chi là bây giờ. Đám người Bùi Đông Lai vừa vào sân bóng thì từ trên khán đài đám học sinh lại sôi nổi bàn luận. Bao gồm những tên học sinh lớp 12 phần 1 có mặt ở trong đó, cơ hồ tất cả toàn bộ đều cho rằng hôm nay Bùi Đông Lai sẽ gặp bi kịch. Nghe những lời bàn luận của đám học sinh kia thì sắc mặt của Bùi Đông Lai cũng không đổi mà sắc mặt của đám người Tào Băng thì lại có chút khó coi, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Đối với lần này, Bùi Đông Lai cũng không tiếp tục giải thích. Hắn biết, nói nhiều cũng chỉ là lý luận suông, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Cùng với Bùi Đông Lai bất đồng. Đám người Trịnh Phi và các thành viên lớp 12 phần 6 sau khi nghe được lời bàn luận thì dùng ánh mắt hài hước nhìn về phía đám người Bùi Đông Lai, giống như đã thấy được Bùi Đông Lai sẽ gặp bi kịch. Cố Mỹ Mỹ vốn là bất an khi thấy được phát hiện được sự thay đổi của Bùi Đông Lai nhưng lúc này nghe được lời bàn luận của đám học sinh kia thì mới yên lòng, vẻ mặt tươi cười chờ đợi. Dường như nàng đang muốn nhìn đến cảnh Bùi Đông Lai bị Trịnh Phi hạ nhục. 5 phút sau, đám người Bùi Đông Lai cùng Tào Băng đã thay đồ xong, theo thứ tự từ bên trong kia đi ra, bắt đầu chuẩn bị khởi động. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt của mọi người bao gồm cả Trịnh Phi đều nhìn về phía Bùi Đông Lai. Bọn hắn muốn biết sau một năm thì trình độ của Bùi Đông Lai rốt cuộc đã đạt đến mức nào rồi. Để cho bọn họ thất vọng là trong quá trình khởi động, Bùi Đông Lai cũng không úp rổ mà ngay cả ném rổ cũng không có, hắn đơn giản chỉ tiến hành luyện tập bắt bóng thôi. Thất vọng không chỉ có toàn bộ đám học sinh mà đám người Tào Băng cũng có chút thất vọng. Vốn là bọn hắn còn ảo tưởng trong lúc khởi động, Bùi Đông Lai còn muốn hạ uy phong với lớp 12 phần 6 nhưng Bùi Đông Lai ngay cả ném rổ cũng không có ném. Đông Lai, tại sao không ném rổ? Thất vọng qua đi, Tào Băng cũng không có lo lắng quá nhiều, trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng cho Bùi Đông Lai nghe. Tào Băng vừa nói xong thì vẻ mặt của toàn bộ thành viên trong đội bóng đều khó hiểu nhìn về phía Bùi Đông Lai, đang đợi Bùi Đông Lai đưa ra câu trả lời thuyết phục. Không vội, chờ sau khi trận đấu bắt đầu ta sẽ cho bọn hắn một trận kinh hỉ. Bùi Đông Lai cũng hiểu được nếu lúc này mình làm một cú đăng sao, thì có thể cổ vũ được sĩ khí của bên ta, làm cho đám người Tào Băng có thể tin tưởng được mình. Nhưng mà, ở hắn xem ra... Nếu làm như vậy thì không bằng sau khi trận đấu bắt đầu thì sẽ làm ra một trận kinh hỉ, như thế mới có thể càng tăng được sĩ khí ở bên ta. Nghe được lời giải thích của Bùi Đông Lai, đám người Tào Băng vốn là đang ngẩn ra, tiếp theo trong đầu không khỏi nhớ lại lúc trước Bùi Đông Lai ở trên sân bóng rổ giống như là thiên thần hạ phàm, cảnh tượng vô cùng uy mãnh, trong lòng bọn hắn đều có chút chờ mong. Mau nhìn kìa, giáo viên chủ nhiệm của lớp 12 phần 1 với lớp 12 phần 6 cũng đã đến, a. Ngay cả Tần Đông Tuyết cũng đến. Lúc 4 giờ 20, thành viên của cả hai bên đều kết thúc khởi động, đang tính toán ngâm cứu chiến thuật. Thì lúc này, trên sân bóng rổ đã tràn kín chỗ ngồi, cơ hồ toàn bộ nam sinh đều không cầm lòng được mà đứng lên, ngẩng cố ngó nhìn Tần Đông Tuyết. Thật không nghĩ tới, Tần Đông Tuyết lại có thể đến đây a. Đúng a, phải biết rằng trong một năm qua, Tần Đông Tuyết chưa bao giờ xem trận đấu bóng rổ của lớp 12 phần 1 a. Ngươi,
các ngươi nói thử có phải Tần Đông Tuyết bởi vì Bùi Đông Lai cho nên mới đến đây xem không? Nếu không vì cái gì mà trong một năm qua, nàng không xem một trận đấu nào mà ngày hôm nay lại đến đây xem? Tần Đông Tuyết người ta là ai, còn Bùi Đông Lai thì tính là thứ gì, làm sao có thể được? Đúng vậy, ngay cả khi Bùi Đông Lai còn như ánh mặt trời ban trưa thì cố Mỹ Mỹ cũng chán ghét hắn, làm sao Tần Đông Tuyết lại có thể nhìn chúng Bùi Đông Lai được? Đây quả thực là chuyện không thể nào. Theo ta thấy a, Tần Đông Tuyết là lớp trưởng lớp 12 phần 1 mà trận đấu này lại là trận đấu chia tay, cho nên nàng mới đích thân đến đây xem. Không để ý đến tiếng bàn luận của khán giả, Tần Đông Tuyết đi ở phía sau cô chủ nhiệm lớp 12 phần 1 tiến vào sân bóng, sau khi vào sân nàng liền tìm kiếm thân ảnh của Bùi Đông Lai. Đột nhiên, nàng thấy được Bùi Đông Lai, trước mắt không khỏi tỏa sáng, khóe miệng nở lên một nụ cười mê người. Sao đăng, slam đăng, úp rổ. Đợi sau khi giáo viên chủ nhiệm hai bên bắt tay với nhau xong thì Tần Đông Tuyết liền theo cô chủ nhiệm Vương Hồng hướng về phía đám người Bùi Đông Lai đi tới. Vương lão sư. Đám người Bùi Đông Lai thấy vậy thì liền đứng dậy chào hỏi Vương Hồng. Ngay hôm nay, cô hy vọng các em có thể quý trọng cơ hội khi thi tham gia trận bóng rổ này, phát huy hết năng lực của mình. Nhưng mà, vẫn là câu nói kia, thứ nhất là hữu nghị, thứ hai là tranh tài. Ngàn vạn lần không thể vì thắng lợi mà phải liều mạng để tránh bị thương, ảnh hưởng đến việc thi đại học. Ánh mắt của Vương Hồng nhìn vào đám người Tào Băng, chỉ riêng với Bùi Đông Lai thì nàng lại không ngó ngàng tới, hình như đã đem Bùi Đông Lai trở thành không khí. Đối với lần này, Bùi Đông Lai cũng không có để ý, hắn hiểu được kể từ khi thành tích của mình tuột xuống thì Vương Hồng cũng không có ý kiến gì với mình, mà huống gì hiện nay mình đã trở thành con ghẻ của lớp 12 phần 1. Dạ, Vương lão sư. Mấy người Tào Băng không hẹn mà cùng mở miệng trả lời. Có lẽ là hành vi xem thường Bùi Đông Lai của Vương Hồng đã làm cho Tần Đông Tuyết không thoải mái. Đám người Tào Băng vừa nói xong thì Tần Đông Tuyết liền mỉm cười đối với Bùi Đông Lai, nói. Bùi Đông Lai, cố lên. Bên tai vang lên lời nói của Tần Đông Tuyết lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, vô luận là cô chủ nhiệm Vương Hồng hay tất cả đám người Tào Băng đều ngạc nhiên. Trong trí nhớ của bọn hắn, Tần Đông Tuyết rất ít khi nào cười. Cho dù là cười đi chăng nữa thì cũng chỉ là lễ tiết mà thôi. So với nụ cười lúc nãy với Bùi Đông Lai thì quả thực chính là hoa cô nương lên kiệu hoa a. Ta kháo, ta không nhìn lầm chứ, làm sao nữ thần lại có thể cười với tên phế vật Bùi Đông Lai kia vậy chứ? Ta cũng nhìn thấy, mợ nó, rất không bình thường a. Có lẽ là Tần Đông Tuyết đang mỉm cười cổ vũ đám người Bùi Đông Lai đó. Đúng đúng, đúng rồi. Tần Đông Tuyết cười với toàn bộ thành viên của lớp 12 phần 1 chứ không phải là cười với Bùi Đông Lai. Trên khán đài, những tên học sinh kia mặc dù đứng cách đó không xa, không có nghe được lời nói của Tần Đông Tuyết nhưng chỉ thấy được Tần Đông Tuyết nở ra nụ cười đối với Bùi Đông Lai, nhất thời làm cho bọn chúng chấn động. Bên tai vang lên những lời nghị luận chua chát của đám nam sinh kia, Bùi Đông Lai cũng không có để ý, chỉ mỉm cười nhìn Tần Đông Tuyết. Cảm ơn. Tần Đông Tuyết cũng không nói thêm gì, mà là trợn trừng hai mắt lên giống như là đang nói. Nhớ đó nghe, ngươi đã nói với ta rằng ngươi sẽ chiến thắng. Giờ phút này, Tần Đông Tuyết lại lộ ra vẻ mặt đang yêu hiếm thấy ở trước mặt Bùi Đông Lai. Phía trước, cố Mỹ Mỹ cũng thấy hành động vừa rồi, lúc này lại nghe được tiếng nghị luận. Nhất thời liền liên tưởng đến xế chiều hôm qua khi tan học Tần Đông Tuyết đã chủ động đuổi theo an ủi Bùi Đông Lai, trong lòng liền có chút khó chịu. Hừ, Tần Đông Tuyết, thì ra là ngươi có ý tứ với tên phế vật Bùi Đông Lai kia sao? Một khi đã như vậy thì ta đây sẽ khiến cho hắn bị xấu mặt một phen. Khó chịu, cố Mỹ Mỹ liền cười lạnh sau đó bước nhanh đi đến bên cạnh Trịnh Phi nói. Trịnh Phi, hôm nay anh nhất định phải hung hăng làm cho tên phế vật kia càng nhục nhã càng tốt. Tốt nhất là để cho hắn mang theo cái đuôi cút ra khỏi trường học. Yên tâm đi cố Mỹ Mỹ, một lát nữa cô sẽ thấy cảnh tượng. Hắn quỳ xuống kêu ông nội. Không đợi Trịnh Phi trả lời, một gã thành viên khác trong lớp 12 phần 6 cười lạnh nói. Trịnh Phi đắc ý ngẩng đầu lên, cũng không nói gì mà mang theo thành viên trong đội đi tới phía trước, cùng với đám người Bùi Đông Lai gặp nhau tại giữa sân bóng. Cùng lúc đó, Tần Đông Tuyết đi theo Vương Hồng bước lên chỗ thính phòng chỗ dành cho khán giả, học sinh tại hiện trường cũng trở nên yên lặng trở lại, đem ánh mắt nhìn về phía sân bóng. Trận đấu hôm nay là trận đấu chia tay, đối với các ngươi mà nói, chủ yếu là tham dự, thắng bại chỉ là thứ yếu, tất cả đã rõ chưa?
Trọng tài là một gã lão sư dạy thể dục, hắn thấy vẻ mặt của thành viên hai đội có chút không thích hợp vì vậy sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị, cứng rắn nói. Vẻ mặt Trịnh Phi đắc ý cười. Mã lão sư, thắng bại đã phân định rồi, đương nhiên là phải tham gia rồi. Thứ nhất là hữu nghị, thứ hai là tranh tài, nhất định phải chú ý đến động tác. Mã lão sư nhíu mày, trầm giọng nói. Hai bên chuẩn bị, trận đấu lập tức bắt đầu. Nguyên bản Bùi Đông Lai ở trong lớp 12 phần 1 đứng ở vị trí hậu vệ, bất quá trước khi thi đấu hắn đã nói với đội trưởng Tào Băng, khi nào trận đấu mở màn hắn sẽ đảm đương vị trí trung phong, tranh giành quyền khống chế bóng. Tào Băng biết năng lực bật nhảy của Bùi Đông Lai vô cùng tốt cho nên cũng sẽ không cự tuyệt. Nghe được lời nói của Mã lão sư, Bùi Đông Lai cùng với tên trung phong bên kia đều hạ trọng tâm xuống, làm ra tư thế lấy đà chuẩn bị nhảy lên, các thành viên khác còn lại thì lại bày ra tư thế chuẩn bị sẵn sàng đón lấy đối phương. Trong nhất thời, toàn bộ ánh mắt của toàn trường để tập trung vào giữa sân. Trên thực tế, lúc bắt đầu đoạt quyền khống chế bóng, không những chỉ so năng lực bật nhảy mà còn phải so năng lực phản ứng, sự thật này cùng với thi đấu chạy 100m cùng là một đạo lý, phản ứng nhanh thì sẽ dễ dàng chiếm được tiên cơ. Trước kia khi Bùi Đông Lai còn chưa có dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì tốc độ của hắn đã rất nhanh, hiện giờ đã thành công dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi, tương đương tốc độ sẽ trở nên x2, trung phong của đội kia làm sao có thể so sánh được với hắn kia chứ? Bá! Mắt thấy Mã lão sư đem trái bóng rổ ném lên không trung, Bùi Đông Lai liền nhảy lên giành bóng, một phát liền bắt được trái bóng rổ. Cùng lúc đó, tên trung phong của lớp 12 phần 6 cũng nhảy lên. Thân thể của hắn cùng tiếp xúc với Bùi Đông Lai, hắn cố gắng muôn thông qua phương thức này để làm ảnh hưởng đến Bùi Đông Lai, để cho trọng tâm của Bùi Đông Lai không ổn định. Từ nhỏ thân thể của Bùi Đông Lai đã không tốt, mỗi ngày hắn đều uống thuốc đông y hơn nữa còn ngâm mình trong dược thủy, 3 tuổi thì Bùi Vũ Phu liền yêu cần hắn đứng tấn. Dưới tình hình như thế, nhìn qua thì thấy thân thể của Bùi Đông Lai đơn bạc nhưng thực tế là tràn ngập lực lượng. Đừng bảo là người thường cho dù là người luyện võ cũng thì cũng sẽ không thể hơn hắn. Lúc trước, ở ngoài trường học Bùi Đông Lai bị đám thanh niên kia chặn đường, rồi hắn có thể đem đám thanh niên kia đưa vào bệnh viện nằm nghỉ ngơi vài ngày, tất cả đều dựa vào thân thể biến thái này, nếu không thì với sức hắn thì làm sao có thể lấy một versus 7 the si. Bởi vì thân thể quá mức biến thái cho nên dưới sự tác động của tên trung phong lớp 12 phần 6 thì Bùi Đông Lai cũng không bị ảnh hưởng gì cả. Thân thể của hắn vẫn nhẹ nhàng rơi xuống đất. Vèo. Sau khi hạ xuống, Bùi Đông Lai cũng không có ngừng lại mà là dẫn bóng chạy đi, trong nháy mắt đã thoát khỏi sự truy cản của hai gã thành viên lớp 12 phần 6. Ta kháo, Bùi Đông Lai rất mạnh a. Bùi Đông Lai vừa biểu diễn thì nhất thời làm cho cả hiện trường đề kinh hô. Trong lúc nhất thời, phía trước chỉ còn lại hai người, trong đó có cả Trịnh Phi kẻ nhận nhiệm vụ làm hậu vệ. Để cho hắn đến. Mắt thấy Bùi Đông Lai nhẹ nhàng thoát khỏi sự truy cản của đồng đội mình, Trịnh Phi vốn là ngẩn ra, tiếp theo lại quát lên một tiếng lớn, hướng phía Bùi Đông Lai vọt tới. Là một trong những hậu chủ lực của Trầm Thành Nhất Trung, Trịnh Phi không những nhiều bài mà năng lực phòng thủ của hắn cũng không tầm thường. Tuy không biết tại sao khi mới bắt đầu trận đấu thì Bùi Đông Lai lại giống như một con gà đá hung mãnh, nhưng mà hắn cũng cảm thấy Bùi Đông Lai không có khả năng dẫn bóng vượt qua mình. Mắt thấy Trịnh Phi nhào lên, khóe miệng của Bùi Đông Lai liền nở ra nụ cười khinh thường, không đợi Trịnh Phi tức giận, hắn đã giả vờ đột phái về phái bên trái, Trịnh Phi thấy vậy thì chẳng những không tức giận mà đem trọng tâm rời về phía bên trái, tính toán ngăn cản đường dẫn bóng của Bùi Đông Lai. Nhưng mà, ngay khi Trịnh Phi vừa mới bước qua trái, thì trong nháy mắt Bùi Đông Lai đã làm ra một động tác xoay người, làm ra một động tác dẫn bóng xuất sắc, nhẹ nhàng vượt qua sự truy cản của Trịnh Phi. Thấy Trịnh Phi đã bị rớt lại phía sau, một gã thành viên cuối cùng của lớp 12 phần 6 biến sắc, theo bản năng liền nhào tới phía Bùi Đông Lai. Ngay sau đó, không đợi tên kia áp sát lại gần Bùi Đông Lai đã cầm lấy bóng, mượn lực chạy nhanh cả người chạy hai bước rồi nhảy lên, giống như là một con đại bàng đang dương cánh, hướng bảng rỗ mà phi phác bay nhanh tới. Cảm giác này giống như dù biết phía trước có một tòa núi lớn nhưng vẫn mạnh mẽ mà vượt qua, khí thế như cầu vòng. Phía dưới bảng bóng rổ, tên thành viên cố gắng ngăn chặn Bùi Đông Lai, lại thấy hắn nhảy lên như thế, sợ tới mức không dám chạy lên ngăn cản, mà là lựa chọn né tránh. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như bản thân không né tránh thì hắn tuyệt đối sẽ bị Bùi Đông Lai làm cho bay ra ngoài. Kháo,
hắn tưởng rằng hắn là Jordan, sao, sao? Chứng kiến Bùi Đông Lai làm ra động tác chỉ có trong Nhật Bẻ Nha, Trịnh Phi vốn là ngẩn ra, tiếp theo vẻ mặt liền cười lạnh mắng, hắn đang chờ cảnh cảnh Bùi Đông Lai bị xấu mặt. Rõ ràng là hắn không tin Bùi Đông Lai có thể đăng thành công. Này, không thế nào. Không riêng gì Trịnh Phi không tin mà tất cả đám học sinh cùng thầy cô giáo cũng không tin, dù sao thì khoảng cách xa như vậy, ngay cả các cầu thủ chuyên nghiệp trong Nhật Bẻ Nha cũng chưa chắc đã làm được, huống chi Bùi Đông Lai lại là một tên học sinh trung học bình thường. Ngay sau đó, tại lúc mọi người đang chăm chú nhìn, thì Bùi Đông Lai bằng vào lực nhảy khủng bố của mình đã nhảy tới phía dưới bảng, hai tay ôm lấy bóng, nhắm ngay giữa bảng rổ rồi úp xuống. Bang, bang. Đang khi mọi người đang há mồm trợn mắt, thì nương theo một tiếng vang thật lớn, bóng đã bị Bùi Đông Lai hung hăng úp vào rổ, lực lượng thật lớn làm cho khung bóng rổ không ngừng rung động. Không thể nào. Hai tay úp rổ. Bùi Đông Lai dùng hành động thực tế để trả lời. Ba, ba. Trong lúc nhất thời, trong sân bóng rổ liền yên lặng như tờ, chỉ có âm thanh của trái bóng rổ sau khi rớt xuống đất, tất cả mọi người đều choáng váng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cũng không có rơi xuống đất mà hai tay của hắn đang cầm lấy khung rổ, cả người đang đung đưa ở trên không, hắn chỉ cảm thấy có một ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực của mình. Hắn không kìm lòng nổi mà ngẩng đầu lên, dùng một loại ánh mắt nhìn xuống, theo thứ tự nhìn từng kẻ đã từng cười nhạo mình. Một tên, hai tên, ba. Cơ hồ, mỗi một tên từng khinh bỉ, sỉ nhục hắn đều cảm thấy khuôn mặt của mình có chút nóng lên, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Đồ bỏ đi. Thấy một màn như vậy, Bùi Đông Lai liền dùng hết khí lực, ngửa lên trời gầm hét một tiếng. Giờ phút này, hắn giống như là đang muốn đem toàn bộ sự ủy khuất và sỉ nhục trong một năm nay phát tiết ra ngoài. Thanh âm kia giống như là tiếng hổ gầm, sấm rền, qua một hồi lâu cũng không tiêu tan. Vương giả trở về. Điều này làm sao có thể được? Cái này, mẹ nó làm sao có thể được? Bên tai vang lên tiếng giống giận của Bùi Đông Lai. Trong đôi mắt Bùi Đông Lai hiện lên vẻ phẫn nộ, Trịnh Phi liền điên cuồng lắc đầu, tựa hồ như không tin một màn phát sinh lúc nãy là sự thật. Dù sao, khoảng cách xa như vậy mà có thể đăng được, ngay cả cầu thủ chuyên nghiệp cũng không thể bảo đảm sẽ làm được a. Không riêng gì hắn mà ngay cả những tên học sinh lớp 12 phần 6 cũng không thể tin được. Ở cả nhóm bọn hắn xem ra, cho dù là một năm trước lúc Bùi Đông Lai đang ở thời kỳ đỉnh cao cũng không thể làm ra động tác đăng này được. Đông Lai, tốt lắm. Giọng nói của Tào Băng liền vang lên, tiếng nói vô cùng kích động, có cảm giác như vừa rồi người đăng là hắn. Tào Băng vừa mở miệng, vô luận các cầu thủ đang thi đấu trong sân hay là các cổ động viên cũng từ trong khiếp sợ mà tỉnh lại. Thật không nghĩ tới, qua một năm, trình độ chơi bóng rổ của Bùi Đông Lai lại có thể đạt tới trình độ ngưu bức như thế. Đúng vậy à, chỉ bằng biểu hiện vừa rồi của hắn. Ta dám đoán rằng trình độ bóng rổ của hắn so với một năm trước còn nhiều hơn. Đúng vậy, căn cứ vào động tác lúc nãy của hắn xem ra hôm nay lớp 12 phần 6 sẽ thảm bại rồi a. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh có mặt ở trong sân đều thảo luận sôi nổi, cơ hồ trong lòng tất cả mọi người đều không tự chủ được mà nghĩ ra một ý niệm trong đầu. Hắn đã trở lại, tên kia từng là thiên kiêu chi tử của toàn bộ giáo viên cùng học sinh trong Trầm Thành nhất trung. Hắn tưởng là người được tất cả mọi người ngưỡng mộ. Bùi Đông Lai hắn đã trở lại. Hắn đã trở lại sao? Bên tai vang lên những lời bàn luận của đám học sinh, khóe miệng của Tần Đông Tuyết khẽ nhếch lên, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Tựa hồ nàng muốn dùng phương thức này để ăn mừng phán đoán của mình là chính xác. Bá! Đem tất cả những oán khí trong vòng một năm qua phát tiết ra, Bùi Đông Lai cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu, vẻ mặt liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hai tay buông xuống nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lưng thẳng tắp, hướng nửa phần sân bên kia đi đến. Nếu ta nhớ không nhầm thì Bùi Đông Lai đã cùng Trịnh Phi cá cược, nếu như Trịnh Phi thua cuộc thì Trịnh Phi cùng Cố Mỹ Mỹ, nếu hai người thấy Bùi Đông Lai thì phải lăn càng xa càng tốt ha. Như là cảm nhận được vẻ tự tin được phát ra từ trên người của Bùi Đông Lai thì có người liền mở miệng nghị luận, tựa hồ như hắn đã biết rằng trận đầu ngày hôm nay Bùi Đông Lai sẽ nắm chắc thắng lợi. Bên tai vang lên lời nói của tên học sinh kia. Cố Mỹ Mỹ liền run rẩy, tựa hồ là đang nghĩ tới hình ảnh làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, sắc mặt của nàng mặc dù vẫn trang điểm nhưng vẫn trở nên trắng bệch. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy rằng toàn bộ học sinh ở trong trường đều xem nàng, cười nhạo nàng, một cổ khuất nhục tràn ngập trong lòng của nàng.
theo bản năng nàng lui về sau một bước, giống như là chó nhà có tang, mang theo cái đuôi lén ly khai khỏi chỗ đông người này, muốn kiếm một chỗ nào vắng vẻ để ngồi xuống. Mà trên sân bóng rổ, sắc mặt của Trịnh Phi vốn đang khó chịu nhìn thấy Bùi Đông Lai, khóe mặt lại nhìn thấy hành động của Cố Mỹ Mỹ thì thiếu chút nữa mà ngất đi. Chỉ mới một trái mà thôi, không có gì lớn cả, tất cả đều giữ vững tinh thần, nói cho lớp 12 phần một biết, kẻ nào mới là kẻ rác rưởi. Căm tức, Trịnh Phi liền nắm chặt hai nắm đấm lại rồi lớn tiếng giống lên, cố gắng muốn thông qua phương thức này để khích lệ sĩ khí của đội mình. Dường như hắn xem ra mới vừa rồi Bùi Đông Lai chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi, hoàn toàn là lừa gạt. Hành động của Trịnh Phi cũng không có hiệu quả, những tên thành viên của lớp 12 phần 6 giống như là binh lính bại trận, bộ dạng gục đầu ủ rũ. Điều này cũng không thể trách bọn họ, thật sự là Bùi Đông Lai đã chơi một chiêu ra oai phủ đầu quá mức rung động, trực tiếp làm đánh bay lòng tin của bọn hắn. Trịnh Phi, ngươi nhanh chóng về nhà tắm rồi đi ngủ đi. Đúng vậy, ngươi cũng không nhìn lại lại ngươi nha, Bùi Đông Lai là trình độ gì còn ngươi thì trình độ gì. Bản thân mình là đồ bỏ đi còn chưa tính, còn cố tình để cho mọi người biết. Ngươi thật sự là dọa người, không biết nông sâu à. Lời nói của Trịnh Phi chẳng những không khích lệ sĩ khí của đám thành viên lớp 12 phần 6 mà còn dẫn đến hàng loạt tiếng chê cười của đám hoàn khố dựa vào ông bà già mới có thể tiến được vào trường học. Luận về gia cảnh thì bọn hắn cũng không kém so với Trịnh Phi nhưng thành tích học tập thì lại không bằng. Mà bởi vì nguyên nhân này mà bọn hắn thường xuyên bị cha mẹ giáo huấn, hơn nữa Trịnh Phi còn cướp đi Cố Mỹ Mỹ, người mà bọn chúng cảm thấy có hứng thú. Dưới tình huống này thì bọn chúng đã khó chịu với Trịnh Phi từ lâu, lúc này thấy một cảnh như vậy thì tự nhiên sẽ tranh thủ ném đá xuống giếng. Nghe được những lời nói này của đám hoàn khố, Trịnh Phi tức giận mà không dám nói chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Đông Lai. Mà Bùi Đông Lai thì giống như một người anh hùng bình thường trở về nửa sân của lớp 12 phần 1 của mình. Bùi Đông Lai, tiếp tục tiến lên. Mắt thấy Bùi Đông Lai quay trở lại phần sân của đội mình thì không ít người ở trên khán đài hưng phấn kêu to lên. Thanh âm kia vừa thốt ra giống như là đã gây ra một trận cộng hưởng, đến cuối cùng người kêu càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, tràn ngập cả sân bóng rổ. Truyền bóng cho ta. Trận đấu lại được bắt đầu. Trịnh Phi thấy toàn bộ học sinh đều reo hò tên Bùi Đông Lai vì thế vẻ mặt liền trở nên dữ tợn, giống lớn một tiếng kêu đồng đội chuyền bóng đến cho mình. Đồng đội của hắn thấy thế cũng không nói hai lời mà liền chuyền bóng qua cho hắn. Nhận được bóng của đồng đội, Trịnh Phi liền hít sâu một hơi khuôn mặt trở nên nghiêm túc, liền ôm banh hướng phần sân của lớp 12 phần 1 chạy tới. Để cho hắn phóng mã qua đây. Mắt thấy Trịnh Phi ôm banh qua nửa sân. Bùi Đông Lai cũng không chút hoang mang hướng phía Trịnh Phi chạy tới đồng thời bảo đồng đội của mình không cần đi lên ngăn cản. Trịnh Phi dự định thông qua đợt tiến công lần này để gỡ lại thể diện cho đội mình nhưng sau khi nghe được lời nói cuồng vọng của Bùi Đông Lai thì hắn liền ngạc nhiên. Hắn nói chỉ cần một mình hắn phòng ngự, nghe được lời này thì Trịnh Phi liền tức giận đến cả người run lên, xém chút nữa là đem bóng vượt ra khỏi sân. Bùi Đông Lai, lão tử cho ngươi cuồng. Một lần nữa khống chế tốt bóng. Trịnh Phi giống như là một con heo phát điên, vẻ mặt dữ tợn, trừng mắt nhìn Bùi Đông Lai, mang theo bóng chạy nhanh tới hướng của Bùi Đông Lai. Rõ ràng là hắn không muốn ném bóng mà là hắn muốn vượt qua mặt Bùi Đông Lai sau đó lại úp rổ. Đối mắt với sự đột phá của Trịnh Phi thì Bùi Đông Lai cũng không có ngăn cản. Hắn tùy ý để cho Trịnh Phi mang bóng vượt qua mình. Ân, thấy một màn như vậy. Mấy gã thành viên của lớp 12 phần 1 đứng gần ở bên đó nhìn ra được hình như là Bùi Đông Lai đang cố ý, vẻ mặt không khỏi có chút nghi hoặc. Trịnh Phi cũng nghi hoặc nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều, sau khi vượt qua được Bùi Đông Lai rồi thì hắn cũng không có ngừng lại mà trực tiếp ba bước lên rổ. Trên thực tế, hắn muốn thông qua phương thức này để lấy lại mặt mũi nhưng mà hắn có lòng cũng không đủ lực. Bình thường chơi bóng rổ hắn cũng đã từng nhiều lần thử qua đăng nhưng vì chiều cao khiêm tốn cho nên hắn cũng không thể làm ra được động tác kinh hồn nào cả. Vèo. Ngay khi Trịnh Phi đang định ba bước lên rổ thì Bùi Đông Lai cũng đã động. Hắn đứng ngay tại chỗ mà nhảy chồm lên giống như một con báo săn bổ nhào về phía Trịnh Phi, khí thế vô cùng kinh người. Trịnh Phi chỉ cảm thấy ở phía sau truyền đến một cỗ gió lạnh, trong lòng cũng căng thẳng nhưng mà cũng không có sốt ruột. Cổ tay của hắn rung lên đem bóng ném vào trong rổ. Ba bước lên rổ là sở trường của hắn hay nói cách khác chỉ cần sau khi hắn thành công lên rổ thì xác suất thành công là 100%. Chẳng qua,
lúc này lại, hình như lại có một chút ngoài ý muốn. Đi xuống cho ta. Bá. Một tiếng hét to vang lên, sau đó là một tiếng giòn vang. Tiếng vang đi qua, đang lúc Trịnh Phi và mọi người đang hả mồm trợn mắt thì Bùi Đông Lai đột nhiên nhảy ra sau lưng của Trịnh Phi, tay phải của hắn vung lên, hung hăng đem bóng ở trong tay Trịnh Phi đánh bay ra ngoài. Đắp mũ. Đập ruồi, ai từng coi Slam Dunk rồi thì biết chiêu này của tên khỉ đột Takenori Akagi nhé. Trịnh Phi nằm mơ cũng không ngờ rằng Bùi Đông Lai lại xuất hiện vào đúng thời điểm mấu chốt nhất, dùng phương thức tàn nhẫn nhất, nhục nhã nhất để ngăn cản hắn tiến công ghi điểm. Ta kháo, thì ra là Bùi Đông Lai cố ý để cho Trịnh Phi đột phá a. Chắc chắn rồi, nếu không thì Bùi Đông Lai cũng sẽ không dùng chiêu đập ruồi a. Nhìn thấy khí thế lấn áp của Bùi Đông Lai, sân bóng đang im lặng bỗng trở nên sôi nổi, hưng phấn mà bàn luận, lúc trước bọn hắn đều khó hiểu với hành động để cho Trịnh Phi thoải mái vượt qua, lúc này thấy được chiêu đập ruồi của Bùi Đông Lai thì liền bừng tỉnh. Trong đầu dần hiện ra tình hình lúc nãy, bên tai lại vang lên những lời bàn tán của đám học sinh, nhìn vào bóng lưng cuồng ngạo của Bùi Đông Lai thì Trịnh Phi chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập một cỗ sỉ nhục, hắn muốn há mồm nói ra cái gì đó nhưng mà lý trí lại nói cho hắn biết nếu lúc này nói ra cái gì thì đều cũng là tự rước nhục vào người. Trong lúc nhất thời, hắn giống như là một con heo bị chọc tiết, trừng mắt phẫn nộ nhìn Bùi Đông Lai, ánh mắt phẫn nộ kia hận không thể đem Bùi Đông Lai bâm thành vạn đoạn. Giờ phút này hắn đã quên chuyện cách đây một năm, bởi vì Bùi Đông Lai không thể khống chế được thân thế cho nên đã bị hắn vũ nhục cũng bằng với diện mạo cuồng vọng kia. Hắn cũng đã quên, kể từ sau khi Bùi Đông Lai phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn thì mỗi lần hắn cùng Cố Mỹ Mỹ nhìn thấy Bùi Đông Lai thì hắn cũng đều ôm cái eo thon nhỏ của Cố Mỹ Mỹ, cùng Cố Mỹ Mỹ châm chọc, vũ nhục Bùi Đông Lai. Hắn càng quên tình huống buổi sáng ngày hôm nay, ở cổng trường hắn đã hung hăng càn quấy. Nhục nhân giả, tất tự nhục. Thiếu niên diễn xuất, giờ mới bắt đầu. Có lẽ vừa rồi do Bùi Đông Lai dùng lực quá lớn cho nên quả bóng rổ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, theo như quy tắc thì đội lớp 12/6 được hưởng quả ném biên. Nhưng mà, vô luận là Trinh Phi hay là các thành viên trong lớp 12/6 cũng không đi nhặt bóng, bọn hắn giống như bị điện giật, vẻ mặt ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Bùi Đông Lai. Trịnh Phi, các ngươi muốn nhận thua sao? Nhưng mà, trong vòng một năm nay Tào Băng đều thấy lúc nào trên sân thì Trịnh Phi cũng tỏ ra hung hăng, càn quấy. Hiện giờ lại thấy bộ dạng như con chó chết của Trịnh Phi thì nhìn không được mà đá xoáy một câu. Nhận thua. Bên tai vang lên hai chữ này, Trịnh Phi như từ ở trong mộng tỉnh lại, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Bùi Đông Lai sau đó phun ra một ngụm khí, thanh âm trở nên khàn khàn. Trận đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Đến cuối cùng ai cười thì còn chưa biết đâu. Ba, ba. Nói xong hắn liền vỗ tay thật mạnh, đồng thời hô lớn. Mẹ nó, các người thất thần làm gì, mỗi người đều vào vị trí của mình, phát bóng nào. Trịnh Phi lại cổ vũ làm cho bốn gã thành viên khác lấy lại tinh thần, bất quá sắc mặt của bọn hắn cũng có chút khó coi, không tìm thấy được một chút ý chí chiến đấu nào. Thấy một màn như vậy, đám người Tào Băng liền âm thầm bội phục thủ đoạn của Bùi Đông Lai. Một chiêu đăng rồi thêm một phát đập ruồi, trực tiếp làm cho bọn hắn mất hết ý chí chiến đấu mà bên mình thì ý chí chiến đấu lại càng lên cao. Sau khi phát bóng ở ngoài biên thì tên thành viên lớp 12/6 có chút thất thần, kết quả là đã đánh mất bóng, bị một thành viên của lớp 12/6 lấy được, sau đó liền nhanh chóng phản công, điểm số liền biến thành 4-0. Trận đấu lại bắt đầu, bóng một lần nữa lại đến tay Trần Phi. Trịnh Phi thấy thế liền biết được tâm tình của đồng đội mình đã biến hóa. Hắn phải đứng ra làm một chuyện gì đó thì mới có thể thay đổi được cục diện. Trong lòng đã có ý nghĩ này, Trịnh Phi liền hít sâu một hơi dẫn bóng hướng sân đối phương đi tới. Cùng với ban nãy có chút khác biệt, lần này Bùi Đông Lai thấy Trịnh Phi vừa mang bóng qua khỏi nửa sân thì liền chạy nhanh lên để nghênh đón. Bùi Đông Lai biết được cảm ơn đồng dạng hắn cũng biết mang thù. Hắn vốn cho rằng mình cùng với Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ phân chia cao thấp là không đáng nhưng mà hai người Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ lại bức hắn, dẫm đạp lên mặt mũi của hắn. Vì vậy, hắn chỉ có thể ra tay. Cảm giác kia giống như có một con ruồi không ngừng kêu ông ông bên người, biện pháp tốt nhất làm cho nó câm miệng chính là tát một phát cho nó chết. Mắt thấy vẻ mặt khinh thường của Bùi Đông Lai thì Trịnh Phi liền hơi giảm tốc độ, trong đầu liền hiện ra các loại phương thức để có thể vượt qua được Bùi Đông Lai. Dễ dàng nhận thấy được, đến giờ phút này Trịnh Phi cũng đã hiểu được,
nếu muốn lấy lại sĩ khí thì biện pháp tốt nhất là lúc này đây phải vượt qua được Bùi Đông Lai. Trong lúc nhất thời, Trịnh Phi cùng với Bùi Đông Lai lại hình thành lên cục diện 1 versus 1, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của toàn bộ khán giả. Cách Bùi Đông Lai một khoảng, Trịnh Phi liền liên tục làm ra một loạt động tác giả mà Bùi Đông Lai vẫn không hề cử động. Mắt thấy không thể dùng động tác giả để làm mê hoặc Bùi Đông Lai thì Trịnh Phi lại dùng chiêu crossover dribble, một giả vờ như muốn đột phá về phía bên trái. Bùi Đông Lai liền di chuyển về phía bên trái. Cơ hội! Trong lòng Trịnh Phi vừa động, liền tăng tốc mang theo bóng đột phá về phía bên phải. Nhưng mà, ngay tại lúc Trịnh Phi muốn đột phá thì Bùi Đông Lai liền tiến qua phải, phong kín toàn bộ đường đi tới phía trước của Trịnh Phi. Trịnh Phi biến sắc vội vàng lui về sau vài bước, sau đó lại dựa lưng vào Bùi Đông Lai để dẫn bóng. Nhưng mà sau khi hắn tựa vào người Bùi Đông Lai thì hắn đột nhiên cảm giác được Bùi Đông Lai giống như là một ngọn núi, không chút nhúc nhích tí nào. Xoay nửa người. Trịnh Phi biến sắc liền nhanh xoay người lại. Mắt thấy Trịnh Phi xoay người thì Bùi Đông Lai liền lui về phía sau, giống như một ngọn núi ngăn cản đường tiến công của Trịnh Phi. Trịnh Phi căn bản không thể thoát khỏi Bùi Đông Lai. Nhìn thấy Trịnh Phi hai lần cố gắng đột phá khỏi Bùi Đông Lai nhưng đều thấy bại thì tất cả mọi người trong sân đều hiện lên một ý niệm trong đầu. Trịnh Phi cũng nhận ra điểm này nhưng mà hắn không thể nào tiếp nhận sự thật nào. Ta kháo, mẹ nó, ta cũng không tin không qua được ngươi. Trịnh Phi cố gắng lợi dụng tốc độ của mình để đột phá khỏi sự truy cản của Bùi Đông Lai. Nhưng mà, hắn lại đánh giá quá cao tốc độ của mình. Bá, Bùi Đông Lai động. Tốc độ của hắn giống như một trận gió, tay phải vung ra nhanh như chớp liền đoạt được trái bóng. 3. Quả bóng rơi xuống đất, thân hình Trịnh Phi hơi ngừng một chút sau đó liền phản ứng, theo bản năng liền đi kiếm bóng. Muộn rồi. Bá. Thân hình của Bùi Đông Lai giống như là mị ảnh yêu ma, nhảy qua bên cạnh hắn, một tay cầm bóng liền hướng phần sân của đối phương mà chạy đến. Bang, bang, bang. Vài giây đồng hồ sau. Một âm thanh nữa lại truyền ra, lần phản kích này Bùi Đông Lai dùng một tay để đăng, điểm số lại được nơi rộng lên 6-0. Cũng giống như lần trước, sau khi Bùi Đông Lai đăng xong thì cũng không nóng lòng rơi xuống đất, may là một tay cầm lấy bảng rổ. Dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn về phía Trịnh Phi, giống như đang nói. Rác rưởi, ta cam đoan ngay cả một điểm thì ngươi cũng không thể ghi được. Quá ngưu bức, Bùi Đông Lai lại đăng. Trực tiếp đốt lên cảm xúc của mọi người, nhất là một số ít kẻ thích bóng rổ, một gã giống như con gà trọi hưng phấn mà giống lên. Không phải trong trường học này thì Trịnh Phi là người chơi bóng rổ tốt nhất sao? Người kia là ai mà lại còn lợi hại hơn so với Trịnh Phi à? Một nữ sinh lớp 10 nghi hoặc hỏi bạn của mình. Nghe được lời của nàng, vài bạn nữ sinh bên cạnh cũng lắc đầu. Các nữ sinh kia cũng giống nhau, cũng đều là học sinh lớp 10 mới ra đời. Cũng không biết lúc trước Bùi Đông Lai oai phong đến cỡ nào, chỉ biết Trịnh Phi là kẻ ngông cuồng tự cao tự đại mà thôi. Vị bạn học này, em có điều không biết, người vừa mới lúc nãy đăng chính là người chơi bóng rổ giỏi nhất của trường học chúng ta. Lúc này, một gã nam sinh học lớp 12 thấy dung mạo xinh đẹp của đám nữ sinh lớp 10 kia thì tiến lên giải thích. Vậy tại sao trước đây không có thấy anh ấy chơi bóng rổ? Nữ sinh lại một lần nữa nghi hoặc. Một năm nay, hắn không có chơi bóng. Tên nam sinh kia nói một cách cụ thể, khi nói chuyện thì không nhịn được mà nhìn vào Bùi Đông Lai, ngữ khí hơi thổn thức. Tại sao vậy? Lúc này đây, vài em nữ sinh lớp 10 không hẹn mà cùng mở miệng hỏi. Nghe nói là bởi vì hắn bị bạn gái của Trịnh Phi là Cố Mỹ Mỹ cự tuyết nên không thể đứng dậy được, nhưng mà theo tình huống ngày hôm nay thì tựa hồ như là không có chuyện như vậy. Tên nam sinh lớp 12 suy nghĩ gì đó rồi cười cười nói. Tóm lại, một năm trước hắn ta là một nhân vật truyền kỳ của trường học chúng ta, Trịnh Phi ngay cả tư cách sách xếp cho hắn thì cũng không có, vô số sự tích không thể đếm hết, nếu các em muốn biết tình huống cụ thể thì có thể lén gọi điện thoại cho anh, số điện thoại của anh là 137. Không thể không nói thủ đoạn tán gái của tên này quả thật là pro, lời nói của hắn là gợi lên lòng hiếu kỳ của đám nữ sinh lớp 10 kia. Vài em nữ sinh lớp 10 liền nhớ kỹ số điện thoại của hắn sau đó lại đem ánh mắt nhìn vào phía trong sân. Lúc này, các nàng không còn chú ý tới thần tượng trước đây của mình là Trịnh Phi nữa mà là chuyển vế đổi dấu quay sang ngắm nhìn Bùi Đông Lai. Trên sân, trận đấu lại được tiếp tục.
Có lẽ bởi vì hai lần liên tục bị Bùi Đông Lai ngăn chặn cho nên Trịnh Phi liền mất đi sự tự tin, sau khi dẫn bóng qua nửa sân thì cũng không dám tiếp tục một versus một nữa mà là đem bóng chuyền cho đồng đội. Tên cầu thủ kia sau khi nhận được bóng vì sợ bị cướp đoạt cho nên không dám dừng lại, vội vàng nhảy lên ném 3 điểm, nhưng vì lực đạo quá yếu cho nên 3 điểm cũng không thay đâu mà thay vào đó là tiếng cười vang của mọi người. Tên cầu thủ lớp 12 phần 1 mở bóng thì Bùi Đông Lai cũng không có tiếp tục biểu diễn, đối với hắn mà nói tham gia trận đấu này chính là muốn hạ vẻ hung hăng càn quấy của Trịnh Phi mà thôi, ngoài ra còn muốn bồi thường cho Tào Băng và đồng đội, cho nên hắn để đám người Tào Băng tận tình phát huy. Dẫn bóng qua nửa sân, Bùi Đông Lai liền chuyền bóng cho một gã đồng đội, rồi bóng lại được chuyền đến tay Tào Băng, cuối cùng Tào Băng liền nhảy lên rổ ghi điểm. Sau đó trong trận đấu, Trịnh Phi lại bị Bùi Đông Lai cướp bóng 2 lần, đập ruồi 1 lần, lúc sau hắn giống như một kẻ mộng du, biểu hiện rối tung rối mù, bất kỳ một gã thành viên nào trong lớp 12 phần 1 cũng dễ dàng vượt qua hắn. Thân là đội trưởng, là linh hồn của đội bóng mà Trịnh Phi còn tỏ ra như thế, huống hồ là đám cầu thủ khác, một đám uể oải không phấn chấn. Trái ngược với đám cầu thủ lớp 12 phần 6, đám thành viên lớp 12 phần 1 bao gồm cả Tào Băng trong vòng một năm qua đã bị đám người Trịnh Phi nhiều lần vũ nhục, hiện giờ nắm được cơ hội này thì làm sao có thể buông tha được, vì vậy điểm số cứ ngày một được tăng lên, tỷ số đã cách nhau quá xa, quá chênh lệch. Bang, bang. Một lần nữa Bùi Đông Lai lại đăng, trận đấu chấm dứt tỷ số là 82-28, chênh lệch với nhau gần 60 điểm. Hơn nữa, đúng như lời nói của Bùi Đông Lai, cả trận đấu này thì Trịnh Phi bị Bùi Đông Lai kèm chặt. Trận đấu này một điểm hắn cũng không ghi được. Bùi Đông Lai, Bùi Đông Lai. Mắt thấy Bùi Đông Lai một lần nữa đăng thì đa số bộ phận người xem đều đứng dậy vỗ tay, điên cuồng hét to lên tên của Bùi Đông Lai. Giờ phút này bọn hắn giống như là quay trở lại hiện trường lớp 10, hoan hô reo hò tên Bùi Đông Lai. Đối mặt với tiếng hoan hô của toàn trường, Bùi Đông Lai cũng không có lộ ra vẻ tùy tiện, hắn chỉ là mỉm cười lần lượt cùng các thành viên trong đội vỗ tay chúc mừng thắng lợi. Bên tai vang lên tiếng hoan hô, lại nhìn thấy bộ dạng cao hứng, phấn chấn của đám thành viên lớp 12 phần 1 thì đám người lớp 12 phần 6 bao gồm cả Trịnh Phi cũng không có phẫn nộ mà là cúi đầu, cố gắng bước thật nhanh để rời khỏi nơi này. Lúc trước, sau khi kết thúc trận đấu thì Cố Mỹ Mỹ đều đem khăn mắt và nước đưa cho Trịnh Phi. Ngược lại, lúc này nàng vì muốn giữ lại lòng hư vinh còn sót lại trong lòng của mình cho nên khi trận đấu vừa mới diễn là được một nửa thì nàng liền mang theo cái đuôi mà rời khỏi đây. Cầu thủ hai bên hãy đứng lại, cùng nhau cảm ơn người xem. Mắt thấy các thành viên của lớp 12 phần 6 đang chuẩn bị rời đi thì trọng tài liền lên tiếng gọi lại. Hắn biết nhà trường tổ chức trận đấu này là vì cái gì, tự nhiên cũng không thể để cho các thành viên của lớp 12 phần 6 tự tiện mà rời khỏi sân. Nghe được thầy thể dục nói như thế thì tuy rằng đám người Trịnh Phi cực kỳ không tình nguyện nhưng vẫn ủ rũ đi vào giữa sân, cùng với đám người Bùi Đông Lai giơ tay lên cảm ơn. Bành bạch. Trong lúc nhát thời, trong sân liền vang lên tiếng vỗ tay chỉnh tề, nhưng mà tiếng vỗ tay kia truyền vào tai của Trịnh Phi thì lại giống như những lời cười nhạo vô cùng chói tai. Ánh mắt của hắn đỏ ngầu, khó chịu trừng mắt nhìn về Bùi Đông Lai. Ta nói rồi, nếu trận đấu này thua thì ngươi cùng Cố Mỹ Mỹ về sau nếu nhìn thấy ta thì đều phải lăn đi xa, nhìn cái gì đó. Mắt thấy Trịnh Phi khó chịu nhìn mình, Bùi Đông Lai cười lạnh một tiếng. Còn không mau cút đi. Một là động tác này đây, http://basketballtraininggrounds, adribo.jpg. Còn không mau cút đi. Giọng nói của Bùi Đông Lai không lớn, lại bị tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò của đám người kia lấn áp, nhưng mà Trịnh Phi cùng đồng đội của hắn lại nghe rõ. Ta đếu mợ mày, Bùi Đông Lai ngươi nói cái gì đó? Lúc này Trịnh Phi đang tức giận, nghe được lời nói như thế của Bùi Đông Lai thì giống như một con heo bị chọc tiết, nắm chặt hai nắm đấm, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai. Thế nào, Trịnh Phi, người muốn ăn quyệt ư? Đối mặt với lửa giận của Trịnh Phi thì Bùi Đông Lai cũng không hề sợ hãi chút nào. Thầy thể dục thấy hai người đối chọi gay gắt với nhau vì vội quát lên. Hai đứa làm gì gió? Tất cả im miệng cho ta. Hiển nhiên hắn cũng biết nếu để hai người phát sinh xung đột mà nhà trường biết được truy cứu trách nhiệm thì hắn cũng khó mà tránh khỏi tội. Đông Lai không cần chấp nhặt cùng với một người như thế, hắn chính là một tên không biết giữ lời. Tào Băng thấy thế liền vội vàng kéo Bùi Đông Lai lại,
hắn sợ Bùi Đông Lai tức giận lên thì sẽ hành hung Trịnh Phi. Ở hắn xem ra tuy rằng hiện giờ ở trên sân bóng rổ này Bùi Đông Lai đã tìm lại được tự tin nhưng mà thành tích học tập thì lại không đúng sự thật. Nếu thật sự hắn cùng Trịnh Phi xảy ra xung đột thì tạm thời không đề cập đến bối cảnh của hai bên mà trường học cũng sẽ đứng về phía của Trịnh Phi, còn nếu về phần bối cảnh thì Bùi Đông Lai tuyệt đối sẽ gặp bi kịch. Chơi bóng rổ giỏi thì có thể kiếm cơm ăn sao? Đồng đội của Trịnh Phi cũng kéo hắn lại, bình thường bọn chúng đều đi theo Trịnh Phi chiếm được không ít tiện nghi của hắn. Vì vậy, ngay tại thời khắc mấu chốt này tụi hắn liền muốn ra mặt dùm cho Trịnh Phi, hơn nữa một châm thấy máu trực tiếp hạ thủ xuống Bùi Đông Lai. Tên thành viên lớp 12 phần 6 vừa nói xong thì Tào Băng và đám người lớp 12 phần 1 vội lo lắng nhìn về phía Bùi Đông Lai, hắn sợ lời nói của đối phương sẽ làm mất sự tự tin của Bùi Đông Lai mà thật vất vả lắm Bùi Đông Lai mới giành lại được. Thậm chí ngay cả tên thầy giáo dạy thể dục cũng có vẻ đồng tình nhìn về phía Bùi Đông Lai. Chơi bóng rổ có thể kiếm được cơm hay không thì ta không biết, ta chỉ biết là trận đấu này Trịnh Phi đã thua thì cũng nên thực hiện lời ước định đi. Vượt ra ngoài dự đoán của bọn hắn, đối mặt với lời châm chọc như vậy Bùi Đông Lai chỉ cười nhạt, nói. Đương nhiên, nếu Trịnh Phi ngay trước mặt mọi người nói hắn không phải là một người đàn ông thì ta có thể bỏ qua lần đánh cược này. Bùi Đông Lai, ngươi câm miệng lại cho ta. Bùi Đông Lai vừa nói xong thì không đợi Trịnh Phi tức giận, mà cách đó không xa lại truyền đến một tiếng bực tức. Người mở miệng chính là Vương Hồng, cô chủ nhiệm của lớp 12 phần 1. Nàng mới làm giáo viên chủ nhiệm lớp 12 phần 1 chưa đến một năm, trước kia nàng là chủ nhiệm lớp 12 phần 6 lúc ấy Trịnh Phi là bảo bối trong lòng bàn tay của nàng. Dưới tình hình như thế, bây giờ nàng lại thấy đứa con ghẻ Bùi Đông Lai cùng Trịnh Phi xảy ra xung đột vì thế nàng liền tập tức giống lên, thiên vị cho ai thì cũng không cần nói thì mọi người cũng biết. Vương lão sư là do Trịnh Phi không giữ lời. Mắt thấy sắc mặt của Vương Hồng không tốt. Mấy người Tào Băng liền có chút bất mãn vì vậy liền ra mặt dùm Bùi Đông Lai. Tất cả im miệng cho ta. Ta nghe nói việc này là do Bùi Đông Lai khiêu khích trước. Vương Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai, gằn từng chữ. Chơi bóng rổ thì chơi bóng rổ chứ không nên làm ra nhiều chuyện hư hỏng như vậy. Có bản lĩnh thì mau đi đọc sách đi. Đối mặt với lời răn dạy và của mắng của Vương Hồng thì Bùi Đông Lai cũng không có động đậy. Hắn chỉ cười tự giễu một chút rồi xoay người rời đi. Bùi Đông Lai ngươi hãy nhớ kỹ, xế chiều ngày mai nhất định ba của ngươi phải có mặt tại trường học. Hành động của Bùi Đông Lai làm cho Vương Hồng không được thoải mái, nàng có cảm giác như Bùi Đông Lai đang khiêu chiến quyền uy của mình vì vậy giọng nói liền trở nên lạnh lùng. Không muốn là cho hai cha con chúng ta mất mặt sao? Yên tâm đi, ta sẽ líp theo mong muốn của các ngươi. Bùi Đông Lai cũng không quay đầu lại. Giọng nói cũng vô cùng bình tĩnh, ánh mắt cũng không có chút uy khuất hay cam lòng nào mà thay vào đó là vẻ khinh thường. Trịnh Phi cũng không thấy được vẻ khinh thường trong mắt của Bùi Đông Lai mà vẻ mặt của hắn tươi cười, đắc ý, giống như là đang nói, trận đấu này ngươi thắng thì như thế nào? Ngươi còn không phải bị lão tử cho xoay vòng vòng sao? Đông Lai! Sắc mặt mấy người Tào Băng liền tức giận, liếc mắt nhìn Trịnh Phi một cái vội vàng đuổi theo Bùi Đông Lai. Mà Tần Đông Tuyết thấy được một màn vừa rồi thì nhíu mày nói. Vương lão sư, cô hơi quá đáng rồi đó. Quá đáng. Nghe được hai chữ này Vương Hồng vốn định phát hỏa thêm một lần nữa nhưng lại thấy là Tần Đông Tuyết nên vội vàng đem lửa giận trong lòng ép xuống, miễn cưỡng lộ ra một khuôn mặt tươi cười nói. Đông Tuyết a, không phải là cô quá đáng mà là thành tích học tập của Bùi Đông Lam thật sự làm cho mọi người thất vọng. Nếu thành tích học tập của hắn giống như Trịnh Phi thì cô làm sao lại nói hắn như thế? Bên tai vang lên lời nói của Vương Hồng, Tần Đông Tuyết rất muốn nói cho Vương Hồng biết, thành tích học tập của Bùi Đông Lai trước đây đủ để cho nàng và Trịnh Phi phải ngước mặt mà nhìn lên. Cuối cùng, Tần Đông Tuyết cũng nhịn được, Vương Hồng quả thực làm cho nàng cảm thấy không được thoải mái, nàng cũng không có tiếp tục dây dưa với Vương Hồng nữa mà dùng ánh mắt khinh thường nhìn vào Trịnh Phi, chậm rãi nói. Trịnh Phi! Người thật không phải là một người nam nhân. Bá! Nguyên bản Trịnh Phi đang đắc ý, nghe được lời nói của Tần Đông Tuyết thì thân thể liền run lên, khuôn mặt cũng nóng lên. Mặt hắn đỏ lên muốn há miệng giải thích cái gì đó tuy nhiên một chữ cũng nói không nên lời. Không để ý để vẻ mặt xấu hổ của Trịnh Phi cũng không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Vương Hồng, Tần Đông Tuyết liền đuổi theo Bùi Đông Lai. Trịnh Phi vốn bị Tần Đông Tuyết nói như vậy lúc này lại thấy nàng đuổi theo Bùi Đông Lai thì tức giận xém chút nữa mà hộc mái,
hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng dáng Bùi Đông Lai, trong lòng nảy sinh ác độc nói. Bùi Đông Lai, việc này lão tử sẽ không để yên cho ngươi đâu. Trịnh Phi dễ dàng nhận thấy nếu như không phải bởi vì Bùi Đông Lai thì hắn cũng sẽ không bị Tần Đông Tuyết ngay ở trước mặt mà vũ nhục mình. Đối với tất cả mọi chuyện Bùi Đông Lai cũng không biết, hắn trực tiếp đi ra khỏi sân bóng rổ. Ngay sau khi Bùi Đông vừa đi ra khỏi sân bóng rổ thì đám người Tào Băng đã đuổi theo kịp. Bùi Đông Lai, ngươi không sao chứ? Tào Băng có chút lo lắng nhìn Bùi Đông Lai, ở hắn xem ra khi Bùi Đông Lai thi chỉ được 280 điểm thì những lời nói của Vương Hồng quả thật giống như sát muối vào vết thương của hắn. Không có việc gì. Bùi Đông Lai nhẹ nhẹ lắc đầu, hiện lên một khuôn mặt tươi cười. Đông Lai, ngươi chơi bóng rổ tốt như vậy thì nếu như sau này không thi vào được trường đại học thì cũng có thể đi làm cầu thủ. Một gã khác trong lớp 12 phần 1 vội vàng mở miệng an ủi. Hắn vừa mới nói xong thì sắc mặt của đám người Tào Băng vội biến đổi liền trừng mắt với hắn, giống như đang trách cứ hắn tự nhiên lại vạch áo cho người xem lưng. Đồng thời bọn hắn cũng lo lắng lời nói này sẽ ảnh hưởng đến Bùi Đông Lai. Ngoài dự đoán của bọn hắn chính là Bùi Đông Lai cũng không có tức giận mà ngược lại còn cười to nữa. Ân, đề nghị này cũng tốt à, nếu đạt tới trình độ như Kobe hay Jordan thì đừng nói là không cần lo ăn mặc mà ngay cả tìm nữ nhân thì cũng. Mắt thấy vào lúc này Bùi Đông Lai còn có thể vui đùa thì đám người Tào Băng đều âm thầm cảm thán Bùi Đông Lai, nếu sự việc này mà phát sinh trên người bọn họ thì có thể khẳng định bọn họ sẽ không có được bình tĩnh như Bùi Đông Lai. Bọn hắn cũng không biết và cũng sẽ không biết được rằng trong vòng một năm qua, Bùi Đông Lai đã gặp phải không biết bao nhiêu là lời châm chọc. Đối với hắn khi đó mà nói, hắn vẫn cứ cắn răng chịu đựng cho đến bây giờ, hiện nay hắn đã nhân họa đắc phúc thì hắn còn để ý đến cái gọi là trào phúng này sao? Đi ra sân bóng rổ còn có Tần Đông Tuyết nhưng mà nàng cũng không có đuổi theo mấy người Bùi Đông Lai mà đứng ở cửa sân lẳng lặng nhìn thấy vẻ mặt sáng lạn của Bùi Đông Lai đang tươi cười nói chuyện cùng đám người Tào Băng. Bùi Đông Lai, ta biết được ngươi đánh bại Trịnh Phi trên sân bóng rổ chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo ngươi sẽ làm cho đám người kia biết được hai chữ ngu muội được viết như thế nào. Dưới trời chiều, bím tóc đuôi ngựa bình thản nằm trên vai của nàng, nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia, dùng một loại âm thanh thì thào mà chỉ có nàng mới có thể nghe được, vẻ mặt tự tin mà kiên định. 5 năm trước từ sau khi các khu chợ mới nằm cách xa Trầm Thành, bởi vì trường học cách nhà quá xa cho nên buổi trưa cũng không có ai trở về nhà để ăn mà là ăn trong căng tin trường học hay các quán cơm bụi xung quanh trường. Trừ số đó ra, đa số học sinh ở trường đều ở ký túc xá chỉ có một số ít nhà gần hoặc có xe đưa đón thì mỗi ngày mới trở về nhà của mình. Vào buổi chiều sau khi kết thúc trận bóng rổ, Vương Hồng đã giao cho Tần Đông Tuyết nhiệm vụ dẫn theo thành viên trong đội bóng rổ đi ăn một bữa, mọi chi phí được trích ra từ trong quỹ lớp. Sau khi trận đấu kết thúc, đám người Bùi Đông Lai liền đi vào phòng tắm rửa, thay đổi quần áo chuẩn bị cùng nhau đi tới nhà ăn để ăn cơm. Đông Lai, Tào Băng, bằng không chúng ta ra ngoài làm một trận đi. Đúng vậy à, hôm nay chúng ta đã hung hăng hạ uy phong đám người 12 phần 6, làm gì cũng phải hảo hảo ăn mừng một chút, ít nhất là phải uống hai chén. Lúc mấy người Bùi Đông Lai định ra khỏi phòng ký túc xá thì hai gã đồng đội lần lượt nói. Trong lúc bọn hắn nói chuyện thì đồng thời cũng đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Nghe được lời đề nghị của hai người thì ngoại trừ Bùi Đông Lai và Tào Băng thì toàn bộ thành viên của đội bóng rổ đều gật đầu phụ họa. Đông Lai, ngươi xem thử chúng ta nên ăn ở trong trường hay là ra bên ngoài ăn? Tào Băng cũng mở miệng hỏi Bùi Đông Lai. Đi ra ngoài ăn đi, Vương Hồng như thế nào cũng là chủ nhiệm của chúng ta mà lại có thể lấy tay bắt cá a. Giúp đỡ tên Vương bát đản Trịnh Phi kia, nghĩ lại càng thấy bực. Không đợi Bùi Đông Lai mở miệng, một tên trong lớp 12 phần 1 đã phẫn nộ nói. Không phải là mấy trăm đồng lấy từ trong quỹ lớp ra sao? Chúng ta còn lạ gì nữa? Ta nghe nói chồng của Vương Hồng làm ở ngân hàng, trước kia nàng làm chủ nhiệm lớp Trịnh Phi thì ông già của Trịnh Phi đã không ít lần cho tiền Vương Hồng hơn nữa bởi vì được ông già Trịnh Phi giúp đỡ nên chồng của Vương Hồng cũng rất thăng chức rất nhanh. Tự nhiên Vương Hồng sẽ bợ đít Trịnh Phi rồi. Một gã biết rõ tin tức liền nói. Đột nhiên nghe được lời nói của tên học sinh kia thì đám người Tào Băng đều ngẩn ra. Hay là vào nhà ăn ăn đi. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Bùi Đông Lai nghe được tin tức này nhưng trên mặt của hắn cũng không có lộ ra vẻ khác thường nào mà chỉ cười nhẹ, nói. Nếu như chúng ta không đi thì Tần Đông Tuyết ở bên kia sẽ khó chịu đấy. Tần Đông Tuyết.
Nghe được cái tên này, trừ Bùi Đông Lai ra thì ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tỏa sáng, bọn họ đều biết rõ ràng cùng nhau ăn cơm với nữ thần trong lòng toàn bộ nam sinh là chuyện tình hiếm thấy đến cỡ nào. Trong lòng có ý nghĩ này rồi, tên lúc nãy mở miệng đề nghị ra bên ngoài ăn cũng không lên tiếng, mà Tào Băng cũng rất nhanh từ trong hưng phấn phục hồi lại tinh thần, phụ họa nói. Theo ý của Đông Lai đi. Lời kia của Tào Băng vừa thốt ra thì mọi người cũng không có tiếp tục dị nghị. Ngay sau khi Bùi Đông Lai mang theo đám người Tào Băng ra khỏi phòng ngủ thì Tần Đông Tuyết đã đứng trước cửa nhà ăn đợi, mà đồng thời dựa theo phân phó của nàng thì phái viên thể dục đi trước để gọi thức ăn. Dưới trời chiều, Tần Đông Tuyết lặng lặng đứng ở nơi đó, liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của nam sinh, thậm chí có một bộ phận vì lo ngắm nàng nên cũng đã quên ăn cơm. So ra mà nói thì đám nữ sinh cũng không có chú ý vào Tần Đông Tuyết, phần lớn các nàng đều đang tám trận đấu diễn ra lúc nãy, nhất ra là mấy em nữ sinh lớp 10 lại có hứng thú với Bùi Đông Lai, nghe được sự tích nghiêu bức trước đây của Bùi Đông Lai thì một đám hưng phấn gật đầu như con gà trọi. Tần Đông Tuyết không có để ý đến ánh mắt của các nam sinh cũng không để ý đến các nữ sinh đang tám về chuyện của Bùi Đông Lai và Trịnh Phi, nàng chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó. Trong lòng nàng thấy Bùi Đông Lai đang mang theo đám người Tào Băng vừa nói vừa cười tiến về đây thì khóe miệng nàng lại nở lên một nụ cười. Thật đẹp, thật sự là rất đẹp. Trong phòng ăn, một gã nam sinh ngồi gần cửa sổ thấy được Tần Đông Tuyết hé miệng cười thì vẻ mặt giống như bát giới, thì thầm tự nói. Không riêng gì hắn, không ít nam sinh thấy một màn như vậy thì cũng tỏ ra thất thần. Sau đó, tại khi Tần Đông Tuyết đang chờ đợi thì Bùi Đông Lai mang theo đám người Tào Băng đi vào cửa nhà ăn. Bọn hắn vừa đến thì hấp dẫn không ít lực chú ý của đám học sinh, nhất là đám nữ sinh đang chỉ trỏ về phía Bùi Đông Lai, nét mặt hưng phấn không có chút nào che giấu. Thức ăn đã được dọn lên, chúng ta hãy ăn nhanh đi, ăn cơm xong còn phải tự học nữa. Tần Đông Tuyết trước tiên nhìn Bùi Đông Lai một cái sau đó ánh mắt lại quét một vòng, sắc mặt bình tĩnh nói. Tự ý nào đó, Tần Đông Tuyết cũng rất giống với nhiều nữ sinh xinh đẹp khác, mỗi lần nàng nhìn lên đều làm cho người ta có một loại cảm giác rất khó tiếp xúc. Chẳng qua, bình thường các học sinh đều thấy Tần Đông Tuyết có vẻ rất khó tiếp xúc, không phải bởi vì dung mạo cùng với thành tích học tập mà là bởi vì trên người nàng có một loại khí chất cao quý mà người thường không thể có được. Nàng giống như một đóa tuyết liên hoa cao quý, thánh khiết làm người ta chỉ có thể dám đứng xa mà nhìn chứ không dám khinh nhờn. Bất quá Tần Đông Tuyết cũng chưa từng có ý định kết bè kết phái hay ra vẻ ta đây trước mặt các bạn học. Bởi vì điểm này mà mặc dù Tần Đông Tuyết trong vòng 2 năm nay, không có tiếp xúc với mọi người nhiều lắm nhưng thanh danh cùng uy vọng của nàng đều cực cao. Giống như mà muốn xác minh điểm này mà Tần Đông Tuyết vừa nói ra thì mọi người cũng không có ai phản đối. Sau đó, đoàn người Bùi Đông Lai lần lượt đi vào nhà ăn dưới ánh mắt chăm chú của đám học sinh. Thân là trưởng lớp nên Tần Đông Tuyết cũng không có đi ở trước cùng mà là đi sau Bùi Đông Lai để cho Bùi Đông Lai dẫn đầu đi trước. Nhận thấy được điểm này, Bùi Đông Lai không biết là vô tình hay cố ý mà liếc nhìn Tần Đông Tuyết một cái, Tần Đông Tuyết cũng không có né tránh, chỉ là mỉm cười, nụ cười giống như nói cho Bùi Đông Lai biết, hôm nay, ngươi mới là diễn viên chính. Nhìn thấy Tần Đông Tuyết mỉm cười đến mê người lại ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên người của nàng, trong lòng Bùi Đông Lai không khỏi tạo nên một tia gợn sóng. Xin lỗi, anh là Bùi Đông Lai sao? Đang lúc này, một em học sinh lớp 10 đỏ mặt hơi có vẻ nhát gan ngăn cản đường đi của Bùi Đông Lai. Vâng, đối mặt với sự bắt chuyện của em, Bùi Đông Lai cũng bình tĩnh trả lời. Em, bạn học em muốn xin số điện thoại di động của anh. Em kia xấu hổ nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Bùi Đông Lai. Sặc, rõ ràng là ngươi muốn a. Em này vừa nói xong thì bạn của em ấy liền trả đũa, vạch trần sự việc. Nghe được đồng bạn nói như vậy thì em kia vừa thẹn vừa giận, cả khuôn mặt đỏ bừng, cảm giác kia hận không thể kiếm một cái lỗ để chui vào. Thấy một màn như vậy thì vẻ mặt của đám người Tào Băng tỏ ra hâm mộ mà Tần Đông Tuyết lại lộ ra vẻ cười yếu ớt nhìn vào Bùi Đông Lai. Xin lỗi, anh không có số điện thoại di động. Bùi Đông Lai liền nhún vai, trên mặt không có một chút nào gọi là xấu hổ. Trên thực tế, một năm về trước khi hắn chưa gặp biến cố thì có nhiều người theo đuổi hắn xin số điện thoại, mà mỗi lần như thế thì hắn cũng trả lời như vậy, hơn nữa cũng không biết xấu hổ. Vãi góp, anh không dùng di động sao?
Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì cô gái bên người em kia đều nhìn xem Bùi Đông Lai giống như là người ở hành tinh khác đến, thậm chí trên mặt của cô gái kia liền hiện lên vẻ kinh ngạc. Hình như Bùi Đông Lai đã sớm đoán được phản ứng của các vị em kia cho nên hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái, mà là gật đầu cười một cách khó coi. Lúc này đây không đợi các vị em kia lên tiếng, Tào Băng liền vội vã nói. Các vị em có thể gọi vào số điện thoại phòng của chúng ta. Bên tai vang lên lời nói của Tào Băng thì Bùi Đông Lai cũng không có nói gì mà là hai mắt của mấy em kia liền tỏa sáng. Bùi Đông Lai, anh, số điện thoại phòng của các anh là bao nhiêu? Em này lại một lần nữa hỏi, biểu tình không hề ngại ngùng nữa mà thay vào đó là dùng ánh mắt tò mò nhìn Bùi Đông Lai. Em cố chấp này làm cho Bùi Đông Lai cảm thấy đau đầu, đồng thời hắn cũng thấy Tần Đông Tuyết đang cười nhìn mình. Phát hiện này làm cho trong lòng Bùi Đông Lai khẽ động, nói. Hỏi mấy thằng bạn cùng phòng của anh đi. Nói xong, Bùi Đông Lai liền cắn răng một cái vội nhấc bàn tay nhỏ bé của Tần Đông Tuyết lên. Tần Đông Tuyết vốn đang coi Bùi Đông Lai sẽ xử lý vấn đề trước mắt này như thế nào, đột nhiên lại thấy bàn tay của mình bị Bùi Đông Lai nắm lấy, thân hình nhất thời liền cứng đờ, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Bá! Không chỉ riêng Tần Đông Tuyết ngẩn người mà là toàn bộ mọi người thấy một màn như vậy liền đơ như cây cơ. Thời gian dường như dừng lại, hình ảnh giống như đứng im. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm mà nhìn Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết, nói chính xác là nhìn bàn tay của hai người ở cùng một chỗ. Không có để ý đến hành động điên cuồng của mình sẽ tạo nên bao nhiêu náo động, Bùi Đông Lai nắm lấy tay Tần Đông Tuyết cùng nhau đi ra ngoài. Khuôn mặt của Tần Đông Tuyết hiện lên một vẻ ửng đỏ, nóng ran cả mặt nhưng mà nàng cũng không có dãy giụa, tùy ý để Bùi Đông Lai nắm lấy tay nàng. Theo bản năng cùng Bùi Đông Lai đi ra ngoài. Một bước này, rất nhỏ, nhưng cũng rất lớn. Choáng váng. Thấy trên mặt Tần Đông Tuyết hiện lên vẻ đỏ ửng hơn nữa nàng lại tùy ý để cho Bùi Đông Lai kéo tay của nàng bước ra ngoài thì toàn bộ đám học sinh đều choáng váng. Bọn hắn đều kinh ngạc đến mức phải há to miệng, trợn to mắt. Đặc biệt là Tào Băng và vài tên học sinh lớp 12/1, bọn hắn ở chung một lớp với Tần Đông Tuyết đã lâu. Đối với tính cách của nàng thì hiểu biết nhiều hơn so với đám học sinh khác trong phòng ăn này. Ở trong trí nhớ của bọn hắn, trong vòng 2 năm qua Tần Đông Tuyết chưa bao giờ lộ ra vẻ ngượng ngùng như thế này, lại càng không có tiếp xúc thân mật với một nam sinh nào. Mà hiện giờ, chẳng những vẻ mặt của nàng lại đỏ ửng mà còn để tùy ý Bùi Đông Lai nắm lấy tay của nàng. Loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng. Một lát sau, mấy tô cơm từ trong tay các nam sinh rớt xuống trên mặt đất. Thanh âm chói tai trực tiếp phá vỡ không khí im lặng vốn có của nhà ăn. Nữ thần nắm tay cùng với Bùi Đông Lai. Mợ nó, điều này làm sao có thể? Một gã nam sinh làm rơi cái cà mèn nhưng cũng không có nhặt lên mà là đứng lên, vẻ mặt không thể tin lắc lắc cái đầu tựa hồ như không thể tin được tất cả chuyện phát sinh trước mặt là sự thật. Không riêng gì hắn, ngay cả các nam sinh khác cũng đều không thể tin được. Ở tụi hắn xem ra, một người cao quý thánh khiết như Tần Đông Tuyết làm sao có thể bị một tên cùi bắp như Bùi Đông Lai nắm tay được. Không có để ý những phản ứng của những học sinh xung quanh, Bùi Đông Lai vẫn nắm tay của Tần Đông Tuyết đi ra ngoài. Nhưng mà đồng thời hắn cũng cười xấu xa, nháy mắt với Tần Đông Tuyết một cái. Tần Đông Tuyết bị Bùi Đông Lai nắm chặt bàn tay nhỏ bé thì trái tim không nhịn được mà đập liên hồi. Thân thể cũng có vẻ cứng đờ nhưng lúc này lại thấy Bùi Đông Lai nháy mắt với mình thì Tần Đông Tuyết liền ngẩn ra, sau đó thì tựa như đã hiểu được cái gì rồi. Nàng mang theo vài phần xấu hổ, trừng mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái. Thấy một màn như vậy không ít nam sinh không khỏi hàm hồ, bọn hắn xem ra là Tần Đông Tuyết đang cùng với Bùi Đông Lai đá lông nheo với nhau. Đang lúc đó, bỗng Tần Đông Tuyết khẽ hừ một cái liền rút bàn tay ra, xoay người, nhìn vào phía sau hô lên. Các bạn đều bị Bùi Đông Lai lừa rồi, hắn kéo ta ra để làm bia đỡ đạn đó. Bia đỡ đạn. Bên tai vang lên lời nói của Tần Đông Tuyết thì đám học sinh trong phòng ăn liền tỉnh ngộ ra. Phét, ta đã nói nha, Tần Đông Tuyết làm sao lại có thể hẹn hò cùng với Bùi Đông Lai. Một gã nam sinh thầm mến Tần Đông Tuyết đã lâu liền nhẹ nhàng thở ra, nói ra tiếng lòng của không ít nam sinh, bởi vì quá mức kích động mà đám nam sinh liền ồn ào trở về chỗ ngồi. Thấy một màn như vậy, Tần Đông Tuyết giống như là trả thù được đối với Bùi Đông Lai, nàng vểnh miệng lên một chút rồi tiêu sái đi đến phía trước. Bị Tần Đông Tuyết vạch trần mọi chuyện thì Bùi Đông Lai xấu hổ sờ sờ cái mũi, đi theo sau Tần Đông Tuyết.
phía sau vài em lớp 10 cũng người nhìn ta nhìn người, cuối cùng cũng bỏ luôn ý niệm xin số điện thoại của Bùi Đông Lai, xoay người đi về chỗ ngồi của các nàng. Mà vẻ mặt của đám người Tào Băng thì có chút kỳ quái. Tuy rằng bọn chúng nghe được lời giải thích của Tần Đông Tuyết nhưng mà bọn chúng xem ra, nếu như Bùi Đông Lai coi Tần Đông Tuyết là bia đỡ đạn thì biểu hiện khác thường của Tần Đông Tuyết cũng đủ để bị họ cảm thấy chấn kinh rồi. Có dây kêu. Nhất thời, đám người Tào Băng liền tuôn ra một cái ý niệm này ở trong đầu. Ngay khi Bùi Đông Lai đang làm náo động cả phòng ăn thì trong phòng của một tiệm cơm nằm bên cạnh trường Trầm Thành Nhất Trung. Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ lúc nãy cũng không biết rõ tình hình. Cố Mỹ Mỹ đem cái túi LV quăng sang ở một bên rồi ngồi xuống, khuôn mặt lạnh như băng giống như ai đó đã thiếu nợ của nàng vậy. Trịnh Phi thấy thế thì vẻ mặt cũng bất đắc dĩ, hắn muốn nói cái gì nhưng lại không mở miệng được, vội cầm lấy menu chuẩn bị gọi thức ăn. Trịnh Phi, anh còn có tâm tư ăn cơm hay sao? Thấy một nàng như thế thì Cố Mỹ Mỹ liền tức giận, phải biết rằng trước khi thi đấu bóng rổ thì nàng đã nói với Trịnh Phi là phải hung hăng hạ nhục Bùi Đông Lai. Kết quả Trịnh Phi chẳng những không có làm được, ngược lại Trịnh Phi còn bị Bùi Đông Lai làm cho xấu mặt, hiện giờ ngay cả một câu giải thích mà Trịnh Phi cũng không có nói ra, nàng có thể không nóng giận sao? Mỹ Mỹ, người là sắt, cơm là thép, dù sao thì cũng cần phải ăn. Trong lòng Trịnh Phi cũng rất khó chịu nhưng mà trước mặt Cố Mỹ Mỹ hắn cũng không tỏ ra vẻ tức giận, bởi vì chiều nay hắn biểu diễn qua vô cùng mất mặt. Quan trọng hơn là Cố Mỹ Mỹ cùng với những cô gái mà hắn chơi đùa trước đây hoàn toàn khác nhau. Phụ thân của Cố Mỹ Mỹ là một cán bộ thì không nói, ông ta còn là một thanh thủ. Hơn nữa căn cứ vào lời nói của phụ thân Trịnh Phi thì việc phụ thân Cố Mỹ Mỹ được thăng chức lên làm phó phòng là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Kể từ đó, Trịnh Phi sẽ không cư xử với Cố Mỹ Mỹ như những bạn gái trước. Vậy anh ăn đi. Nghe được Trịnh Phi trả lời thì Cố Mỹ Mỹ lập tức nổi giận. Đứng dậy cầm lấy túi sách, liền muốn bỏ đi. Mỹ Mỹ! Trịnh Phi thấy thế thì giữ chặt lấy tay của Cố Mỹ Mỹ nói. Em yên tâm đi, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy đâu, anh sẽ cho tên tiểu tạp chủng Bùi Đông Lai kia một bài học. Cố Mỹ Mỹ nghe vậy thì liền dừng bước, cũng không nói gì, đang đợi Trịnh Phi nói tiếp. Trịnh Phi liếc mắt nhìn tên phục kia một cái, chờ sau khi tên phục vụ rời khỏi đây thì hắn giữ chặt lấy tay của Cố Mỹ Mỹ. Lấy lòng nói. Mỹ Mỹ, anh thừa nhận là biểu hiện chiều này của anh. Em không muốn nghe điều này, em chỉ muốn biết anh sẽ đối phó với Bùi Đông Lai như thế nào. Cố Mỹ Mỹ tức giận cắt đứt lời nói của Trịnh Phi. Bị Cố Mỹ Mỹ cắt ngang lời nói thì Trịnh Phi tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu nhưng hắn cũng không có nổi giận đối với Cố Mỹ Mỹ, hận ý trong lòng của hắn đối với Bùi Đông Lai càng thêm đậm. Đối với học sinh như chúng ta mà nói. Chơi bóng rổ hay cũng không có nghĩa gì, thành tích học tập mới ra quan trọng nhất. Tuy rằng, anh không biết vì sao trình độ chơi bóng rổ của Bùi Đông lại đột nhiên lại tăng vọt lên như thế, nhưng mà thành tích học tập của hắn không thể nào nhảy vọt lên được. Cố Mỹ Mỹ hình như cũng biết những lời của Trịnh Phi đang nói là sự thật cho nên sắc mặt cũng hỏa hoãn đi một ít. Bây giờ Bùi Đông Lai đã là con ghẻ của lớp các em. Sở dĩ hắn có thể ở lại học trong lớp là bởi vì do các thầy cô giáo trong trường còn tin tưởng đối với hắn, chờ mong kỳ tích sẽ xuất hiện. Trịnh Phi nói tới đây thì lại cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, trong lần thi thử vừa rồi hắn chỉ đạt 280 điểm, điều này khiến cho những người hy vọng vào hắn lại một phen phải thất vọng. Nói điểm chính. Cố Mỹ Mỹ nhíu mày nói. Mỹ Mỹ, anh cùng với lão sư Vương Hồng có quan hệ thì điều này em cũng biết. Chồng của nàng là dựa vào ba của ta mới có thể thăng quan phát tài. Em nói nếu như anh gọi điện thoại cho Vương Hồng, nói Vương Hồng đề nghị nhà trường đem thứ rác rưởi như hắn quăng ra khỏi lớp hơn nữa lại còn tuyên bố vào lúc họp ra trường hội, em cảm thấy cảnh thấy đó sẽ cảnh tượng lúc đó sẽ như thế nào. Trịnh Phi nói xong thì vẻ mặt liền trở nên hưng phấn, dường như hắn không còn đợi được mà muốn xem một màn như vậy. Bên tai vang lên lời nói của Trịnh Phi thì Cố Mỹ Mỹ không nhìn được mà nghĩ đến cảnh ấy. Vẻ tức giận trên mặt liền biến mất mà thay vào đó là một vẻ mặt cao cao tại thượng. Coi như anh còn có đầu óc. Hắc hắc, không phải anh có đầu óc mà là tên Bùi Đông Lai ấy không biết tự lượng sức mình thôi. Nhà hắn không tiền không quyền, ông già của hắn chỉ còn một chân, ngoại trừ chơi bóng rổ hay ra thì hắn chỉ là một tên phế vậy, dựa vào cái gì mà đấu cùng chúng ta. Vẻ mặt Trịnh Phi khinh miệt nói. Hắn cần phải dùng nước tiểu để soi lại mặt của mình. Xem chính bản thân mình là cái thứ đồ chơi gì. Đồ chơi cái gì?
Reng, reng. Trịnh Phi vừa mới nói xong thì cái điện thoại ở trên bàn khẽ rung lên. Âm thanh xảy ra một cách đột ngột làm cho Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ hơi ngẩn ra, tiếp đó Trịnh Phi theo bản năng liền cầm di động lên, thấy được một tin nhắn từ đám chó săn trong lớp gửi tới. Mang theo vài phần tò mò, Trịnh Phi liền mở ra xem, lão đại, mới vừa rồi ở trong nhà ăn Bùi Đông Lai đã nắm tay của Tần Đông Tuyết. 3. Thấy nội dung tin nhắn thì đôi mắt của Trịnh Phi chợt phóng to ra, bàn tay run lên làm cho chiếc điện thoại rơi xuống dưới đất, vang lên một tiếng chói tai. Sao lại thế này? Cố Mỹ Mỹ nhíu mày. Mẹ nó, làm sao có thể được? Không, Trịnh Phi trợn tròn mắt, ở sâu trong nội tâm gào thét không dứt. Nguồn, http://4vn/foium/sowtaead.php 83471 đâu thì S Cáp Cương ra tác ra phong cương Q1C12NGUON4VN và pết bằng 3 thăng IXZZ21QVQSWPC. Choáng váng. Thấy trên mặt Tần Đông Tuyết hiện lên vẻ đỏ ửng hơn nữa nàng lại tùy ý để cho Bùi Đông Lai kéo tay của nàng bước ra ngoài thì toàn bộ đám học sinh đều choáng váng. Bọn hắn đều kinh ngạc đến mức phải há to miệng, trợn to mắt. Đặc biệt là Tào Băng và vài tên học sinh lớp 12/1. Bọn hắn ở chung một lớp với Tần Đông Tuyết đã lâu, đối với tính cách của nàng thì hiểu biết nhiều hơn so với đám học sinh khác trong phòng ăn này. Ở trong trí nhớ của bọn hắn, trong vòng 2 năm qua Tần Đông Tuyết chưa bao giờ lộ ra vẻ ngượng ngùng như thế này lại càng không có tiếp xúc thân mật với một nam sinh nào. Mà hiện giờ, chẳng những vẻ mặt của nàng lại đỏ ửng mà còn để tùy ý Bùi Đông Lai nắm lấy tay của nàng. Loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng. Một lát sau, mấy tô cơm từ trong tay các nam sinh rớt xuống trên mặt đất, thanh âm chói tai trực tiếp phá vỡ không khí im lặng vốn có của nhà ăn. Nữ thần nắm tay cùng với Bùi Đông Lai. Mợ nó, điều này làm sao có thể? Một gã nam sinh làm rơi cái cà mèn nhưng cũng không có nhặt lên mà là đứng lên, vẻ mặt không thể tin lắc lắc cái đầu tựa hồ như không thể tin được tất cả chuyện phát sinh trước mặt là sự thật. Không riêng gì hắn, ngay cả các nam sinh khác cũng đều không thể tin được. Ở tụi hắn xem ra, một người cao quý thánh khiết như Tần Đông Tuyết làm sao có thể bị một tên cùi bắp như Bùi Đông Lai nắm tay được. Không có để ý những phản ứng của những học sinh xung quanh, Bùi Đông Lai vẫn nắm tay của Tần Đông Tuyết đi ra ngoài. Nhưng mà đồng thời hắn cũng cười xấu xa, nháy mắt với Tần Đông Tuyết một cái. Tần Đông Tuyết bị Bùi Đông Lai nắm chặt bàn tay nhỏ bé thì trái tim không nhịn được mà đập liền hồi. Thân thể cũng có vẻ cứng đờ nhưng lúc này lại thấy Bùi Đông Lai nháy mắt với mình thì Tần Đông Tuyết liền ngẩn ra, sau đó thì tựa như đã hiểu được cái gì rồi. Nàng mang theo vài phần xấu hổ, trừng mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái. Thấy một màn như vậy không ít nam sinh không khỏi hàm hồ, bọn hắn xem ra là Tần Đông Tuyết đang cùng với Bùi Đông Lai đá lông nheo với nhau. Đang lúc đó, bỗng Tần Đông Tuyết khẽ hừ một cái liền rút bàn tay ra, xoay người, nhìn vào phía sau hô lên. Các bạn đều bị Bùi Đông Lai lừa rồi, hắn kéo ta ra để làm bia đỡ đạn đó. Bia đỡ đạn. Bên tai vang lên lời nói của Tần Đông Tuyết thì đám học sinh trong phòng ăn liền tỉnh ngộ ra. Phét, ta đã nói nha, Tần Đông Tuyết làm sao lại có thể hẹn hò cùng với Bùi Đông Lai. Một gã nam sinh thầm mến Tần Đông Tuyết đã lâu liền nhẹ nhàng thở ra, nói ra tiếng lòng của không ít nam sinh, bởi vì quá mức kích động mà đám nam sinh liền ồn ào trở về chỗ ngồi. Thấy một màn như vậy, Tần Đông Tuyết giống như là trả thù được đối với Bùi Đông Lai, nàng vểnh miệng lên một chút rồi tiêu sái đi đến phía trước. Bị Tần Đông Tuyết vạch trần mọi chuyện thì Bùi Đông Lai xấu hổ sờ sờ cái mũi, đi theo sau Tần Đông Tuyết. Phía sau vài em lớp 10 cũng người nhìn ta nhìn người, cuối cùng cũng bỏ luôn ý niệm xin số điện thoại của Bùi Đông Lai, xoay người đi về chỗ ngồi của các nàng. Mà vẻ mặt của đám người Tào Băng thì có chút kỳ quái. Tuy rằng bọn chúng nghe được lời giải thích của Tần Đông Tuyết nhưng mà bọn chúng xem ra, nếu như Bùi Đông Lai coi Tần Đông Tuyết là bia đỡ đạn thì biểu hiện khác thường của Tần Đông Tuyết cũng đủ để bị họ cảm thấy chấn kinh rồi. Có dây kêu. Nhất thời, đám người Tào Băng liền tuôn ra một cái ý niệm này ở trong đầu. Ngay khi Bùi Đông Lai đang làm náo động cả phòng ăn thì trong phòng của một tiệm cơm nằm bên cạnh trường Trầm Thành Nhất Trung. Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ lúc nãy cũng không biết rõ tình hình. Cố Mỹ Mỹ đem cái túi LV quăng sang ở một bên rồi ngồi xuống, khuôn mặt lạnh như băng giống như ai đó đã thiếu nợ của nàng vậy. Trịnh Phi thấy thế thì vẻ mặt cũng bất đắc dĩ,
hắn muốn nói cái gì nhưng lại không mở miệng được, vội cầm lấy menu chuẩn bị gọi thức ăn. Trịnh Phi, anh còn có tâm tư ăn cơm hay sao? Thấy một nàng như thế thì Cố Mỹ Mỹ liền tức giận, phải biết rằng trước khi thi đấu bóng rổ thì nàng đã nói với Trịnh Phi là phải hung hăng hạ nhục Bùi Đông Lai, kết quả Trịnh Phi chẳng những không có làm được, ngược lại Trịnh Phi còn bị Bùi Đông Lai làm cho xấu mặt, hiện giờ ngay cả một câu giải thích mà Trịnh Phi cũng không có nói ra, nàng có thể không nóng giận sao? Mỹ Mỹ, người là sắt, cơm là thép, dù sao thì cũng cần phải ăn. Trong lòng Trịnh Phi cũng rất khó chịu nhưng mà trước mặt Cố Mỹ Mỹ hắn cũng không tỏ ra vẻ tức giận, bởi vì chiều nay hắn biểu diễn qua vô cùng mất mặt. Quan trọng hơn là Cố Mỹ Mỹ cùng với những cô gái mà hắn chơi đùa trước đây hoàn toàn khác nhau. Phụ thân của Cố Mỹ Mỹ là một cán bộ thì không nói, ông ta còn là một thanh thủ. Hơn nữa căn cứ vào lời nói của phụ thân Trịnh Phi thì việc phụ thân Cố Mỹ Mỹ được thăng chức lên làm phó phòng là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Kể từ đó, Trịnh Phi sẽ không cư xử với Cố Mỹ Mỹ như những bạn gái trước. Vậy anh ăn đi. Nghe được Trịnh Phi trả lời thì Cố Mỹ Mỹ lập tức nổi giận, đứng dậy cầm lấy túi sách, liền muốn bỏ đi. Mỹ Mỹ. Trịnh Phi thấy thế thì giữ chặt lấy tay của Cố Mỹ Mỹ nói. Em yên tâm đi, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy đâu, anh sẽ cho tên tiểu tạp chủng Bùi Đông Lai kia một bài học. Cố Mỹ Mỹ nghe vậy thì liền dừng bước, cũng không nói gì. Đang đợi Trịnh Phi nói tiếp. Trịnh Phi liếc mắt nhìn tên phục kia một cái, chờ sau khi tên phục vụ rời khỏi đây thì hắn giữ chặt lấy tay của Cố Mỹ Mỹ, lấy lòng nói. Mỹ Mỹ, anh thừa nhận là biểu hiện chiều này của anh. Em không muốn nghe điều này, em chỉ muốn biết anh sẽ đối phó với Bùi Đông Lai như thế nào. Cố Mỹ Mỹ tức giận cắt đứt lời nói của Trịnh Phi. Bị Cố Mỹ Mỹ cắt ngang lời nói thì Trịnh Phi tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu nhưng hắn cũng không có nổi giận đối với Cố Mỹ Mỹ, hận ý trong lòng của hắn đối với Bùi Đông Lai càng thêm đậm. Đối với học sinh như chúng ta mà nói, chơi bóng rổ hay cũng không có nghĩa gì, thành tích học tập mới ra quan trọng nhất. Tuy rằng, anh không biết vì sao trình độ chơi bóng rổ của Bùi Đông Lai đột nhiên lại tăng vọt lên như thế, nhưng mà thành tích học tập của hắn không thể nào nhảy vọt lên được. Cố Mỹ Mỹ hình như cũng biết những lời của Trịnh Phi đang nói là sự thật cho nên sắc mặt cũng hòa hoãn đi một ít. Bây giờ Bùi Đông Lai đã là con ghẻ của lớp các em, sở dĩ hắn có thể ở lại học trong lớp là bởi vì do các thầy cô giáo trong trường còn tin tưởng đối với hắn, chờ mong kỳ tích sẽ xuất hiện. Trịnh Phi nói tới đây thì lại cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, trong lần thi thử vừa rồi hắn chỉ đạt 280 điểm, điều này khiến cho những người hy vọng vào hắn lại một phen phải thất vọng. Nói điểm chính. Cố Mỹ Mỹ nhíu mày nói. Mỹ Mỹ, anh cùng với lão sư Vương Hồng có quan hệ thì điều này em cũng biết, chồng của nàng là dựa vào ba của ta mới có thể thăng quan phát tài. Em nói nếu như anh gọi điện thoại cho Vương Hồng, nói Vương Hồng đề nghị nhà trường đem thứ rác rưởi như hắn quăng ra khỏi lớp hơn nữa lại còn tuyên bố vào lúc họp ra trường hội, em cảm thấy cảnh thấy đó sẽ cảnh tượng lúc đó sẽ như thế nào. Trịnh Phi nói xong thì vẻ mặt liền trở nên hưng phấn. Dường như hắn không còn đợi được mà muốn xem một màn như vậy. Bên tai vang lên lời nói của Trịnh Phi thì Cố Mỹ Mỹ không nhìn được mà nghĩ đến cảnh ấy, vẻ tức giận trên mặt liền biến mất mà thay vào đó là một vẻ mặt cao cao tại thượng. Coi như anh còn có đầu óc. Hắc hắc, không phải anh có đầu óc mà là tên Bùi Đông Lai ấy không biết tự lượng sức mình thôi, nhà hắn không tiền không quyền, ông già của hắn chỉ còn một chân, ngoại trừ chơi bóng rổ hay ra thì hắn chỉ là một tên phế vậy. Dựa vào cái gì mà đấu cùng chúng ta? Vẻ mặt Trịnh Phi khinh miệt nói. Hắn cần phải dùng nước tiểu để soi lại mặt của mình, xem chính bản thân mình là cái thứ đồ chơi gì. Đồ chơi cái gì? Reng, reng. Trịnh Phi vừa mới nói xong thì cái điện thoại ở trên bàn khẽ rung lên. Âm thanh xảy ra một cách đột ngột làm cho Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ hơi ngẩn ra, tiếp đó Trịnh Phi theo bản năng liền cầm di động lên. Thấy được một tin nhắn từ đám chó săn trong lớp gửi tới. Mang theo vài phần tò mò, Trịnh Phi liền mở ra xem, lão đại, mới vừa rồi ở trong nhà ăn Bùi Đông Lai đã nắm tay của Tần Đông Tuyết. 3. Thấy nội dung tin nhắn thì đôi mắt của Trịnh Phi chợt phóng to ra, bàn tay run lên làm cho chiếc điện thoại rơi xuống dưới đất, vang lên một tiếng chói tai. Sao lại thế này? Cố Mỹ Mỹ nhíu mày. Mẹ nó, làm sao có thể được? Không. Trịnh Phi trợn tròn mắt, ở sâu trong nội tâm gào thét không dứt. Bởi vì giờ tự học còn chưa bắt đầu cho nên các học sinh đừng thành top 3 top 5 ở trong hành lang,
tán gẫu một chút về tin tức thể dục hoặc là ngồi trong phòng đọc sách để làm bài, thỉnh thoảng có thể thấy được vài đôi tình lữ đang dựa sát vào nhau vừa nói vừa cười. Lúc 7 giờ 20, sau khi ăn xong thì Bùi Đông Lai cùng đám người Tần Đông Tuyết đi về phía giáo học lâu. Mặc dù Tần Đông Tuyết siêu việt hơn Bùi Đông Lai trở thành học sinh xuất sắc nhất của toàn khối 12 nhưng mà nàng lại không có chút nào lơi lỏng, ngược lại nàng lại chịu khó học tập hơn đám học sinh kia. Trước đây nàng chỉ dùng 30 để ăn cơm, thời gian còn lại nàng đều để đọc sách. Đối với ngày hôm nay mà nói, hiển nhiên là một trường hợp ngoại lệ. Bất quá Tần Đông Tuyết cũng không thèm để ý đến chuyện đó, nàng cũng không có nóng lòng đi tới phòng học mà là cùng đi bên cạnh Bùi Đông Lai nghe đám người Tào Băng trò chuyện. Một cơn gió thổi qua làm bay vài sợi tóc trên trán của Tần Đông Tuyết, nàng không nhịn được mà ngó sang Bùi Đông Lai một cái thì thấy Bùi Đông Lai có vẻ hơi nhíu mày, cũng không biết là hắn đang suy nghĩ cái gì nữa. Nghĩ gì thế? Có lẽ hành động nắm tay buổi chiều của Bùi Đông Lai đã kéo mối quan hệ của hai người gần lì, vì thế nàng liền hỏi Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai mỉm cười, vẫn là nụ cười như cũ. Đang nghĩ tới, trong vòng 3 tháng sau phải làm cái gì để thành tích học tập vượt lên. Thông qua quan sát của Tần Đông Tuyết, nàng phát hiện hôm nay khi đi học thì Bùi Đông Lai một mực luôn nghe giảng, lại còn thường ghi chép, lúc này lại nghe Bùi Đông Lai nói như vậy thì hai mắt của nàng không khỏi tỏa sáng, trong lòng dường như hiện lên một tia cảm xúc khác thường. Như thế nào, sợ anh một lần nữa sẽ đoạt lấy vị trí thứ nhất trong lớp à? Thấy Tần Đông Tuyết không nói lời nào thì Bùi Đông Lai liền trêu ghẹo nói. Mục tiêu của em chính là trạng nguyên của tỉnh. Tần Đông Tuyết cố ý bĩu môi lại âm thầm quan sát phản ứng của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai nghe vậy thì đột nhiên trong lòng lại xuất hiện một ý niệm cổ quá, hắn nhịn không được liền nói. Nếu không hai ta hãy thử coi, là ai có thể đạt được trạng nguyên? Anh được không? Trong lòng Tần Đông Tuyết liền kích động, hình như nàng chờ ngày này đã rất lâu rồi, bất quá nàng lại làm ra một bộ dạng khinh thường, cố gắng khích tướng Bùi Đông Lai. Xem thường anh à? Bùi Đông Lai tức giận nói. Như vậy nhé, nếu anh thắng thì em phải đáp ứng một điều kiện của anh, còn nếu em thắng thì anh sẽ đáp ứng một điều kiện của em, như thế nào dám chơi không? Điều kiện. Tần Đông Tuyết liền ngẩn ra, sau đó lại nhớ đến một số chuyện tình mà thiếu nhi không nên biết, khuôn mặt hơi đỏ lên cũng không có mở miệng. Làm như đã nhận ra Tần Đông Tuyết có chút khác thường, Bùi Đông Lai lại có chút xấu hổ, cười nói. Không phải là chuyện ấy đâu nha. Rất thuần khiết a. Anh mới không thuần khiết đa ý. Khuôn mặt Tần Đông Tuyết đỏ lên, nói lại một câu, sau đó vì muốn che giấu đi sự xấu hổ cho nên nàng liền chạy nhanh về phía trước. Nhìn bóng lưng của Tần Đông Tuyết thì nụ cười trên mặt Bùi Đông Lai dần dần biến mất, ánh mắt trở nên trong suốt, dùng một loại thanh âm mà chỉ một mình mới có thể nghe thấy. Tần Đông Tuyết, cảm ơn câu này của em, sau khi thi vào trường đại học rồi thì anh sẽ tiếp tục nói với em. Ngay khi đám người Bùi Đông Lai đi vào giáo học lâu thì Trịnh Phi đang ngồi trên chiếc Cayenne chạy vào sân trường. Trong ô tô, biểu tình của Cố Mỹ Mỹ cũng không có phẫn nộ mà vẫn giống như lúc trước, vẫn ngồi ở phía trước, thỉnh thoảng lại khinh thường nhìn vào đám học sinh ở bên ngoài. Trên mặt Trịnh Phi cũng không tìm thấy được vẻ phẫn nộ nào. Nguyên bản bởi vì hắn biết được chuyện Bùi Đông Lai nắm tay của Tần Đông Tuyết mà thiếu chút nữa phát điên, nhưng mà sau khi nghe được kết quả của đám chó săn thì hắn mới biết được Bùi Đông Lai lấy Tần Đông Tuyết ra để làm bia đỡ đạn. Tin tức này làm cho Trịnh Phi hơi thư thái một chút. Đương nhiên cũng là thư thái một chút mà thôi, hắn và toàn bộ nam sinh trong trường đều giống nhau, đều thầm mến Tần Đông Tuyết không phải chỉ một hai ngày, nằm mơ cũng muốn âu yếm nàng. Cho đến hôm nay. Ngay cả cơ hội để nói chuyện với Tần Đông Tuyết thì hắn cũng không có, mà mặc dù Bùi Đông Lai lại đem Tần Đông Tuyết ra làm bia đỡ đạn nhưng hắn cũng đã nắm tay của Tần Đông Tuyết ha. Vô cùng khó chịu, Trịnh Phi cũng không có chờ đợi mà trước tiên là hắn thực hiện kế hoạch trả thù. Lúc trước khi đang ở trong quán ăn thì hắn đã gọi điện thoại cho Vương Hồng, nói cho Vương Hồng biết chỉ cần nàng đem Bùi Đông Lai cũng những tên công tử ăn chơi đuổi ra khỏi lớp thì hắn liền nói với cha hắn để cho chồng của Vương Hồng phụ trách cái kia, hơn nữa lại còn có thêm một khoản tiền. Vương Hồng sau khi nghe được điện thoại của Trịnh Phi liền đáp ứng. Trịnh Phi, thừa dịp còn chưa đến giờ tự học thì anh hãy gọi điện thoại cho cha anh đi, để chắc chắn mà có thể yên tâm. Sau khi xe dừng lại, Cố Mỹ Mỹ định xuống xe nhưng lại cảm thấy lo lắng, vì vậy mới nói với Trịnh Phi. Trịnh Phi cũng biết Cố Mỹ Mỹ nói có lý cho nên hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho phụ thân của hắn. Xin lỗi quý khách,
thuê bao quý khách vừa gọi. Nghe trong điện thoại truyền ra một tiếng đô rồi sau đó lại truyền ra giọng nói của một vị tiểu thư nhưng mà thanh âm kia rơi vào tai của Trịnh Phi thì lại vô cùng khó chịu. Có chuyện gì vậy? Cố Mỹ Mỹ thấy sắc mặt của Trịnh Phi có chút khó coi thì nhìn không được mà hỏi. Trịnh Phi không dám nói phụ thân của hắn không bắt máy mà chỉ cười nói. Để anh gọi lại lần nữa xem sao. Nói xong, Trịnh Phi lại bấm điện thoại. Lúc này, trong điện thoại liền truyền ra giọng nói có chút bất mãn của phụ thân Trịnh Phi. Đêm nay không cần gọi điện thoại cho cha. Đô, đô. Trịnh Phi còn chưa kịp mở miệng thì bên trong điện thoại lại truyền ra một âm thanh đô, đô, phụ thân của hắn đã cúp điện thoại. Cha của anh nói người đang có việc bận, chờ sau khi học xong thì lại gọi. Vẻ mặt Trịnh Phi đau khổ nói một câu, sau đó lại cảm thấy có chút mất mặt vì thế liền nói. Mỹ Mỹ, em yên tâm đi, 100.000 mà thôi đối với cha anh mà nói thì đó cũng là một con số nhỏ mà thôi. Hình như cô Mỹ Mỹ cũng biết gia cảnh của Trịnh Phi rất tốt cho nên cũng không nói gì. Cùng lúc đó, trên đường cao tốc, bên trong mấy chiếc xe xa xỉ có rèm che đang đậu ở chỗ này, trong đó gồm có một chiếc Mercedes-Benz S600, một chiếc Audi A8. Trịnh Kim Sơn, hoặc là ngươi đem cái điện thoại rách nát kia đập đi, hoặc là ta rời khỏi đây ngay bây giờ. Trong màn đêm, một gã nam nhân trung niên khí độ bất phàm thấy Trịnh Kim Sơn đang đem điện thoại cất vào thì vẻ mặt bực mình nói. Mặc dù thân phận của Trịnh Kim Sơn là một phú hào có tiếng ở Trầm Thành nhưng đối mặt với lời nói của nam nhân kia thì Trịnh Kim Sơn cũng không tỏ ra bất mãn, hắn giống như một tên nô tài nhìn thấy ông chủ của mình, liền ra sức lấy lòng tươi cười. Ngũ gia, ta đã tắt điện thoại. Coi như ngươi biết điều. Nam nhân cũng có chút không kiên nhẫn. Liếc mắt nhìn Trịnh Kim Sơn một cái rồi nói. Trịnh Kim Sơn, lời cảnh cáo thì cũng đã nói với ngươi rồi. Hôm nay, ta sẽ đem ngươi đến gặp nhị ca của ta, tất cả mọi chuyện thì đều phải dựa vào bản lĩnh của ngươi. Nhưng mà, ta khuyên ngươi một câu tốt nhất là phải biết dừng đúng lúc, nếu không thì sẽ. Đa tạ ngũ gia nhắc nhở. Trong lòng Trịnh Kim Sơn liền kích động nhưng trên mặt cũng không có biểu lộ ra, mà hắn vội cúi đầu khom lưng tạ ơn. Nam nhân được Trịnh Kim Sơn gọi là ngũ gia cũng không có nói gì nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước đường cao tốc. Mắt thấy nam nhân không có tức giận thì Trịnh Kim Sơn cũng nhẹ nhàng thở ra nhưng mà trong lòng hận không thể tát Trịnh Phi một tát. Bởi vì, vừa rồi Trịnh Phi gọi đến hai lần thiếu chút nữa là cho Trịnh Kim Sơn mất đi một cái cơ hội quan trọng ở trong đời. Một cơ hội bám vào quý nhân. Trên đường cao tốc Trầm Thành bỗng nhiên xuất hiện một chiếc Lincoln trong tầm mắt của Trịnh Kim Sơn cùng vị ngũ gia kia. Phát hiện này làm cho đồng tử của Trịnh Kim Sơn phóng to ra đồng thời hô hấp cũng trở nên dồn dập. Không riêng gì hắn, ngay cả vị ngũ gia kia cũng có chút kích động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rất nhanh, ngay khi hai người chăm chú nhìn vào thì chiếc xe Lincoln ở kia được hai chiếc Mercedes-Benz S350 hộ giá chậm rãi chạy về phía bọn hắn. Không đợi xe dừng lại, ngũ gia liền mang theo Trịnh Kim Sơn chạy nhanh về phía trước để nghênh đón, theo sau bọn chúng còn có hai tên thủ hạ. Rất nhanh, chiếc Lincoln liền dừng lại, một gã thanh niên có dáng người khôi ngô từ trong xe đi ra, hắn liền nhanh chóng mở cửa xe ra, hơi hơi cúi đầu để nghênh đón. Thấy một màn như vậy thì ngũ gia cũng không có đi lên mà vẫn đứng nguyên tại chỗ, mà phía sau hắn là Trịnh Kim Sơn vẫn không nhúc nhích mà lại mở to hai mắt nhìn. Đang tại khi Trịnh Kim Sơn đang chăm chú nhìn vào thì một chân từ trong chiếc Lincoln bước ra, trên chân mang một chiếc giày vải bình thường. Sau đó, vị chủ nhân của chiếc chân nọ lại từ trong xe Lincoln đi ra. Trong màn đêm, toàn thân người nó mang một bộ đồ cổ trang được làm từ lụa, tay trái mang theo một cái tẩu thuốc màu đen. Tay phải cầm lấy hai viên bị giống như là hai hạt ngọc châu phối hợp với khí chất nho nhã trên người của hắn thì nhìn qua giống như một vị tiên nhân, tiên phong đạo cốt. Thấy nam nhân kia bước ra từ trong chiếc Lincoln Land thì Trịnh Kim Sơn cũng ngừng thở mà trái tim cũng điên cuồng mà nhảy dựng lên. Lấy thân phận cùng với giá trị con người của hắn không nói ở cả Trầm Thành cho dù là cả Trung Quốc thì người làm cho hắn trở nên khẩn trương như thế cũng sẽ không có nhiều lắm. Mà nam nhân đó lại là một trong số những người đó. Nạp Lan Trường Sinh, một cái tên làm cho nhân sĩ thượng lưu ở Đông Bắc phải kính sợ. Nhị ca, cũng là người xuất thân từ gia tộc Nạp Lan Ngũ Khải nhìn thấy Nạp Lan Trường Sinh xuống xe thì vội vàng nghênh đón. Tiểu Ngũ, hắn là ai vậy? Nạp Lan Trường Sinh mỉm cười,
Sau đó ánh mắt của hắn lại dừng ở trên người Trịnh Kim Sơn, ánh mắt của hắn chợt trở nên sắc bén giống như là một thanh bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Xế chiều nay, Nạp Lan Ngũ Khải mới nhận được tin tức Nạp Lan Trường Sinh muốn tới Trầm Thành, đối với người đã được Nạp Lan lão gia tử bổ nhiệm là người nối nghiệp Nạp Lan gia, Nạp Lan Trường Sinh vì sao lại đến Trầm Thành thì Nạp Lan Ngũ Khải cũng trở nên mù mịt, không biết rõ tình hình. Lúc này, ánh mắt của Nạp Lan Trường Sinh đột nhiên biến đổi, điều này làm cho Nạp Lan Ngũ Khải mơ hồ thấy được hôm nay mình đem Trịnh Kim Sơn đến đây là một quyết định sai lầm. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ như vậy thì Nạp Lan Ngũ Khải cũng không có hé răng mà hắn đang chờ Trịnh Kim Sơn thay mình trả lời. Trịnh Kim Sơn thấy thế thì trong lòng chợt nên run sợ, vội vàng bước lên phía trước chào hỏi. Nạp Lan vương gia, ta gọi là Trịnh Kim Sơn là bạn làm ăn cùng với ngũ gia. A hát, thì ra là Trịnh lão bản ở Trầm Thành. Nạp Lan Trường Sinh cười nhẹ, ánh mắt lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Tiểu ngũ nói chuyện của ngươi cho ta nghe, cảm tạ từ lâu đến nay ngươi đã hợp tác cùng Nạp Lan gia. Nạp Lan vương gia đã quá lời, người nên cảm tạ mới là Trịnh mỗ mới đúng. Trịnh Kim Sơn cũng đã lăn lộn nhiều năm trong xã hội, tuy rằng ngữ khí của Nạp Lan Trường Sinh vô cùng khách khí nhưng hắn lại cảm thấy không ổn vì vậy liền vuốt mông ngựa. Nếu không có Nạp Lan gia hỗ trợ thì Trịnh mỗ cũng không đạt được thành quả như ngày hôm nay. Ha ha, cùng nhau hợp tác. Nạp Lan Trường Sinh cười nhạt, ánh mắt lại nhìn về phía Nạp Lan Ngũ Khải. Nạp Lan Ngũ Khải liền hiểu rõ ý tứ của Nạp Lan Trường Sinh, vì vậy lập tức nói với Trịnh Kim Sơn. Trịnh Kim Sơn, người đi về trước đi. Tốt. Trịnh Kim Sơn vì muốn kết giao với Nạp Lan Trường Sinh cho nên hôm nay đã đặt một bàn ở khách sạn tốt nhất Trầm Thành nhưng mà hiện giờ nghe được lời nói của Nạp Lan Ngũ Khải thì hắn biết rõ cơ hội của hắn đã qua, trong lòng trở nên buồn bực nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài mặt. Hắn cúi đầu khom lưng cùng với Nạp Lan Trường Sinh rồi sau đó rời đi. Tiểu ngũ, người đến đón ta thì thôi, làm sao lại dẫn theo một tên ngoại nhân đến đây? Mắt thấy Trịnh Kim Sơn rời đi thì Nạp Lan Trường Sinh thản nhiên hỏi Nạp Lan Ngũ Khải. Hình như đã nhận ra được sự bất mãn trong giọng nói của nhị ca, Nạp Lan Ngũ Khải vội cúi đầu nói. Nhị ca, là như vậy, mấy năm qua tên Trịnh Kim Sơn này cũng đã cùng với chúng ta hợp tác, hắn cũng ra sức không nhỏ hơn nữa quan hệ của ta cùng với hắn không tồi, hắn vẫn muốn cùng nhị ca cùng nhau ăn một bữa cơm, cho nên... Hồ đồ! Không đợi Nạp Lan Ngũ Khải nói hết lời thì Nạp Lan Trường Sinh đã lạnh lùng cắt ngang lời nói. Nạp Lan Ngũ Khải cúi đầu xuống, không nói gì phía sau lưng cũng đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngươi có biết nguyên nhân vì sao ta lại đến Trầm Thành không? Nạp Lan Trường Sinh làm mặt lạnh hỏi. Nạp Lan Ngũ Khải lắc đầu. Hai. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu thở dài cũng không nói thêm gì, lại chui vào bên trong chiếc Lincoln. Ngũ gia. Vương gia lần này là Trầm Thành là vì bệnh tình của lão gia tử đó, căn cứ vào tin tức của vương gia điều tra được thì một lát nữa thần Y Miêu lão gia sẽ đến Trầm Thành. Người thanh niên này đỡ Nạp Lan Trường Sinh vào trong xe rồi đóng cửa lại, sau đó lại nói cho Nạp Lan Ngũ Khải biết mục đích đến Trầm Thành lần này của Nạp Lan Trường Sinh. Thì ra là như vậy. Nạp Lan Ngũ Khải liền tỉnh ngộ. Nửa năm nay, thân thể Nạp Lan lão gia tử cực kỳ kém. Nạp Lan gia vì muốn chữa bệnh cho Nạp Lan lão gia tử nên đã chạy lần lượt các bệnh viện lớn nhỏ nhưng cũng không giải quyết được vấn đề. Cuối cùng, chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm vào trên người Miêu gia Tây Nam. Nhưng mà, người cầm quyền ở Miêu gia là Miêu lão gia tử bởi vì một có một ít nguyên nhân cho nên Thủy Chung vẫn không muốn chữa bệnh cho Nạp Lan lão gia tử, không chỉ có điều này mà ngay cả Nạp Lan Trường Sinh cũng không muốn gặp mặt. Chẳng lẽ là người của tỉnh ủy hoặc người của quân khu kinh động đến Miêu lão gia tử? Nạp Lan Ngũ Khải hiểu được Miêu lão gia tử đến đây tuyệt đối không phải là vì Nạp Lan gia, vì thế trong lòng liền âm thầm suy đoán mục đích của Miêu lão gia tử đến Trầm Thành lần này. Ở hắn xem ra một Liêu Ninh to như vậy có thể mời được Miêu lão gia tử cũng chỉ có hai người mà thôi. Về phần là người của Liêu Ninh thì căn bản không thể. Mặc dù là hiếu kỳ nhưng mà Nạp Lan Ngũ Khải cũng không có hỏi nhiều. Mà là liếc mặt cảm tạ người thanh niên kia một cái sau đó lại đi về chiếc Mercedes-Benz S600 của mình. Một lát sau, mấy chiếc xe hơi kia đều khởi động rời đi. Không biết qua bao lâu đoàn xe đã chạy tới sân bay của Trầm Thành. Nạp Lan Ngũ Khải biết Nạp Lan Trường Sinh muốn đến sân bay để nghênh đón Miêu lão gia tử cho nên hắn cũng không nhiều lời, hắn cùng với Nạp Lan Trường Sinh đứng đợi ở trước cửa sân bay.
8 giờ 30, một chiếc máy bay đi từ Vân Nam Côn Minh bay đến Trầm Thành đã hạ xuống sân bay Trầm Thành. Một lão giả đầu tóc hoa râm, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn đi cùng với một người nam tử trung niên, đi theo đám hành khách đang chậm rãi đi ra khỏi sân bay. Miêu Thúc, mắt thấy lão giả đi ra, được xưng là Đông Bắc Nạp Lan Vương gia Nạp Lan Trường Sinh vội vàng đi lên chào hỏi. Không trả lời. Miêu lão gia tử giống như là đã đem Nạp Lan Trường Sinh trở thành không khí, chỉ nhìn thoáng qua Nạp Lan Trường Sinh một chút mà thôi. Nạp Lan Ngũ Khải thấy thế thì biến sắc, tính toán chạy lên để ngăn cả nhưng đã thấy ánh mắt lạnh lùng của Nạp Lan Trường Sinh chừng hắn, hắn liền vội vàng lui trở lại. Miêu Thúc. Nạp Lan Trường Sinh muốn đuổi theo nhưng kết quả lại bị nam nhân họ Bàng ở phía sau Miêu lão gia tử ngăn lại. Đối với lần này, Nạp Lan Trường Sinh đành phải thở dài mà lui xuống. Mấy phút đồng hồ sau, bên ngoài sân bay, Bùi Vũ Phu đang đứng trước chiếc taxi của mình lẳng lặng nhìn Miêu lão gia tử đang bước đến. Trong màn đêm, trong mười mấy năm qua, thân hình của tên người què kia vẫn đứng thẳng tắp như một cây thương. Miêu Thúc, mắt thấy Miêu lão gia tử đang đến gần thì Bùi Vũ Phu liền mỉm cười chào hỏi. Nếu lúc này để cho mọi người trong khu dân nghèo thấy được nụ cười trên mặt của Bùi Vũ Phu thì chỉ sợ bọn họ sẽ há hốc mồm. Bởi vì, giờ khắc này, qua tử cười đến mức không hề có nửa điểm thật thà hay phúc hậu. Vũ Phu, Miêu lão gia tử đến gần, biểu tình vô cùng xúc động thậm chí hơi thở cũng có chút dồn dập, hắn đem một cánh tay khoác lên trên vai của Bùi Vũ Phu, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Thấy một màn như vậy, tên nam nhân lúc nãy đến ngăn cản Nạp Lan Trường vội kinh ngạc. Tất cả chuyện này, đơn giản là trong ký ức của hắn. Người được bầu là người có quyền y nhất của Đông Y là vị hoa đà tái thế Miêu lão gia tử, cho dù là nhìn thấy các đại nhân vật đứng ở đỉnh quyền lực của Kim Tự Tháp thì cũng sẽ không lộ ra một chút kích động nào. Đúng vậy, dù cho một chút cũng không có. Mà hiện giờ, Miêu lão gia tử lại kích động khi gặp một tên nam nhân ăn mặc quần áo rẻ tiền, lại chỉ còn một chân. Điều này có thể không làm cho nam nhân họ Bàng khiếp sợ sao? Lên xe trước đi. Đừng để người khác ảnh hưởng đến tâm tình của hai người chúng ta. Xúc động qua đi, Miêu lão gia tử dần dần bình tĩnh lại. Hai người. Nghe được Miêu lão gia tử nói như vậy thì nam nhân cùng đi với Miêu lão gia tử lại mơ hồ đoán được điều gì đó. Mà Bùi Vũ Phu thì hình như lại biết Miêu lão gia tử muốn nói điều gì vì vậy hắn liền gật đầu mở cửa xe ra, để cho Miêu lão gia tử tiến vào xe taxi. Mắt thấy Miêu lão gia tử vui cười hớn hở tiến vào trong xe taxi thì nam nhân họ Bàng lại cảm thấy cổ quái, thứ nhất hắn lại không ngờ người tiến đến để đón Miêu lão gia tử lại là một kẻ tài xế taxi, hơn nữa hắn biết nếu lấy thân phận của Miêu lão gia tử thì cho dù là các quan lớn, phú thương dùng kiệu tới để đón thì người cũng không đi a. Vương gia, Miêu lão gia tử đã lên một chiếc xe taxi, có cần theo dõi không? Lúc Bùi Vũ Phu khởi động xe taxi chở Miêu lão gia tử rời đi thì một gã bảo tiêu của Nạp Lan Trường Sinh vội vàng báo cáo, chờ xin ý kiến. Xe taxi. Nghe được ba chữ này thì cho dù cả đời Nạp Lan Trường Sinh đã trải qua vô số sóng to gió lớn cũng bị kinh ngạc. Hắn và Nạp Lan Ngũ Khải đều có suy nghĩ giống nhau, Miêu lão gia tử đến Trầm Thành phân nữa là do hai vị lão đại quân, chính. Mà hiện giờ xem ra căn bản là không phải như vậy rồi. Không cần theo dõi, nói biển số xe cho ta biết. Nạp Lan Trường Sinh liền làm ra quyết định, hắn nhận ra được thực lực của nam nhân đi cùng với Miêu lão gia tử không tầm thường nếu như mình phái người bám theo thì nhất định sẽ bị phát hiện. Tiểu Ngũ, ngươi lập tức liên hệ với sở cảnh sát để họ coi chừng chiếc taxi kia, điều tra điểm dừng chân của Miêu lão gia tử. Sau khi biết được biển số xe của Bùi Vũ Phu thì Nạp Lan Trường Sinh liền phân phó cho Nạp Lan Ngũ Khải. Ok, nhị ca. Nạp Lan Ngũ Khải biết được chuyện này có liên quan đến sinh tử của Nạp Lan lão gia tử vì vậy hắn không dám khinh thường mà đồng ý ngay. Đối với tất cả mọi chuyện này thì Bùi Vũ Phu cũng không biết. Hắn cũng giống như ngày thường vẫn rút ra một điếu thuốc rẻ tiền để hút. Thời gian trước đây, Bùi Vũ Phu biết khách đi xe sẽ không đưa thuốc cho hắn vì vậy hắn chỉ có thể im lặng mà rút ra mà hút. Mà vào giờ khắc này hắn lại rút một điếu thuốc ra đưa cho Miêu lão gia tử đang ngồi ở phía sau. Miêu lão gia tử cũng không thèm để ý đến điếu thuốc rẻ tiền kia mà là cười ha hả nhận lấy. 3. Không đợi nam nhân họ Bàng lấy hộp quẹt ra, một tay Bùi Vũ Phu lái xe tay còn lại thì châm thuốc cho Miêu lão gia tử.
Sau khi châm lửa xong cho Miêu lão gia tử thì hắn lại rút ra một điếu thuốc khác đưa cho nam nhân họ Bàng. Cảm ơn, ta không hút thuốc. Nam nhân họ Bàng đang suy đoán thân phận của Bùi Vũ Phu. Bùi Vũ Phu cũng không có để ý mà là tự châm cho mình một điếu thuốc rồi nhẹ nhàng hút một hơi, phun ra một làn khói trắng, nói. Miêu thúc, trước tiên ta sẽ mang người đi khách sạn rồi sau đó đi đón Bùi Đông Lai, hắn đang đọc sách ở trường. Ta muốn gặp Đông Lai. Miêu lão gia tử liền lắc đầu bác bỏ. Ngoài ra, không đi khách sạn làm gì, trực tiếp mang ta đến nơi ở của ngươi đi. Miêu thúc, ta cùng với Đông Lai ở tại khu dân nghèo, nhà cũng không lớn, ta sợ người không có chỗ ở. Sắc mặt Bùi Vũ Phu bình tĩnh nói. Miêu lão gia tử tức giận nói. Vũ Phu a, ngươi có còn coi ta là một người thúc thúc không? Bùi Vũ Phu hít sâu một hơi thuốc cũng không lên tiếng. Miêu lão gia tử thấy thế thì liền trầm mặc, một lúc sau mới chú ý đến cái chân của Bùi Vũ Phu. Vũ Phu, chân của ngươi. Không có chuyện gì. Bùi Vũ Phu lắc đầu cười. Hai. Miêu lão gia tử dường như đã nhớ ra cái gì đó, hắn thở dài rồi sau đó đôi mắt có chút hồng hồng, nói. Ngày mai mang ta đi tới mộ của lão Bùi. Dạ. Bùi Vũ Phu gật đầu, mở cửa sổ ra, gạt tàn thuốc ra bên ngoài. 9:55. Bùi Vũ Phu cùng Miêu lão gia tử đứng trước trường Trầm Thành Nhất Trung, nhìn thấy các học sinh lần lượt từ trong trường đi ra, hắn vội kiếm lấy bóng dáng của Bùi Đông Lai. Đông Lai. Đột nhiên, Bùi Vũ Phu thấy được Bùi Đông Lai ở trong đám người kia thì vội vàng kêu lên, khuôn mặt lại lộ ra vẻ ngây ngô, đồng thời phất phất tay. Nghe được Bùi Vũ Phu kêu thì Bùi Đông Lai liền nhìn về phía Bùi Vũ Phu thì hắn thấy được bên cạnh Bùi Vũ Phu còn có một vị lão nhân ra cùng với một người trung niên. Tuy rằng Bùi Đông Lai lớn lên từ trong núi nhưng nhãn lực của hắn vô cùng tốt, vừa liếc một cái thì biết được Miêu lão gia tử cùng với nam nhân họ Bàng kia đều không phải là người bình thường. Qua tử lại đi tìm thầy thuốc sao, như thế nào lại giống với một vị đạo sĩ thế nhỉ? Mang theo vài phần tò mò, Bùi Đông Lai hướng về phía ba người Bùi Vũ Phu chạy tới. Mắt thấy Bùi Đông Lai chạy tới thì thân hình của Miêu lão gia tử liền trở nên kích động. Miêu thúc, vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của Bùi Đông Lai cho nên người hay dựa vào những lời ta nói lúc nãy mà làm đi. Thấy được biểu hiện khác thường của Miêu lão gia tử thì Bùi Vũ Phu liền nhắc nhở. Hô! Miêu lão gia tử liền thở ra một ngụm, vẻ mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, gật đầu nhẹ một cái, khóe mắt cũng không ngừng nhảy lên. Qua tử. Rất nhanh, Bùi Đông Lai đã đi tới trước mặt của ba người, mỉm cười cùng bắt chuyện với Bùi Vũ Phu. Qua tử. Nghe được xưng hô thế này thì Miêu lão gia tử cùng với nam nhân họ Bàng đều ngẩn ra, nhất là nam nhân họ Bàng, hắn cảm thấy được hai cha con này quả thực là khác người a. Đông Lai. Đây là thầy thuốc ta tìm cho ngươi, Miêu lão gia tử xuất thân từ Đông y thế gia, y thuật rất cao minh, chắc chắn là có thể chữa bệnh được cho ngươi. Bùi Vũ Phu cũng không có để ý đến hai người vẫn giống như ngày thường, vẻ mặt tươi cười, phúc hậu. Ngài khỏe chứ Miêu lão tiên sinh? Bùi Đông Lai tươi cười chào hỏi Miêu lão gia tử, sau đó hắn lại giải thích. Kỳ thật, bệnh của con cùng đã tốt hơn nhưng mà qua tử lại lo lắng nên mới tìm ngài đến xem bệnh cho con. Đông Lai, lại đây để Miêu gia gia bắt mạch cho ngươi. Miêu lão gia nói xong liền vuốt ve đầu của Bùi Đông Lai một chút, sau đó nắm lấy tay của Bùi Đông Lai, chuẩn bị bắt mạch. Bùi Đông Lai đã biết nguyên nhân xuất hiện biến cố trên thân thể của mình cho nên biết Miêu lão gia tử sẽ không có khả năng tra ra nguyên cớ gì nhưng hắn lại tỏ ra phối hợp, đồng thời cũng tò mò vì sao Bùi Vũ Phu lại có thể quen biết với Miêu lão gia tử được. Miêu gia gia, làm sao người lại quen biết được với qua tử vậy? Trong khi Miêu lão gia tử đang bắt mạch cho Bùi Đông Lai thì hắn liền hỏi ra nghi hoặc ở trong lòng mình. Ha ha, cha của ngươi đã từng giúp ta một việc. Miêu lão gia tử dựa theo lời phân phó trước đây của Bùi Vũ Phu nên trả lời một cách hàm hồ, tiếp tục bắt mạch cho Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai có chút mơ hồ nhưng lại không nói gì nữa. Sau mấy phút, Miêu lão buông cánh tay của Bùi Đông Lai ra, nói với Bùi Vũ Phu. Vũ Phu! Mạch đập của Đông Lai hoàn toàn bình thường, không có bệnh gì cả. Lúc trước ta cũng bắt mạch cho hắn, kết quả cũng giống như người, nếu người đã nói không có bệnh thì nhất định sẽ không có bệnh. Bùi Vũ Phu vô cùng tin tưởng vào y thuật của Miêu lão gia tử, lúc này nghe được Miêu lão gia tử nói như thế thì lập tức yên lòng.
Miêu lão gia tử cười cười cũng không nói lời nào mà là vươn tay ra nhẹ nhàng sửa sang lại cổ áo cho Bùi Đông Lai. Cùng lúc đó, Tần Đông Tuyết ôm sách giáo khoa đang chậm rãi đi ra. Đột nhiên, cước bộ của nàng ngừng lại đồng thời đôi mắt mở to lên. Bùi Đông Lai hắn làm sao lại quen biết được với Miêu thần y? Trong màn đêm, Tần Đông Tuyết thấy rõ Miêu lão gia tử thì nhất thời liền đờ người ra. Bùi Đông Lai cùng Bùi Vũ Phu và Miêu lão gia TTU tạm biệt nhau, một mình trở về trường. Trên đường có thể ngẫu nhiên nhìn thấy vài đôi tình lữ đang nắm tay, xì xào bàn tán với nhau, đa số bọn họ đều là học sinh lớp 10, lớp 11. Có lẽ là chưa biết được áp lực để thi vào đại học nên bọn họ cũng vô tư. Bùi Đông Lai cũng không có trở về ký túc xá mà là lẳng lặng đi vào phòng học. Mặc dù động tác của hắn rất nhẹ nhưng vẫn làm cho không ít người chú ý đến. Những người này thấy Bùi Đông Lai đi vào phòng học thì bọn họ liền kinh ngạc. Bởi vì trong trí nhớ của bọn hắn, đây là lần đầu tiên trong vòng một năm qua Bùi Đông Lai mới vào đây. Kinh ngạc qua đi, không ít học sinh từng cười nhạo Bùi Đông Lai cho rằng hiện giờ hắn muốn lãng tử quay đầu thì cũng đã muộn rồi, cũng có một số ít học sinh thì âm thầm bội phục Bùi Đông Lai. Dù sao bọn chúng đều biết rằng, ngày mai vào lúc ra trưởng hội thì đối với cha con của Bùi Đông Lai thì đó là một tai họa rồi. Dưới tình hình như thế mà Bùi Đông Lai có thể đến đây để làm bài thì cho dù đó là giả dối thì phần định lực này của hắn có lẽ không một người bình thường nào có thể so sánh được. Thấy vẻ mặt của mọi người như vậy thì Bùi Đông Lai vẫn như cũ, vẫn nở ra nụ cười rồi sau đó im lặng đi đến chỗ ngồi của mình rồi lấy sách giáo khoa ra bắt đầu đọc sách. Đối với Bùi Đông Lai mà nói, trước khi linh hồn của Tiêu Phi tiến vào thân thể hắn thì thành tích học tập của hắn đã đứng đầu trong lớp rồi. Vấn đề là ở chỗ là hắn có đầu óc thông minh, trí nhớ vô cùng tốt, hơn nữa hắn còn có phương pháp học tập vô cùng đặc biệt. Mà bây giờ, Bùi Đông Lai đang bước đầu dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi, năng lực, trí lực, những thứ đó theo vậy mà tăng lên, nếu muốn bổ sung kiến thức thì cũng không có gì là khó cả. Nếu không phải như thế thì hắn cũng đã không dám mạnh miệng mà dám cá cược với Tần Đông Tuyết. Sau khi Bùi Đông Lai làm bài xong thì đã tới gần 2 giờ, trong phòng học đã không còn một ai. Ngoài ra các giáo học lâu xung quanh cũng đã tắt đèn hết cả. Vị bạn học này, tuy rằng trường học không có quy định mấy giờ tắt đèn nhưng mà ta vẫn đề nghị ngươi bây giờ nên trở về phòng ngủ đi, nếu không ngày mai khi đi học ngươi sẽ không có tinh thần, mất nhiều hơn được đấy. Lúc Bùi Đông Lai đứng dậy làm vài động tác thư giãn thì có một người bảo vệ trường học xuất hiện ở trước cửa phòng học, có ý tốt nhắc nhở hắn. Cảm ơn, đi liền đây. Bởi vì nguyên nhân dung hợp linh hồn với Tiêu Phi cho nên tinh lực của Bùi Đông Lai vượt xa người bình thường, hắn căn bản không thấy mệt nhưng mà hắn không muốn để cho bảo vệ khó xử, dù sao thì chỉ cần ánh đèn trong giáo học lâu này còn sáng thì bảo vệ cũng không thể ngủ được, cần phải đi tuần tra ban đêm. Nói xong thì Bùi Đông Lai liền thu thập sách vở, cười cười với tên bảo vệ rồi rời đi khỏi phòng học. Cùng lúc đó, khu dân nghèo trong Trầm Thành, cỗ xe Lincoln của Nạp Lan Trường Sinh đang lẳng lặng đậu ở đầu ngõ. Trong ô tô, Nạp Lan Trường Sinh cầm lấy tẩu thuốc không ngừng hút. Sương khói bao phủ lấy khuôn mặt của hắn làm cho người ta không thể nào thấy được vẻ mặt của hắn hiện giờ, bất quá lại có thể mơ hồ chứng kiến hắn đang nhíu mày. Thân là ngũ đệ của Nạp Lan Trường Sinh, Nạp Lan Ngũ Khải ngồi ở một bên ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ dùng dư quan nhìn vào Nạp Lan Trường Sinh, đang đợi Nạp Lan Trường Sinh làm ra quyết định. Quyết định có bước vào cái sân cũ nát kia hay không? Lấy thân phận của Nạp Lan Trường Sinh thì không một nơi nào của Đông Bắc mà hắn không thể tiến vào được, cho dù là cả Trung Quốc to lớn này cũng không có bao nhiêu chỗ. Nhưng mà, vô luận là Nạp Lan Ngũ Khải hay là Nạp Lan Trường Sinh đều biết rất rõ ràng, muốn bước vào trong kia thì cần phải có một dũng khí lớn như thế nào. Bởi vì Miêu lão gia tử đang ở trong ấy. Càng quan trọng hơn là căn nhà kia là của Bùi Vũ Phu. Không biết trải qua bao lâu, Nạp Lan Trường Sinh để hai viên ngọc châu xuống, hít thở thật sâu, cuối cùng hắn cũng đã có quyết định. Tiểu Ngũ, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nạp Lan Trường Sinh nói xong thì liền dập tẩu thuốc đi, cũng không đợi Nạp Lan Ngũ Khải trả lời mà liền bước xuống xe. Miêu thần y còn có thể đóng cửa vào mặt của nhị ca, huống chi là Bùi Vũ Phu. Nhìn bóng lưng của Nạp Lan Trường Sinh, Nạp Lan Ngũ Khải tự diễu. Hắn cảm thấy vô lực đồng thời cũng có thêm vài phần xấu hổ. Đi qua mấy ngõ nhỏ mà Nạp Lan Trường Sinh cảm thấy giống như đang trải qua mấy thế kỷ.
Lão gia tử đoán được ngươi muốn đến đây cho nên người đã nói không muốn gặp ngươi, ngươi trở về đi. Lúc Nạp Lan Trường Sinh đến trước cửa sân thì nam nhân họ Bàng liền xuất hiện, ngăn cản không Nạp Lan Trường Sinh tiến vào. Ta muốn gặp Bùi Vũ Phu. Nạp Lan Trường Sinh chậm rãi mở miệng, chỉ nói ba chữ Bùi Vũ Phu nhưng biểu tình lại vô cùng phức tạp. Vậy ngươi hãy chờ một lát. Bàng Hổ do dự vài giây rồi xoay người đi vào. Một phút sau, Bàng Hổ lại xuất hiện ở trước mặt của Nạp Lan Trường Sinh, vẻ mặt không chút thay đổi nói. Miêu lão gia tử để cho ta chuyển lời tới người, người nể mặt của Vũ Phu nên sẽ đi đến Đại Liên. Bá! Nghe được lời nói của Bàng Hổ thì Nạp Lan Trường Sinh liền kinh ngạc, khuôn mặt nho nhã của hắn cũng trở nên kích động. Theo bản năng hắn muốn mở miệng nói ra một điều gì đó nhưng trong lòng lại đột nhiên không biết nói gì vì vậy chỉ đành im lặng, khuôn mặt liền trở nên áy náy. Chuyển giúp lời của ta đến Vũ Phu, Nạp Lan gia từng bất nhân nhưng tuyệt đối sau này sẽ không bất nghĩa. Nạp Lan Trường Sinh chậm rãi nói. Nói xong hắn liền xoay người bỏ đi. Trên lầu 2, Miêu lão gia tử cùng Bùi Vũ Phu đứng ở bên cửa sổ nhìn thấy bóng lưng của Nạp Lan Trường Sinh rời đi, không nhịn được mà chào phúng nói. Nạp Lan Trường Sinh cùng với lão già kia quả thực là đúc ra từ một khuôn A. Bùi Vũ Phu im lặng không nói gì, chỉ lặng lặng cầm lấy một chén thiêu đao tử rồi chậm rãi nhấm nháp. Sáng sớm, khi ánh mặt trời vừa mọc lên thì Bùi Đông Lai đang lau chùi mồ hôi, từ trong rừng cây đi ra. Đây là lần gần nhất trong vòng một năm nay, lần đầu tiên hắn rời khỏi giường để luyện công khi chưa đến 5 giờ sáng. Sau khi rời giường thì hắn một mình đi vào rừng cây ở bên trong trường, giống như yêu cầu của Bùi Vũ Phu trước đây vẫn đứng tấn trong vòng một giờ rồi sau đó lại chạy vài vòng, cho đến khi toàn thân đầy mồ hôi thì hắn mới đi ra. Khi Bùi Đông Lai trở lại ký túc xá thì toàn bộ học sinh đã rời giường, trong đó một số ít có thành tích học tập kém thì vẻ mặt lại có chút khẩn trương. Bởi vì, căn cứ vào an bài của nhà trường, lúc 8 giờ sáng hôm nay sẽ triển khai ra trưởng hội cho tất cả các lớp 12, đến lúc đó toàn bộ học sinh cùng với người nhà phải có mặt tại hội trường để tham gia. Đối với những học sinh có thành tích kém thì không thể nghi ngờ được, đây quả eo ép một chuyện bi thảm a. Nhưng mà... khi bọn chúng nhìn thấy được bộ dạng bình tĩnh của Bùi Đông Lai thì dường như bọn chúng cũng nhiễm theo, nguyên bản một đám người ủ rũ bỗng trở bình tĩnh lại. Dù sao, bọn hắn cũng biết được vào cuộc thi thử vừa rồi thì Bùi Đông Lai chỉ đạt được 280 điểm, lần ra trưởng hội lần này quả thật là một tai họa đối với hắn. Bùi Đông Lai đối mặt với tai họa mà còn có thể thản nhiên như vậy, tự nhiên bọn hắn cũng cần phải kiên cường một chút. Tắm rửa sạch sẽ xong, Bùi Đông Lai liền mặc đồng phục rồi đi về cổng trường. Trong sân trường, có vài người nông dân đi xe lửa đến đây ngoài ra cũng có phụ huynh lái xe đưa con mình tới. Đối diện cổng trường học, Bùi Vũ Phu sớm đã lái chiếc xe taxi cũ nát kia tới. Mắt thấy Bùi Đông Lai đang đi ra thì Bùi Vũ Phu liền vứt điếu thuốc đang hút, nở ra nụ cười ngây ngô đi lên đón Bùi Đông Lai. Qua tử ngốc, ta đã nói là 7 giờ 50 rồi hãy đến, làm sao ngươi lại tới sớm như thế? Thấy khuôn mặt tươi cười ngây ngô kia của Bùi Vũ Phu thì Bùi Đông Lai liền dở khóc dở cười nói. Chẳng lẽ ngươi sợ không đủ mất mặt rồi sao? Bùi Vũ Phu vẫn cứ cười như cũ cũng không nói gì. Hai, ta nghĩ da mặt của ta cũng đã dày rồi thì da của người còn dày hơn ta à, quả thực là sư phụ của ta rồi. Bùi Đông Lai cười mắng một câu, sau đó lại dìu cánh tay của Bùi Vũ Phu cũng không để ý đến ánh mắt khác thường của mọi người chung quanh, vẫn thẳng lưng đi vào trường học. Tin, đi vào trường học, Bùi Đông Lai cùng với Bùi Vũ Phu đi được vài bước thì ở đằng sau lại vang lên tiếng còi xe chói tai. Nghe được tiếng còi thì đám học sinh chung quanh liền tránh ra, Bùi Đông Lai cũng vội kéo Bùi Vũ Phu né qua một bên. Rất nhanh, một chiếc BMW 730 chậm rãi tiến đến bên cạnh cha con Bùi Đông Lai. Cửa kính xe mở ra, một khuôn mặt nữ nhân đầy sẹo, mặt chết đầy son phấn liền hiện ra trong tầm mắt của cha con Bùi Đông Lai. Trên cổ của nữ nhân kia có đeo một cái vòng ngọc kim cương làm cho người khác nhìn qua đều có cảm giác chói mắt. Lỗ tai bị điếc sao? Ánh mắt đụng nhau, bà mập kia giống như đầu heo liền mở miệng mắng hai cha con Bùi Đông Lai. Mẹ, người đừng tức giận, người không thấy tên kia bị què một chân sao? Người què đi đứng bất tiện mà mẹ. Nữ nhân vừa nói xong thì cửa kính xe ở phía sau từ từ mở ra, Trịnh Phi thò ra khuôn mặt, chào phúng nói, lời nói vô cùng cay nghiệt. Thấy bộ mặt vô sỉ của Trịnh Phi thì Bùi Đông Lai cũng mỉm cười,
đang định nói gì thì lại nghe bà mập kia nói. Nếu què chân rồi thì còn dám đi ra giữa đường sao, ngại chết chậm à? Buổi sáng người dùng phân để đánh răng sao? Mắt thấy mẹ của Trịnh Phi nói năng cay nghiệt hơn nữa là đều hướng về phía Bùi Vũ Phu, Bùi Đông Lai trực tiếp phát hỏa, âm hiểm cười chỉ lên mặt của Trịnh Phi. Ngạc nhiên khi nghe được lời nói ác độc của Bùi Đông Lai, Trịnh Phi liền trở nên tức giận mà mẹ của Trịnh Phi là Lý Kim Hoa liền trở nên ngây dại. Phải biết rằng chồng của nàng Trịnh Kim Sơn là phú hào hạng nhất hạng nhì của Trầm Thành, nàng là bà lớn của phú hào, bất luận đi đến đâu cũng được người khác tôn kính, chưa có bao giờ bị người ta chửi vào mặt như thế này. Đồ không có giáo dục, người nói cái gì đó. Không đợi Trịnh Phi lên tiếng, Lý Kim Hoa đã hét toáng lên. Nghe được lời nói của Lý Kim Hoa, mắt thấy Bùi Đông Lai sắp sửa nổi khùng thì Bùi Vũ Phu liền giữ chặt tay của Bùi Đông Lai, cười bồi nói. Thật có lỗi quá, là do chúng ta chặn đường. Đông Lai, chúng ta đi. Nói xong, Bùi Vũ Phu cũng không đợi Bùi Đông Lai trả lời mà là lôi kéo Bùi Đông Lai đi. Đứng lại cho ta. Từ sau khi Trịnh Kim Sơn trở nên giàu có thì Lý Kim Hoa cũng chưa từng chịu qua ủy khuất như lúc này, cho nên đâu có dễ dàng để cho cha con của Bùi Đông Lai đi được. Đối với Bùi Đông Lai mà nói từ nhỏ hắn đã cùng với Bùi Vũ Phu dựa vào nhau để sống. Bùi Vũ Phu là điều cấm kỵ trong lòng của hắn. Hắn có thể để bản thân mình bị vũ nhục nhưng tuyệt đối sẽ không để yên khi người khác đụng vào Bùi Vũ Phu. Lúc này, thấy người đàn bà chanh chua kia nhảy xuống xe, Bùi Đông Lai cũng chẳng quan tâm đến thân phận hay địa vị của Lý Kim Hoa, vẻ mặt lạnh như băng nói. Con mẹ mập kia, thừa dịp lão tử còn chưa phát hỏa thì mau cút đi. Quát! Lý Kim Hoa cảm thấy được lỗ tai của mình có vấn đề. Nàng nằm mơ cũng không thể được trong Trầm Thành nhất trung nho nhỏ này lại có người dám mắng nàng. Mẹ, không cần tranh chấp với tên hai lúa này, chúng ta đi thôi. Trịnh Phi thấy Bùi Đông Lai muốn động thủ thì lập tức xuống xe kéo Lý Kim Hoa lại, hắn không muốn nhìn mẫu thân của mình bị Bùi Đông Lai đánh cho tơi bời trước mặt của đông đảo học sinh. Đi cái gì mà đi, hôm nay nếu không để ta giáo huấn tên hai lúa này thì ta sẽ không mang họ Lý. Lý Kim Hoa tức giận đến mức cả tảng thịt trên người cũng rung rung lên, căn bản không nghe lời khuyên bảo của Trịnh Phi. Trịnh Phi thấy thế thì vẻ mặt liền sốt ruột, sau đó lại nhìn về cách đó không xa có một chiếc xe ô tô mang biển số của thị ủy thì vội vàng nói. Mẹ, mẹ của Cố Mỹ Mỹ đang ở phía sau, chúng ta không cần phải tranh chấp với tên hai lúa này nếu không thì sẽ bị người khác chê cười đó. Lý Kim Hoa đang phẫn nộ nhưng nghe được lời nói của Trịnh Phi thì ngẩn ra một chút. Theo bản năng quay lại nhìn, quả nhiên thấy được một chiếc Buick mang biển số của thị ủy đứng ở phía sau. Phát hiện này làm cho Lý Kim Hoa bớt giận, nàng cũng không có PK với cha con Bùi Đông Lai nữa mà hung dữ nói. Thứ hai lúa không có giáo dục, ta nói cho các người biết chuyện này ta không để yên cho các người đâu. Bên tai vang lên lời nói của Lý Kim Hoa, Bùi Đông Lai thấy Bùi Vũ Phu vẫn bình tĩnh đứng ở phía sau. Hắn cũng không có nhìn thấy trong đôi mắt của Bùi Vũ Phu hiện lên một đạo hàn quang. Chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó, mẹ con Trịnh Phi lên xe BMW 730 rồi chạy đi, trong ô tô Lý Kim Hoa tức giận đến khuôn mặt trở nên trắng bệch, cảm giác kia hận không thể đem hai cha con của Bùi Đông Lai ra chém vạn đoạn cho hả giận. Dường như thấy được Lý Kim Hoa đang nổi giận, Trịnh Phi nhìn không được mà dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn về phía Bùi Đông Lai, ở hắn xem ra. Bùi Đông Lai trêu chọc hắn thì thôi nhưng mà trêu chọc vào mẹ của mình thì quả thật là muốn tìm chết mà. Hôm nay, nếu không phải là do sự xuất hiện của mẹ Cố Mỹ Mỹ thì hắn có một vạn lý do để tin tưởng rằng mẹ của hắn sẽ gọi mấy tên bảo tiêu trong nhà đến đây để đập cho cha con hai người Bùi Đông Lai một trận. Cái này là bởi vì chuyện tình của Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ, hai đại nhân vật của hai nhà đều biết, mà Trịnh Kim Sơn đối với Cố Mỹ Mỹ đứa con dâu tương lai này vô cùng hài lòng. Cái gọi là vừa lòng cũng chỉ là gia thế của đối phương mà thôi. Bởi vì vừa lòng cho nên Trịnh Kim Sơn chẳng những không có ngăn cản tình cảm của hai người mà ngược lại còn tiến hành khuyến khích. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng nén giận. Sau khi mẹ con Trịnh Phi và đám người hiếu kỳ xung quanh rời đi thì Bùi Đông Lai vẫn nắm lấy cánh tay của Bùi Vũ Phu chậm rãi đi vào lễ đường chỗ giáo học lâu. Phía sau bọn họ cách đó không xa, chiếc xe Buick kia lại khởi động. Trong ô tô một người phụ nữ trung niên ăn mặc đơn giản nhưng lại không tục khí nhíu nhíu mày nói. Mỹ Mỹ, trường học của con không phải là trường học tốt nhất tỉnh sao? Tại sao lại có những học sinh có tố chất thấp như vậy được? Người phụ nữ trung niên không phải là ai khác,
đúng là mẹ của Cố Mỹ Mỹ tên là Trương Vân. Lúc nãy hai người cũng không có biết nguyên nhân vì sao lại có sự xung đột giữa cha con Bùi Đông Lai với mẹ con Trịnh Phi, thậm chí nàng cũng không nghe được những lời cay nghiệt của Lý Kim Hoa. Sau khi dừng xe, câu đầu tiên nàng nghe được chính là câu mắng chửi của Bùi Đông Lai đối với Lý Kim Hoa. Dưới tình huống như thế này, tuy nàng coi biểu hiện của Lý Kim Hoa có chắc không tốt nhưng mà ít nhiều cũng có chút hợp tình hợp lý. Mẹ, học sinh kia học trong lớp của con, tố chất của hắn vô cùng thấp, hơn nữa thành tích học tập của hắn cũng bết bát, lần thi thử vừa rồi hắn chỉ thi được có 280 điểm. Cố Mỹ Mỹ rèm pha nói thêm. Mỹ Mỹ, mẹ nhớ rằng trường học các con lấy điểm rất cao a, học sinh có thành tích kém như vậy thì làm sao có thể được vào học trong trường đây? Trương Vân có chút không tin, theo nàng biết được thì học sinh trong trường này có hai loại. Một là những học sinh có thành tích học tập cao, hai là những tên dựa vào thực lực của ông bà già mới có thể tiến vào đây được. Mẹ, người có điều không biết, trước kia thành tích học tập của hắn vẫn còn coi được, nhưng mà... Cố Mỹ Mỹ nói xong thì trong đầu dần dần hiện ra cảnh tượng một năm trước đây, lúc đấy Bùi Đông Lai đã uyển chuyển từ chối chuyện tình cảm. Nhớ đến cảnh ấy thì trong lòng của nàng không khỏi xông lên một cỗ lửa giận vô danh. Nhưng mà cái gì? Trương Vân hỏi. Mẹ, người cũng không biết rằng tên kia đã từng viết thư tình cho con. Cố Mỹ Mỹ làm ra một bộ dạng vô tội nói. Con đã uyển chuyển từ chối hắn, nói cho hắn biết chúng ta đang là học sinh thì nên lấy việc học tập là chính. Kết quả là hắn không thể đứng dậy nổi. Hai mẹ à, kỳ thật là con cũng không muốn làm tổn thương hắn. Thậm chí con cũng đã nhiều lần cổ vũ hắn nhưng mà hắn vẫn cứ y như cũ, cũng không thay đổi gì cả, con cũng không còn biện pháp nào. Thì ra là thế, vậy cũng không nên trách hắn. Trương Vân không hề nghi ngờ lời nói của Cố Mỹ Mỹ. Cố Mỹ Mỹ gật đầu cười cười nhưng mà cười đến mức có chút chột dạ. Cùng lúc đó, phía ngoài cổng trường, trong một chiếc Lincoln Land Nạp Lan, Trường Sinh đang cầm cái tẩu thuốc, trầm mặc không nói gì. Bên cạnh hắn, Nạp Lan Ngũ Khải đang dựa theo chỉ thị của hắn, bấm số điện thoại của Trịnh Kim Sơn. Ngũ gia, điện thoại rất nhanh chóng được kết nối, đầu bên kia liền truyền ra giọng nói cung kính của Trịnh Kim Sơn, trong lòng hắn cũng đang âm thầm suy đoán nguyên nhân mà Nạp Lan Ngũ Khải gọi điện cho mình. Nhị ca của ta muốn ngươi. Nạp Lan Ngũ Khải chậm rãi nói. Nạp Lan Vương gia muốn gặp mình. Nạp Lan Vương gia muốn gặp mình. Đầu bên kia điện thoại. Trịnh Kim Sơn đang nằm bên cạnh một mỹ nữ, nghe được lời nói của Nạp Lan Ngũ Khải thì liền trợn tròn mắt. Dùng tốc độ nhanh nhất cút khỏi Trầm Thành cho ta. Dường như Nạp Lan Ngũ Khải có thể đoán được lúc này trong lòng Trịnh Kim Sơn hưng phấn đến cỡ nào, hắn liền thấp giọng hét lớn lên một tiếng. Lúc 7 giờ 55, bên trong hội trường đã chật kín, đa phần là các phụ huynh cùng các học sinh ngồi đợi cuộc họp bắt đầu. Phía trên hội trường có đặt một dãy bàn, trên mỗi bàn đều có đặt một tấm thẻ. Trên mỗi tấm thẻ đều có viết tên. Dựa vào sự an bài của nhà trường thì lần họp ra trưởng hội này là do phó hiệu trưởng chủ trì, các giáo viên chủ nhiệm cùng với các tổ trưởng của lớp 12 đều phải có mặt. Bởi vì vẫn chưa đến 8 giờ cho nên các lãnh đạo cùng giáo viên chủ nhiệm các lớp đều chưa có mặt, trong hội trường vang lên những lời tranh cãi ầm ĩ, không ít những học sinh có thành tích kém đang bị cha mẹ của mình khiển trách. Cũng không ít học sinh có thành tích tốt đang nói chuyện cùng với cha mẹ của mình. Đang bàn về tương lai của con mình, làm sao có thể thi được vào trường đại học có chất lượng cao. Không ít học sinh bị mắng liền nhìn về phía cha con của Bùi Đông Lai. Bọn hắn hiểu rõ rằng thành tích thi thử lần trước của Bùi Đông Lai là xếp thứ nhất từ dưới đếm lên trong cả khối 12. Bọn hắn xem ra thành tích của mình còn tốt hơn Bùi Đông Lai mà vẫn còn bị của mắng như vậy thì có thể khẳng định là Bùi Đông Lai sẽ thảm bại hơn bọn hắn. Bọn hắn muốn thông qua phương pháp so sánh để làm giảm bớt buồn bực ở trong lòng. Bất đồng với đám học sinh có thành tích kém kia, một ít học sinh đã kéo kéo cánh tay của cha mẹ mình rồi chỉ trỏ vào Bùi Đông Lai nói rằng thành tích của Bùi Đông Lai là đứng thứ nhất từ dưới đếm lên trong cả khối 12 này. Dưới tình hình như vậy thì cha con của Bùi Đông Lai đã trở thành nhân vật tiêu điểm trong cả hội trường này. Thật không biết tại sao trường học lại có thể cho một tên học sinh rác rưởi này tiến vào học được. Lý Kim Hoa biết được thành tích của Bùi Đông Lai thì không nhịn được mà mắng một câu. Trịnh Phi nghe xong thì cười. Tiếc là cha con Bùi Đông Lai cũng không thấy được nụ cười trên khuôn mặt của hắn. Qua tử, có thể chịu đựng mà ngồi ở đây được không? Mắt thấy không ít học sinh cùng cha mẹ bọn họ đang giễu cợt mình, Bùi Đông Lai cười khổ trêu.
Bùi Vũ Phu chỉ cười nhẹ, xòe bàn tay ra vuốt ve nhẹ vào đầu của Bùi Đông Lai, ôn nhu nói. Ngươi có thể chịu đựng được cả một năm, ta chỉ chịu đựng cho đến trưa thôi, như thế thì có tính là gì? Quả tử, kỳ thật ta không cũng không muốn như vậy. Bùi Đông Lai bất đắc dĩ mà thở dài, sau đó ánh mắt liền trở nên sắc bén. Bất quá ngươi cứ tin tưởng ở ta, con của ngươi nhất định sẽ thi vào một trường đại học tốt nhất, hảo hảo sẽ đem lại thể diện cho ngươi. Bùi Vũ Phu gật đầu, rất tin tưởng hắn. Cùng lúc đó, phó hiệu trưởng dẫn đầu đoàn người tiến vào hội trường, vừa đi vừa tươi cười với học sinh cùng cha mẹ bọn họ, sau đó đi đến ngồi vào chỗ của mình. Sau khi bọn họ ngồi xuống thì ra trưởng hội chính thức được bắt đầu. Người thứ nhất lên phát biểu chính là phó hiệu trưởng, hắn là người đại diện cho nhà trường nên được mọi người hoan nghênh. Hắn nói một đống chuyện nhưng quan trọng nhất chỉ có một vấn đề quan trọng chính là việc thi vào đại học chỉ còn lại thời gian không nhiều lắm, cho nên mong muốn trong mấy tháng tới đây các bạn học sinh phải cố gắng để có thể vượt qua lần khiêu chiến đầu tiên ở trong đời này. Sau khi phó hiệu trưởng phát biểu xong thì đến các giáo vụ chủ nhiệm phát biểu cuối cùng chính là tổ trưởng của khối 12, lão sư chủ nhiệm lớp 12 phần 1 Vương Hồng. Đầu tiên, cảm tạ các vị đã bỏ ra thời gian để tới tham gia lần ra trường hội này. Vương Hồng nói xong thì dừng lại một chút, đám học sinh cùng với người nhà của mình liền vỗ tay. Đợi mọi người vỗ tay xong thì Vương Hồng dùng ánh mắt nhìn thoáng qua chỗ ngồi ở hàng thứ nhất nơi mà mẹ con Trịnh Phi đang ngồi, sau đó dùng ánh mắt trao đổi với Lý Kim Hoa rồi nói. Vừa rồi, những vị lãnh đạo kia cũng đã nói rồi, kế tiếp tôi cũng muốn tiếp tục nói vài câu. Trường học tổ chức lần ra trường hội này mục đích là gì? Chính là để học sinh, phụ huynh cùng với thầy cô giáo thống nhất tư tưởng với nhau. Các vị phụ huynh đang ngồi ở đây chắc hẳn là biết rằng, học sinh không thể rời khỏi thầy cô của mình, càng không thể rời khỏi cha mẹ được. Đối với một người học sinh mà nói, nếu cha mẹ của hắn mà không quản tốt được con cái của mình thì làm một người thầy cô giáo như chúng ta đây cho dù muốn quản hắn thì đó cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Tôi đơn giản lấy một ví dụ là học sinh Bùi Đông Lai trong lớp tôi đây. Thành tích học kỳ y trong lớp 11 thì vô cùng tốt, luôn luôn đứng thứ nhất toàn khối nhưng mà bắt đầu qua học kỳ 2 chỉ vì bị một bạn nữ cùng học chung một lớp cự tuyệt mà thành tích liền trở nên kém đi. Ào! Vương Hồng vừa nói xong thì hội trường đang im lặng bỗng trở nên xôn xao, cơ hồ toàn bộ mọi người đều nhìn về phía chỗ ngồi của cha con Bùi Đông Lai. Tần Đông Tuyết không có. Nàng tức giận nhìn về phía Vương Hồng. Nàng xem ra, lần này Vương Hồng thật sự là quá phận rồi. Đối mặt với hơn 1.000 con mắt cùng với lời nghị luận của mọi người thì cha con Bùi Đông Lai vẫn như cũ, mặt vẫn không đổi sắc giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy biểu hiện khác thường của hai cha con Bùi Đông Lai thì mọi người liền kinh hô. Bùi Đông Lai, lão tử nhìn ngươi còn có thể giả bộ tới khi nào nữa? Trịnh Phi vốn muốn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Bùi Đông Lai nhưng lúc này hắn thấy Bùi Đông Lai cũng không tỏ thái độ gì, nhất thời thì có chút thất vọng. Hắn cảm thấy được Bùi Đông Lai đang cố làm ra vẻ. Bùi Đông Lai, ngày đó ngươi cự tuyệt ta thì ngươi nằm mơ cũng không ngờ rằng bản thân của mình sẽ có như ngày hôm nay sao? Có phải bây giờ ngươi đang hối hận không? Hối hận rằng lúc trước cặp mặt chó của ngươi bị mù phải không? Cố Mỹ Mỹ cũng giống như Trịnh Phi cũng cho rằng Bùi Đông Lai đang cố làm ra vẻ, khóe miệng liền nở ra một nụ cười lạnh, trong lòng ác độc nói.